Triệu Quốc Đống vừa lớn lối như vậy làm mấy thằng thanh niên tức giận, mắt đỏ rực lên. Nhưng thằng đứng cuối đang khoanh tay lại có chút cảnh giác. Có thể nói lớn lối như vậy thì tất nhiên cũng có bản lĩnh. Nếu không thằng ngốc mới có thể nói ra lời này khi bị vây quanh. Dù là hắn gọi điện báo cảnh sát, trong 5 phút cảnh sát cũng không thể tới, mà người này không có bản lĩnh đã sớm bị đánh ngã rồi. Soạt một tiếng, một thằng thanh niên lấy thanh cửu tiết tiên quấn quanh eo ra, một thằng khác cũng lấy ra một con dao mỏng bên hông. Mẹ nó chứ, mày nghĩ mình là ai? Mọi người cẩn thận chút không lại làm mấy em bé bị thương, lại không có hàng mà chơi. Triệu Quốc Đống nghe đối phương nói mà thấy ghê tởm, hắn không buồn đáp lời. Hắn bước lên một bước dài, tay trái vung lên, chân phải cũng đá mạnh ra. Thằng vừa nói không kịp kêu một tiếng đã bị đánh bay ra ngoài vài mét. Thằng cầm cửu tiết tiên vừa lao tới, Triệu Quốc Đống đã sớm xoay tròn một vòng, vung tay túm được cổ tay đối phương, bẻ một cái. Thằng thanh niên kêu a một tiếng, cửu tiết tiên rơi xuống mặt đất. Không đợi Triệu Quốc Đống tiến lên, một thằng ở cuối cùng đã rút khẩu súng bên hông ra chỉ thẳng vào Triệu Quốc Đống mà nói. Thằng chó, đứng yên cho tao. Ồ, súng à, sợ quá, mày thử xem có một súng làm tao chết không. Triệu Quốc Đống cũng không ngờ đám thanh niên này còn có súng trong tay, còn có thằng phản ứng nhanh như vậy. Hắn thực ra không sợ khẩu súng bắn đạn sắt này. Đạn sắt có thể không bắn trúng hắn, nhưng rất khó có thể nói mấy viên sắt nhỏ có thể bắn vào mấy cô gái không. Mấy viên sắt mà bắn vào mặt các cô gái thì đúng là mất hết thẩm mỹ. Thấy Triệu Quốc Đống không thèm để ý, đối phương đúng là có chút lo lắng. Loại súng này chỉ có thể bắn một phát, bắn xong là hết. Chẳng may bắn không trúng đối phương, hoặc không đánh ngã đối phương thì với thân thủ của đối phương thì chỉ sợ lúc ấy mình sẽ ngã. Thằng kia, mày từ đâu ra? Chuyên môn tới gây chuyện với bọn tao hả? Thằng thanh niên cũng không dám xác định. Triệu Quốc Đống mặc quần áo có vẻ không giống đám như y, nhưng tay chân đối phương lại lợi hại, còn đi xe xịt, không chừng thằng này cũng có lai lịch. Tên thanh niên nghĩ như vậy. Cút ngay, tao không muốn nói nhảm với bọn mày. Tao không phải người như bọn mày. Chẳng qua bọn mày mà gây chuyện thì không thoát khỏi tay tao đâu. Triệu Quốc Đống thấy mấy cô gái đang rất hưng phấn vì màn này. Hắn cười khổ một tiếng, mấy cô bé này còn nghĩ đây là trò chơi sao? Khẩu súng kia mà bắn thì không ai biết mặt các cô không có vết sẹo. Lên xe. Thấy đối phương còn đang do dự, Triệu Quốc Đống quay đầu lại mắng một câu. Tiểu Âu, mấy em mau lên xe. Cổ Tiểu Âu có chút không muốn nhưng Đồng Úc và Kiều San đã có phản ứng, vội vàng mở cửa vào trong xe. Cổ Tiểu Âu thấy hai cô đã lên xe thì mới có chút lưu luyến lên ghế trên. Thấy mấy cô đã lên xe, Triệu Quốc Đống mới dịu giọng đi một chút. Được rồi, bọn mày đi đi, đừng giở trò với tao, vô dụng thôi. Nếu thật sự bắn ra không bắn chúng tao thì bọn mày thảm rồi. Bắn chúng tao thì bọn mày còn thảm hơn. Triệu Quốc Đống nói câu này với giọng rất lạnh lùng. Quyển 6, chương 25, vô đề. Thằng thanh niên cầm súng mặt không ngừng tái đi, lùi về sau hai bước nhưng cuối cùng cảm thấy nếu còn đánh tiếp thì mấy thằng bên mình sẽ bị thiệt thòi. Y hận mình sao không mang theo vài khẩu súng, nếu không phải cho thằng kia một trận. Đi. Thấy đám thanh niên kia không cam tâm rời đi, nhưng còn đi ra xa xa gọi điện, Triệu Quốc Đống không dám chậm trễ. Nếu có thêm mấy thằng cầm súng tới nữa thì hắn đúng là bị ăn đủ. Triệu Quốc Đống lên xe, khởi động và nhanh chóng rời đi. Tiểu Âu, các em làm gì vậy hả? Sao bị mấy thằng đó vây quanh? Bọn em đi diễn về và định ăn một chút rồi vào trường. Ai ngờ muộn quá rồi nên các quán đóng cửa hết, nên bọn em liền về. Mấy thằng đó từ trong ngõ nhỏ chạy ra. Cổ Tiểu Âu có chút khó chịu nói. Trong đám người này có mấy tên trông quen quen, hình như hay đi quanh trường em. Có quan hệ với đám bại hoại, xấu xa ở trong trường. Ồ, Triệu Quốc Đống ngẩn ra mà nói. Tiểu Âu, em nói là bọn chúng ở quanh trường học. Đúng thế, em từng gặp qua một thằng trong đó. Lần trước còn đánh nhau với bảo vệ của trường. Đồng Úc cũng nhỏ giọng nói. Triệu Quốc Đống suy nghĩ có phải là có ai thấy ba cô gái xinh đẹp thường xuyên đi ra, cùng nhau về nên có ý đồ xấu. Nếu thật sự là như vậy thì việc này có lẽ còn chưa kết thúc. Tiểu Âu, các em có làm mất lòng ai trong trường không? Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút rồi nói. Mất lòng ai, mất lòng gì cơ? Cổ Tiểu Âu có vẻ không hiểu, nhưng hai người Đồng Úc và Kiều San đều hơi tái mặt. Triệu Quốc Đống nhìn qua liền biết có lẽ ba cô gái này không hiểu gì nên không hỏi nhiều. Đến lúc đó hắn thông qua Kiều Huy hỏi một chút bên này là được. Được rồi, không nói nữa,
anh đưa mấy em về trường nhé. Quốc Đống ca, bây giờ cổng trường đóng rồi. Bọn em không về đâu, nếu không sẽ bị ghi vào sổ. Quốc Đống ca, anh không muốn mấy đứa em bị mất hết danh dự trong miệng đám bảo vệ đó chứ. Cổ Tiểu Âu cười hì hì nói. Em mặc kệ, đêm nay anh phải lo cho bọn em. Anh không phải có chỗ ở tại thành phố An Đô sao? Em nhớ anh có phòng ở sở giao thông mà. Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng. Mình có thể mang ba cô gái này đến khu tập thể sở giao thông sao? Chỉ sợ ngày mai Thái Chánh Dương sẽ mang theo lỗ tai tới chỗ mình yêu cầu mình nói rõ. Mất đạo đức, tác phong kém, cái mũ này này không chừng sẽ chụp vào đầu hắn. Cái này, Tiểu Âu, muộn quá rồi, về sở sẽ không tiện. Anh thấy hay là chúng ta tìm khách sạn nào đó ngủ vậy? Triệu Quốc Đống có chút xấu hổ nói. Khách sạn, vậy có được không? Đêm hôm vắng vẻ đến khách sạn thuê phòng, bị người nhìn thấy còn không phải nói bọn em làm cái kia sao? Cổ Tiểu Âu không ngừng lắc đầu nói. Đàn ông như anh thì không sao, con gái bọn em cần danh tiếng. Bị Cổ Tiểu Âu nói như vậy, Triệu Quốc Đống không biết nói gì nữa, cũng không biết nên làm như thế nào. Biệt thự ở khu Thiển Loan thì tiện, bảo vệ chờ mở cửa 24/24, hơn nữa cũng là một căn biệt thự độc lập, muốn làm gì thì làm. Chẳng qua đó là không gian bí mật của hắn và Cù Vận Bạch, Triệu Quốc Đống cũng không muốn người ngoài biết. Nhưng thấy vẻ mặt khó hiểu của Cổ Tiểu Âu, tất nhiên cô không tin Triệu Quốc Đống chỉ có một chỗ ở tại khu tập thể sở giao thông. Quốc Đống ca, anh đừng bảo thân phận của anh chỉ có căn phòng được phân ở sở giao thông đó. Em không tin. Cổ Tiểu Âu chu đôi môi đầy quyến rũ lên nói. Anh mau mang bọn em đi nghỉ đi. Triệu Quốc Đống bất đắc dĩ nên đành phải mang theo ba cô gái về biệt thự Thiển Loan trong ánh mắt mong chờ của ba cô. Hắn biết đây là lựa chọn sai lầm nhưng không thể nào bắt ba cô cùng hắn ngồi mãi trong xe mà. Hơn nữa lần này uống không ít nên Triệu Quốc Đống đúng là hơi có men say, cũng muốn đi ngủ sớm. Không ngoài suy đoán của Triệu Quốc Đống, ba cô gái đều ngẩn ra vì đi đến biệt thự này. Hoàn cảnh yên tĩnh, căn nhà rộng lớn, thiết bị sang trọng, còn có điều hòa nhanh chóng xua tan khí lạnh ban đêm. Trên giá rượu còn để nhiều loại rượu vang hảo hạng làm Cổ Tiểu Âu không ngừng than thở. Quốc Đống ca, căn biệt thự này anh chắc phải bỏ ra 800 ngàn mới mua được phải không? Cổ Tiểu Âu đảo đảo mắt rồi nói. Đừng lừa em, biệt thự khu Thiển Loan này em biết, 3.000 một mét vuông. Ở đây rộng bao nhiêu? Còn có cả sân, trang trí, thiết bị điện. Trời ạ, anh lãng phí quá. Anh một tháng về một hai lần, còn chưa chắc đã ở lại đây. Vậy anh lấy nơi này làm gì? Nhà đẹp giấu gái hay còn làm gì khác? Thấy Đồng Úc và Kiều San đều nhìn Triệu Quốc Đống với ánh mắt khác lạ, Cổ Tiểu Âu chu miệng nói. Hai bà đừng nhìn hắn như vậy. Hắn không phải tham quan ô lại, hắn cũng không làm quan để kiếm tiền. Nhìn xe hắn đi, đó là xe riêng của hắn. Hắn đây là dùng tiền riêng mà mua đó. Thấy hai cô gái có chút khó hiểu, Cổ Tiểu Âu có chút đắc ý nói. Quốc Đống dù không làm chức quan đó thì chỉ sợ còn kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Triệu Quốc Đống cười nói. Tiểu Âu, đừng có nói linh tinh, anh có thể làm gì ra tiền. Hừ, Quốc Đống ca, anh không lừa được em đâu. Hai người Đức Sơn và Trường Xuyên em còn không biết sao. Bọn họ sang Tân Châu nhất định là làm ăn lớn. Em hỏi rồi, xe này của anh mua gần 600 ngàn, Đức Sơn cũng mua xe này. Trường Xuyên còn mua xe Audi. Chỉ riêng mấy chiếc xe này đã là gần 2 triệu. Quốc Đống ca, anh nói cho em biết Đức Sơn ca và Trường Xuyên rốt cuộc đang làm gì đi. Cổ Tiểu Âu có chút tò mò mà nói. Làm gì, kinh doanh nhỏ lẻ mà thôi. Triệu Quốc Đống không muốn nhiều lời ở vấn đề này. Kinh doanh nhỏ. Cổ Tiểu Âu bĩu môi nói. Quốc Đống ca, sợ bọn em quấn lấy anh à. Tiểu Âu, đừng ở đây mà nói nhiều nữa, bố em còn có ít tiền sao? Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng mà nói. Tiền nhiều hay ít không quan trọng, quan trọng chính là sống vui vẻ. Đồng Úc và Kiều San đều cẩn thận nhìn tên trước mặt. Nếu thật sự như lời Cổ Tiểu Âu nói, vậy hắn mới hơn mình vài tuổi đã là người rất giàu có sao? Hừ, một căn biệt thự lớn như vậy, em không tin anh một mình ở lại đây. Cổ Tiểu Âu đảo đảo mắt đi thẳng tới phòng ngủ. Triệu Quốc Đống quính lên kéo Cổ Tiểu Âu lại. Này, đó là phòng ngủ của anh. Phòng khách ở bên cạnh. Cù Vận Bạch mặc dù tới đây không nhiều, nhưng phụ nữ đều thích quần áo, thời trang. Trong phòng ngủ kiểu gì chẳng có mấy cái như váy ngủ, đồ lót chứ. Triệu Quốc Đống không muốn lộ mấy thứ này ra. Ồ, anh còn xấu hổ à?
phòng ngủ của đàn ông có gì không thể cho người ta xem? Cổ Tiểu Âu cũng đoán được vấn đề trong đó. Hừ, được rồi, bọn em muốn đi ngủ. Quốc Đống ca, phòng tắm ở đâu? Bọn em muốn đi tắm. Chờ ba cô cười hì hì đi rửa mặt, Triệu Quốc Đống mới thở dài một tiếng. Đúng là thất sách, sao có thể đưa mấy cô gái này tới đây? Nhất là cô bé tinh quái như Cổ Tiểu Âu, khó tránh khỏi cô có thể nhìn ra gì đó. Triệu Quốc Đống đúng là có chút mệt mỏi. Chờ Cổ Tiểu Âu tắm xong đi ra, Triệu Quốc Đống nói với cô một câu, bảo các cô vào mấy căn phòng kia mà ngủ, sau đó hắn trực tiếp về phòng ngủ. Trong mơ màng, Triệu Quốc Đống cảm thấy có người vào phòng mình, hắn vô thức bật đèn ở đầu giường lên thì thấy một người đang ngồi xổm trước mặt hắn làm gì đó. Tiểu Âu, em làm gì thế? Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc mà kêu lên, cô bé này làm gì vậy thế? Nửa đêm chạy tới phòng mình như kẻ trộm là làm gì vậy? Hừ, Quốc Đống ca, đây là cái gì? Cổ Tiểu Âu có chút đắc ý vung vung thứ trong tay lên mà nói. Ai thế? Gái đẹp trong nhà là ai thế? Triệu Quốc Đống dở khóc dở cười. Cổ Tiểu Âu lúc này đang cầm một chiếc áo lót và quần lót của Cù Vận Bạch, giống như thấy được chứng cứ rất quan trọng của vụ án vậy. Tiểu Âu, em làm gì vậy hả? Em nửa đêm chạy tới vì tìm thứ này hả? Sao, em không có à? Có muốn mặc thử không? Bị Triệu Quốc Đống trêu chọc như vậy làm Cổ Tiểu Âu thở hổn hển vì tức giận. Cổ Tiểu Âu chống tay vào eo và kêu lên. Quốc Đống ca, em hỏi anh đó là ai? Là ai ư? Chẳng lẽ còn là của anh, nhất định là của phụ nữ rồi. Triệu Quốc Đống không thèm để ý mà nói. Anh có bạn gái? Cổ Tiểu Âu thở hổn hển mà nói, ngực không ngừng phập phồng. Cô mặc chiếc áo ngủ che đi đường cong nên còn đỡ làm cho Triệu Quốc Đống xúc động. Ừ, anh từng này tuổi có bạn gái là bình thường mà. Tiểu Âu, có gì lạ à? Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng rồi ngồi dậy. Không được, em mới là bạn gái chính thức của anh. Anh đã nói cho em cơ hội cơ mà. Trong mắt Cổ Tiểu Âu hiện ra một tia tức giận, cả người đang run lên. Đây chẳng qua chỉ là một người phụ nữ của anh, không phải bạn gái của anh mà, có phải không? Tiểu Âu, đừng như vậy chứ. Không đợi Triệu Quốc Đống nói xong, Cổ Tiểu Âu đã lao lên, ôm chặt lấy Triệu Quốc Đống mà nói. Em không nghe, Quốc Đống ca, anh đã đồng ý với em mặc kệ. Không đợi Triệu Quốc Đống có phản ứng, Triệu Quốc Đống thoáng cái đã cởi váy ngủ của mình ra và lao vào trong chăn với Triệu Quốc Đống. Cơ thể của cô không mặc gì. Cô dựa sát người mình vào nửa thân trần của Triệu Quốc Đống. Tiểu Âu, em tỉnh táo một chút đi. Triệu Quốc Đống lập tức cảm nhận được sự kích thích từ cơ thể hơi lạnh của Cổ Tiểu Âu truyền tới. Hắn cũng bị kích thích, Cổ Tiểu Âu cũng cảm nhận được điều này, cô cố ý đặt tay lên chỗ đó của Triệu Quốc Đống rồi nói. Quốc Đống ca, em đang rất tỉnh táo, anh không cần phải nói gì cả. Đêm nay em muốn ngủ với anh. Quyển 6, chương 26, vô đề. Kích thích mãnh liệt làm Triệu Quốc Đống có phản ứng sinh lý. Nhưng hắn không đánh mất lý trí của mình. Triệu Quốc Đống vỗ vỗ bờ mông mềm mại của Cổ Tiểu Âu mà nói. Tiểu Âu, đừng như vậy. Yêu không phải như vậy, phải có tình yêu mới có thể làm. Nếu không có tình yêu, như vậy không gọi là yêu, chỉ gọi là giao hợp. Em muốn như vậy sao? Cổ Tiểu Âu ngồi dậy, cứ như thế mà trần truồng trước mặt Triệu Quốc Đống. Cặp vú căng tròn, vòng eo thon nhỏ. Lớp lông màu đen ánh vàng như ẩn như hiện. Anh nói anh không yêu em ư? Cổ Tiểu Âu bắt đầu khóc. Hoặc là anh thật sự? Đừng, Tiểu Âu, từ yêu có nhiều nghĩa của nó. Em biết ý mà anh nói mà. Nếu em nhất định muốn có câu trả lời thuyết phục thì anh sẽ nói. Em và anh chưa đến mức tình yêu. Nếu thật sự đi đến mức đó thì anh sẽ không hề do dự. Em muốn chạy cũng không thoát đâu. Triệu Quốc Đống phải cẩn thận mà nói nếu không sẽ làm tổn thương Cổ Tiểu Âu. Cổ Tiểu Âu gật đầu, gạt lệ và mặc váy ngủ lên. Cô cười nói. Sao, tôi nói Quốc Đống ca có phải quân tử không? Triệu Quốc Đống có chút khó hiểu còn nghĩ Cổ Tiểu Âu bị kích thích quá nên mới vậy. Hắn đột nhiên nghe thấy tiếng cười hì hì bên ngoài. Ừ, Tiểu Âu, tôi thấy bà không đủ hấp dẫn rồi. Dám nói tôi không đủ hấp dẫn, bà vào thử đi. Cổ Tiểu Âu đỏ mặt cười cười lao ra ngoài. Đồng Úc bà vào thử ngay cho tôi. Đừng. Tiểu Âu, Quốc Đống ca là quân tử là được chứ gì? Mấy cô gái cười hì hì mà nói. Triệu Quốc Đống mệt mỏi nằm xuống, mấy cô bé này làm gì không biết. Không ngờ dùng cách này thử mình, có tác dụng và mục đích gì. Chẳng may mình không khống chế được và đè Cổ Tiểu Âu ra mà chơi thì sao?
Đây đúng là một cái bẫy. Khi Cổ Tiểu Âu đề cập tới việc năm đó Triệu Quốc đóng rừng cương trước vực, không chiếm lấy cô thì Kiều San và Đồng Úc không tin. Các cô không tin có người đàn ông nào khống chế được mình trong trạng thái đó, cho rằng Cổ Tiểu Âu nói tốt cho Triệu Quốc đóng. Cổ Tiểu Âu tức giận nên nói có thể thử. Vì thế mới có việc đó. Đương nhiên tìm được đồ lót của Cù Vận Bạch là tiện tay mà thôi. Chẳng qua như vậy càng dễ đóng kịch, thiếu chút nữa Triệu Quốc đống xa chân. Chẳng qua mấy câu kinh điển kia của Triệu Quốc đống làm hai cô gái trốn ngoài cửa nhìn trộm phải run lên. Có yêu mới quan hệ, như vậy mới gọi là yêu, nếu không chỉ là giao hợp. Triệu Quốc đống làm sao có thể ngủ được, hắn nằm trên giường trằn trọc, ba cô gái kia cũng vậy. Quốc đống ca đúng là thú vị, ở thời xưa có thể coi là Liễu Hạ Huệ không? Đồng Úc cười nói. Chẳng qua mình thấy mắt hắn sáng rực lên nhìn ngực và bụng dưới của bà, ánh mắt rất si mê. Không háo sắc sao gọi là đàn ông. Háo sắc không lo, vấn đề nằm ở khả năng tự khống chế. Chỉ có thể khống chế ý chí và lực lượng của mình thì đó mới là đàn ông. Nếu không khác gì giống đực. Kiều San thản nhiên nói. Hi hi, sao, có thừa nhận Quốc đống ca của mình khác người không? Cổ Tiểu Âu kiêu ngạo nói. Tiểu Âu, thừa nhận Quốc đống ca của bà không bình thường. Nhưng không phải nói phủ nhận sức hấp dẫn của bà sao? Bà không phải nói sức hấp dẫn của bà không ai chống lại sao? Kiều San chớp chớp mắt mà nói. Ừ, như vậy Quốc đống ca là ngoại lệ đi. Chẳng qua hắn cũng nói nếu tới biết kia sẽ không do dự làm mình. Cổ Tiểu Âu có chút đắc ý nói. Chẳng qua bây giờ chưa phát triển đến mức đó mà thôi. Ồ, Tiểu Âu, bà không phải nói là yêu rồi đó chứ? Bà và Quốc đống ca gặp mấy năm mà chưa có tình yêu sao? Đồng Úc xảo quyệt nói. Vậy có phải là bà và Quốc đống ca không có hy vọng? Hừ, rồi xem, một ngày nào đó mình sẽ làm Quốc đống ca cam tâm tình nguyện. Cam tâm tình nguyện làm gì? Cùng bà. Con bé chết tiệt này, nói chuyện không thể như vậy chứ. Cổ Tiểu Âu sao có thể chịu được lời này, cô liền đẩy ngã Kiều San, véo miệng Kiều San, hai cô liền trêu chọc nhau. Đồng Úc ở bên cũng giúp một chút, ngay cả Triệu Quốc Đống đi tới bên cạnh cửa cũng không thấy. Triệu Quốc Đống coi như biết cái gì là sóng mông, sóng vũ. Ba cô gái mặc áo ngủ rộng, bởi vì tắm xong Cổ Tiểu Âu không mặc gì, hai cô kia chỉ mặc quần lót, nghịch trên giường mà lộ hết ra. Triệu Quốc Đống đừng ở cửa thấy Kiều San cong mông về mình, chiếc quần lót nhỏ đáng thương khó khăn lắm mới che được chỗ quan trọng. Mà Đồng Úc lại bị Cổ Tiểu Âu kéo áo ngủ lộ vú, hai điểm đỏ hồng thật đẹp. Đêm này là đêm khó khăn nhất của Triệu Quốc Đống, trong đầu không ngừng hiện ra cơ thể trần truồng cọc Cổ Tiểu Âu, bờ mông đầy đặn của Kiều San và cặp vú cao vút của Đồng Úc. Triệu Quốc Đống buồn bực đến hôm sau về Hoa Lâm cũng không hết. Cũng may do công việc nên Triệu Quốc Đống quên đi việc này. Thành phố đã chính thức phê duyệt công trình cầu Quế Khê, tài chính do huyện Hoa Lâm tự lo. Triệu Quốc Đống có chút buồn bực, mất bao tâm sức mới khiến Ủy ban kế hoạch đầu tư thị xã lập hạng mục. Nhưng kết quả cuối cùng có khác gì không lập hạng mục? Anh không bỏ tiền thì lập hạng mục có tác dụng gì? Phòng kế hoạch đầu tư huyện không phải tự lập hạng mục được sao? Còn phải tốn nhiều tâm tư mời đám trên thị xã ăn uống, chơi bời sao? Ký hóa đơn làm Triệu Quốc Đống mỏi tay, kết quả cuối cùng lại là như vậy. Mặt vi biểu cũng rất khó coi, tất nhiên kết quả này huyện không thể chấp nhận. Trước đó còn nghĩ ít nhất thị xã sẽ gánh chịu 30, 50%, ít nhất cũng là 30%. Như vậy thì số tiền còn thiếu cũng không nhỏ. Nhưng bây giờ tài chính thị xã thiếu thốn, điều này có nghĩa toàn bộ kinh phí xây dựng cầu Quế Khê do huyện Hoa Lâm chịu. Cái này khác với quốc lộ, anh có thể đưa ra việc thu phí mà kêu gọi đầu tư. Mà xây dựng kiều có thể khiến cho một khu vực phát triển, nếu như anh xây dựng mà thu phí thì ai thèm tới đó, không bằng ở lại chỗ cũ. Lão Vi, vấn đề nằm ở đâu? Triệu Quốc Đống châm thuốc hút, hắn cảm thấy đây không đơn giản là vấn đề tài chính. Đúng, Ninh Lăng đúng là có khó khăn về tài chính nhưng năm trước cầu Thúy Khê Vân Lĩnh do Ủy ban kế hoạch đầu tư Ninh Lăng lập ra, thị xã bỏ ra 6,8 triệu tức là trên 40%. Mà năm nay theo lý thuyết tài chính của Ninh Lăng cao hơn, tại sao không bỏ một xu nào? Chủ tịch, tôi không làm tốt công việc, cái này. Vi biểu có chút buồn bực, việc này giao cho y đi làm, một tháng nay tốn hết tâm trí mà làm. Vốn nghĩ Ủy ban kế hoạch đầu tư đồng ý lập hạng mục thì cũng là công lao. Dù sao có 30% cũng là hơn 6 triệu, không ngờ kết quả lại là như vậy. Lão Vi, chuyện này không thể trách anh, nhưng tôi muốn biết vấn đề ở đâu. Là Ủy ban kế hoạch đầu tư, hay là Cục Tài chính,
hay là lãnh đạo thị xã. Vấn đề ở đâu thì chúng ta thông ở đó. Đầu tư hơn 20 triệu, tài chính Hoa Lâm sao có thể có từng đó. Dù là vay thì chỉ sợ không ngân hàng nào dám cho chúng ta vay. Thị xã không bỏ tiền thì cầu này đừng mong làm được. Vi biểu có thể nhìn ra Triệu Quốc Đống đang rất tức giận. Trên thực tế mới đầu ủy ban kế hoạch đầu tư thị xã khá nhiệt tình, không có dấu hiệu gì. Ừ, đến khi lập hạng mục thì tôi cũng không thấy gì. Vi biểu một bên nhớ lại quá trình lập hạng mục xem có vấn đề gì không. Thị trưởng Chu cũng rất nhiệt tình, nói đây là chính trị quan hệ tới dân tâm của Hoa Lâm, cũng là động lực phát triển kinh tế Hoa Lâm. Y rất ủng hộ. Trong đó chẳng lẽ không có vấn đề gì lạ sao? Triệu Quốc Đống không tin không có gì lạ. Có ai hỏi gì về cầu Quế Khê này không? Không ai hỏi cả, hạng mục chưa thành lập mà. Nhiều lắm chỉ có người hỏi có thể xây dựng cầu Quế Khê hay không, bao giờ xây dựng. Vi biểu suy nghĩ mãi mà không thấy có vấn đề gì. Trương Lập Tiêu, công ty Thái Hoa hôm đó còn nói cầu Quế Khê này sợ đầu tư không nhỏ. Tôi nói nhất định rồi, cầu này yêu cầu chất lượng công trình rất cao, nhất định phải là các công ty xây dựng cấp 1 mới có thể làm, huyện cũng không cho phép nhận thầu và bán ra ngoài. Quyển 6, chương 27, vô đề. Vi biểu ngồi đó không nói gì, Triệu Quốc Đống cũng ngồi đó uống trà, một lúc lâu cũng không nói gì. Cầu Quế Khê phải dựa theo yêu cầu thiết kế, cầu có 4 làn xe, cộng thêm làn dành cho xe thô sơ và người đi bộ. Như vậy cần đầu tư trên 20 triệu. Theo ý tưởng của huyện nếu trên thị xã có thể giải quyết được một nửa là tốt nhất. Nếu không thì 40-30% thì cũng có thể chấp nhận. Số còn lại huyện vay ngân hàng một phần, phần khác do công ty xây dựng bỏ trước, chia làm 2-3 năm mà trả. Ý tưởng là rất tốt nhưng không ngờ lại gặp phải việc này. Cháu của Lý Đình Nam muốn nắm lấy cầu Quế Khê thì đương nhiên chỉ ngoài mặt mà thôi, không chừng sau lưng còn dính tới không ít người. Đầu tư hơn 20 triệu. Đối với Hoa Lâm một năm thu được có 30-40 triệu đó là con số khổng lồ, chỉ là cầu Quế Khê này do ai xây dựng lại chưa có kết luận. Không xác định chính là do phương thức thanh toán. Ai cũng hy vọng nhanh chóng lấy lại tiền công trình, tốt nhất có thể có một khoản tài chính khởi động. Nhưng đó là khi hạng mục có đầy đủ ti. Đối với huyện nghèo như Hoa Lâm, quốc lộ Tân Hoa cùng quốc lộ Bồng Hoa đã làm Hoa Lâm kiệt quệ. Bây giờ mà khởi công cầu Quế Khê thì đúng là không đỡ được nữa. Biện pháp duy nhất là kéo tiền thanh toán. Huyện hy vọng một công ty xây dựng có thực lực tài chính mạnh nhận xây dựng cầu Quế Khê. Công ty lớn thứ nhất có danh dự, lực lượng kỹ thuật tốt, có thể đảm bảo chất lượng công trình tốt. Thứ hai là công ty lớn sẽ có tài chính mạnh, nếu chia làm 3 năm trả tiền sẽ giảm bớt áp lực tài chính đối với huyện Hoa Lâm. Công ty xây dựng số 3 tỉnh và công ty xây dựng Hoa Trung đều có ý xây dựng cầu Quế Khê, hơn nữa huyện cũng tiến hành khảo sát về thực lực và tư chất của hai công ty này. Cảm thấy khá thích hợp. Mà mấy công ty xây dựng trên thành phố hỏi thăm qua yêu cầu xây dựng thấy Hoa Lâm phải 3 năm mới trả tiền nên sợ chạy. Trong vài trường hợp lãnh đạo thị xã cũng rất hàm xúc nói nên do công ty xây dựng ở Ninh Lăng làm, phải cố gắng giúp công ty xây dựng địa phương, thịt béo không nên đưa ra cho người ngoài. Nhưng đối với huyện Hoa Lâm thì công ty bản địa rất khó có thể chấp nhận yêu cầu như vậy. Mức lớn nhất bọn họ có thể chấp nhận thanh toán tiền trong 2 năm. Đây là chiêu đầu tiên khiến thị xã không muốn bỏ tiền. Sau này không chừng còn có nhiều phong ba, ai phụ trách việc này sẽ có không ít phiền phức. Suy nghĩ một chút, Triệu Quốc Đống coi như hiểu được vấn đề này. Muốn cởi chuông phải tìm người treo chuông, nếu muốn thị xã bỏ tiền thì phải qua cửa Lý Đình Nam là xong. Lão Vi, chuyện này cứ để đó, chúng ta tính xem sao. Thị xã không bỏ tiền, hạng mục xây dựng cầu Quế Khê phải để đó. Huyện không thể có khoản tài chính lớn như vậy. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Nhưng làm như thế nào để thông được trên thị xã thì tôi phải bàn với Bí Thư La. Tôi thấy điều ngài đoán nhất định là gần đúng rồi. 3 năm thanh toán là nguyên tắc của chúng ta, có người có ý đồ dùng cách này ép huyện phải nhường, chỉ sợ chúng ta làm như vậy thì bên kia cũng khó khăn. Vi biểu gật đầu nói. Tôi biết rồi, chúng ta dù sao cũng cần cân bằng một chút mà. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng mà nói. Tiền đúng là đáng chết, luôn ép chúng ta bất đắc dĩ thỏa hiệp, nhưng không có nó thì anh nửa bước khó đi. Nhìn Vi biểu rời đi, Triệu Quốc Đống dựa lưng vào ghế mà suy nghĩ. Trong hội nghị thường vụ huyện ủy đã có ý kiến khác nhau về thủ tục xây dựng cầu Quế Khê. Trong hội nghị thường trực ủy ban huyện xác định về nguyên tắc đưa ra hội nghị thường vụ huyện ủy không được thông qua. Mặc dù trước đó Triệu Quốc Đống đã trao đổi với La Đại Hải,
là Đại Hải cũng hiểu khó khăn của ủy ban huyện nhưng lại không tỏ rõ thái độ có ủng hộ hay không, mà chỉ nói muốn nghe ý kiến các thường vụ khác. Thái độ của Vạn Chiêu Dương và La Đại Hải khá mập mờ, Lỗ Đạt cùng Bàng Quân cũng không tỏ rõ thái độ, chỉ nói là cần cẩn thận nghiên cứu. Chỉ có Tào Uyên đứng về phía hắn, điều này làm Triệu Quốc Đống rất buồn bực. Tào Uyên cũng không tốt đẹp gì, ít nhất ở phẩm chất là đáng nghi ngờ. Tin tức Quế Toàn Hữu đạt được khá chính xác. Yến Tu Hòa lúc ở Vân Lĩnh là nói 102. Tào Uyên là chánh văn phòng huyện ủy, là người có thể tranh chức phó bí thư, mà y tự nhận mình là tâm phúc của Yến Tu Hòa, lập nhiều công lao cho Yến Tu Hòa. Về tình về lý Yến Tu Hòa lên chức thì phải nghĩ cách cho y lên chức. Nhưng kết quả cuối cùng do trưởng ban tuyên giáo lên chức thành phó bí thư huyện ủy, điều này làm Tào Uyên rất thất vọng. Do thất vọng, Tào Uyên chẳng những than thở, còn gây rối. Khi ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy xuống khảo sát Yến Tu Hòa, Tào Uyên còn hàm xú nói Vân Lĩnh bây giờ đang nợ nặng nề vì mấy công trình thành tích của lãnh đạo chủ yếu. Mà nghe nói Yến Tu Hòa vốn có thể thành thị trưởng Thiên Châu, cuối cùng lại thành phó thị trưởng, nhất định có liên quan tới việc kia. Nói tóm lại Tào Uyên ở Vân Lĩnh là kẻ trở mặt thành thù. Chẳng qua cũng có không ít người thầm khen Tào Uyên dám can đảm chống đối lại Yến Tu Hòa như vậy. Ít nhất bí thư thị ủy Kỳ Dư Hồng bây giờ khá hài lòng với Tào Uyên. Chỉ tiếc Phi Biểu không phải thường vụ huyện ủy. Sau khi hiểu rõ Tào Uyên, Triệu Quốc Đống cũng tìm hiểu được về mấy cấp phó của mình. Miêu Nguyệt Hoa thì không nói tới, khi đụng phải vấn đề không quan trọng thì cô luôn đứng về phía hắn. Nhưng lúc quyết định thì cô ả luôn lắc lư. Hoàng Thiết Thần là người đối việc không đối người, thường im lặng để tỏ thái độ của mình. Còn Uông Minh Hy lại khác, đây là đối việc không đối người. Muốn y hết lòng với mình, Triệu Quốc Đống không có khả năng đó. Bây giờ xem ra chỉ có Vi Biểu là đáng tin. Mặc dù thời gian trước có chút ngăn cách nhưng khi hắn thành chủ tịch huyện khiến điều đó tan đi. Vi Biểu này có kinh nghiệm công tác phong phú, năng lực phối hợp và quan hệ khá tốt. Khuyết điểm duy nhất chính là tính cách yếu đuối một chút, lấy lời của Tương Uẩn Hoa mà nói đó là người làm cấp phó phù hợp, nhưng không phải bí thư hay chủ tịch thích hợp. Triệu Quốc Đống lúc này mới phát hiện mình rất cô đơn trong hội nghị thường ủy. Nếu như hai người Vạn Chiêu Dương, La Đại Hải ủng hộ hắn thì không vấn đề gì. Nhưng nếu bọn họ im lặng thì hắn quá yếu. Lỗ Đạt vì thái độ của Nghiêm Lập Dân nên không còn thân thiện như trước, điều này làm Triệu Quốc Đống rất khó hiểu. Chẳng lẽ nói một phó bí thư huyện ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật lại cứ muốn làm cấp dưới cho Nghiêm Lập Dân sao, không hiểu vị trí của mình sao? Nếu là như vậy thì đối phương làm tới chức phó bí thư là đến cuối. Bàng Quân càng không cần phải nói, tuyệt đối mâu thuẫn, nhưng chuyện bên ủy ban thì y không có quyền lên tiếng. Y nhiều lắm chỉ có thể gây phiền phức cho Triệu Quốc Đống trong hội nghị thường ủy mà thôi. Chánh văn phòng huyện ủy, Hà Lương Tài và trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, Giản Hồng là hai thường vụ khá yếu, thường không lên tiếng trong hội nghị. Chính ủy quân sự huyện Biên Phong về cơ bản không tham gia hội nghị. Trừ khi có nhắn nhủ về chỉ thị của lãnh đạo cấp trên. Vì muốn phát triển chè Hoa Lâm, Triệu Quốc Đống cũng học cách uống chè đen này. Loại trà này uống có mùi khá nặng, mới đầu không quen nhưng quen rồi sẽ thấy rất ngon. Phải có bộ máy của mình, đây là kết luận của Triệu Quốc Đống. Đặt hy vọng vào người khác là quá ngây thơ. Lúc trước hắn vốn nghĩ hai người La Đại Hải và Vạn Chiêu Dương sẽ hoàn toàn ủng hộ mình là ngu ngốc. Trong công việc cụ thể nó khác hẳn. Nhất là khi có lãnh đạo cấp trên lên tiếng can thiệp. Bây giờ còn chưa muộn để hàn gắn, cầu Quế Khê là cảnh báo đối với hắn, đáng để hắn suy nghĩ lại. Lão Quế, anh tới văn phòng tôi. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi gọi cho Quế Toàn Hữu. Phân hóa cũng được, lôi kéo cũng được, kết bè kết đảng cũng được, dù sao cũng cần người quen thuộc tình hình tham mưu cho hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quyển 6. Chương 28, vô đề. Chính ủy Tấn, lâu như vậy chưa đến thăm ngài. Cái này không phải trà mới, đã được xử lý qua, tuyệt đối là trà thiên nhiên do các cô gái trong xã Hà Khẩu hái, còn có cả mùi hương của các cô gái. Triệu Quốc Đống cười ha hả đặt hai hộp trà lên bàn cho Tấn Như Phong. Loại trà lá to này khác chè đen, nó chưa được chế biến, chính là loại tự nhiên, trong sự tươi mát có một tia đắng, rất nhiều người không thích loại trà này, nhưng nhiều người lại thích. Ha ha. Loại chè xanh này của cậu tới vừa lúc, lá trà của tôi vừa vặn hết, đang hy vọng có ai nghĩ tới tôi mà mang tới. Tấn Như Phong nói giọng rõ ràng là người Sơn Đông. Chính ủy Tấn, đây chẳng qua chỉ là năm nay chè Hoa Lâm có sớm nên chuyên môn mang tới tặng ngài. Có lẽ bên thương hóa sẽ chậm hai hôm.
Triệu Quốc Đống cũng không muốn hạ người khác mà nâng mình lên, như vậy không có ý nghĩa. Chính ủy Tấn, nơi này còn có hai hộp chè do nhà máy chè Hà Khẩu mới làm ra, một trong 10 loại chè tốt nhất Trung Quốc, nổi tiếng với chè Phổ Nhị, Vân Nam và Lục Bảo Quảng Tây. Bất cứ lúc nào Triệu Quốc Đống cũng không quên quảng cáo cho chè Hoa Lâm, mấy loại chè nổi tiếng Trung Quốc cũng là do hắn tự biên soạn, dù sao quốc gia bây giờ cũng không có nói rõ thương hiệu chè gì cả. Vì thế các nhà kinh doanh thường nói sản phẩm của mình xếp nhất, chè Hoa Lâm tất nhiên cũng phải tự biên tự diễn. Ồ, chè An Nguyên tôi cũng nghe nói tới, chẳng qua tôi chưa nghe đến 10 loại chè nổi tiếng nhất. Chè Hoa Lâm cũng vào danh sách sao? Tấn Như Phong cười nói. Lão Tương, thứ nằm trong 10 loại chè nổi tiếng nhất Trung Quốc, ông có nghe thấy không? Ha ha, anh là người phương Bắc, thích uống loại chè xanh còn đâu không thích gì cả. Chè này sau khi sao, mùi đậm. Có thể nói kéo dài tuổi thọ, nhiều lợi ích, chỉ là mùi hơi đậm, người bình thường không uống quen sẽ không quen, nhưng uống quen sẽ không thể đổi. Tương Uẩn Hoa dựa lưng vào ghế rồi nói. Huyện Hoa Lâm đang nổi lên là trụ sở trồng chè của tỉnh An Nguyên chúng ta, tranh lấy danh chè ngon nhất. Quốc Đống đây là có lòng biết bây giờ huyết áp của anh hơi cao nên chuyên môn lấy chè loại tốt của nhà máy tới cho ông. Chè này tôi đã uống nhưng hơi nặng, tôi uống không quen. Tấn Như Phong lắc đầu nói. Mấy chiến hữu bên Quảng Đông, Phúc Kiến thì thích thứ này, bảo sao đám người kia đều cao, đen, chắc do uống loại chè đen này. Lão Tấn, tôi thấy anh nên thay đổi thái độ đi, đừng suốt ngày ăn uống không chú ý. Tuổi cũng nhiều, sức khỏe thay đổi, chè này có không ít tác dụng, hơn nữa là rất rõ ràng. Tôi khuyên anh nên thay đổi thói quen, uống nhiều vào cũng coi như thúc đẩy ngành sản xuất chè của Hoa Lâm. Tương Uẩn Hoa lắc đầu nói. Ông cả ngày khói, rượu không dứt. Việc này phải chú ý. Ừ, để tôi uống thử. Hai hôm nữa tôi lên quân khu, vừa lúc tặng hai hộp chè này cho thủ trưởng quân khu tỉnh. Tấn Như Phong cười nói. Ồ, lão Tấn, chuyện đã có đầu mối sao? Tương Uẩn Hoa cười nói. Ha ha, đâu dễ như vậy, cố hết sức thôi. Tấn Như Phong mặt không chút thay đổi. Tiểu Triệu có lòng như vậy thì tôi xin ghi nhận. Vậy tối nay tôi mời khách, đến Thủy Tinh đi, tôi bây giờ chú ý ăn uống. Thịt cá ít hơn gà ăn cũng được, thịt bò thì cố gắng ít ăn. Tấn Như Phong chuyển đề tài. Ha ha, sao dám để chính ủy Tấn mời khách, Hoa Lâm mặc dù nghèo nhưng một bữa cơm vẫn được mà. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Tôi cũng đã hẹn với chính ủy Biên, tối nay đặt ở Thủy Tinh. Ồ, tiểu Biên cũng tới à? Tấn Như Phong cười nói. Cũng được, Biên Phong này có thể cậu chưa quen, trước là người Phong Đình ra với tôi. Người cũng được và khá kiên định. Biên Phong vào nghe thấy Tấn Như Phong khen mình như vậy thì có chút cảm động. Tấn Như Phong nói như vậy tức là coi trọng anh. Biên Phong cũng nghe được tin tức khá tin cậy, chính ủy Tấn rất có thể trong năm nay được thăng làm chủ nhiệm ban chính trị quân khu tỉnh. Điều này có nghĩa chính ủy Tấn sắp biến thành chủ nhiệm Tấn, tức là nắm giữ rất nhiều vận mệnh các cán bộ quân đội. Nghĩ vậy, Biên Phong có chút hối hận sao mình lại coi nhẹ vị chủ tịch huyện trẻ tuổi này. Tuy nói bên quân đội chịu hai tầng lãnh đạo, nhưng ai cũng biết bên quân sự thường cách xa chính quyền địa phương. Dù là bí thư huyện ủy kiêm chức chính ủy thứ nhất cũng chỉ là trên danh nghĩa. Quyết định vận mệnh của bọn họ chỉ có cấp trên, quân khu thị xã hoặc là quân khu tỉnh. Vị chủ tịch Triệu này không ngờ tạo được quan hệ với chính ủy Tấn, hơn nữa xem ra khá hòa hợp. Vị bí thư Tương kia cũng là nhân vật lợi hại, chắc là do người này làm cầu nối. Bữa này ăn nẩu. Một con cá được bỏ vào nồi thì vẫn rãy, nước bắn ra tung tóe. Tấn Như Phong đã không uống rượu nhưng lần này cũng cầm chén lên. Mặc dù chỉ có ba chén nhưng đủ để lộ tâm ý của y. Biên Phong biết bình thường chính ủy Tấn đã sớm đặt quy định cho mình, mỗi bữa chỉ uống một chén, uống ba chén như vậy là lần đầu tiên y nhìn thấy. Đến khi Tiễn Tương Uẩn Hoa và Tấn Như Phong rời đi, Triệu Quốc Đống nhìn Biên Phong rồi nói. Chính ủy Biên, xem ra chính ủy Tấn sẽ động phải không? Ha ha, tin tức của Chủ tịch Triệu đúng là nhanh thật. Mắt Biên Phong sáng lên, y lấy thuốc ra mời Triệu Quốc Đống rồi châm cho đối phương. Tiền đồ của chính ủy Tấn rất xa, nghe nói quân khu tỉnh rất coi trọng chính ủy Tấn. Triệu Quốc Đống hút một điếu, làn khói thuốc và màu đỏ của điếu thuốc trông khá quỷ dị trong bóng tối. Biên Phong như nghĩ ra gì đó nên gật đầu nói. Chính ủy Tấn có năng lực rất mạnh, khiến cho mấy ban chỉ huy cấp huyện ở Ninh Lăng thay đổi nhiều. Chính ủy Tấn có thể lên thì chính là vinh dự của Ninh Lăng. Ít nhất chứng minh công việc của Ninh Lăng chúng ta làm tốt. Vậy cũng đúng.
Triệu Quốc Đống cười nói. Như vậy tức là anh phải làm việc, nếu không anh sao có thể để cấp trên biết anh có năng lực. Mắt Biên Phong sáng lên mà nói. Chủ tịch Triệu nói đúng, đúng là phải làm việc mới được. Triệu Quốc Đống cẩn thận quan sát việc giải phóng mặt bằng ở cạnh bờ sông. Đây là một khu có nhiều nhà dựng lên trái phép cạnh bờ sông. Có thể nói đây là khu ổ chuột của huyện thành Hoa Lâm. Khu vực này rất bẩn, ở đây được xây dựng từ lâu nên không có biện pháp chống ô nhiễm môi trường, nguồn nước, cho nên nước bẩn trực tiếp chảy về phía Quế Khê. Thiết kế ban đầu không xuyên qua đây là do lo lắng giải tỏa nên nhiều người nghiêng về phương án khác. Đó là từ phía Bắc huyện thành mà xây dựng cầu, số nhà phải giải tỏa ít, khó khăn trong công việc thấp hơn nhiều. Nhưng nó có một vấn đề là ra khỏi trung tâm huyện, hơn nữa địa hình cạnh bờ sông không tốt mấy, nhưng so sánh với việc tốn sức giải phóng mặt bằng thì nó lại không đáng gì. Nhưng Triệu Quốc Đống sau khi đi khảo sát quanh mấy khu dân cư nghèo ở huyện thành liền quyết định bỏ qua phương án kia, lựa chọn phương án vốn bị bỏ qua. Điều này làm trong huyện tranh cãi rất nhiều. Lần này ngay cả trong hội nghị thường trực ủy ban thì Triệu Quốc Đống đều bị Tào Uyên, Miêu Nguyệt Hoa cùng với Uông Minh Hy kiên quyết phản đối. Ngoài Hoàng Thiết Thần ủng hộ Triệu Quốc Đống ra, Vi Biểu và Tân Tồn Hoán lại hiếm khi giữ im lặng. Triệu Quốc Đống không ngờ ý kiến của mình bị phản đối mạnh như vậy nên rất khó hiểu. Đúng thế, xuyên qua khu thành cũ thì khó khăn hơn nữa tăng phí giải tỏa. Nhưng Triệu Quốc Đống đã tính qua với mọi người. Khu vực thành cũ sớm muộn sẽ cải tạo, cùng với việc vài năm sau phải quy hoạch, xây dựng lại một lần nữa, không bằng bây giờ làm ngay. Hơn nữa cây cầu xuyên qua khu thành cũ này sẽ nối liền trung tâm Hoa Lâm với phía đông, chắc chắn sẽ cải thiện hình ảnh của huyện thành Hoa Lâm. Mà thông qua giá đất hai bên bờ sông tăng lên thì hoàn toàn có thể bù lại số tiền giải tỏa tăng lên, nhưng tại sao mọi người lại phản đối nhiều như vậy? Tôi không tin các anh không nhìn thấy mấy điểm đó. Anh xem cuộc sống của dân chúng quanh khu vực này xem. Tin rằng anh cũng nghe thấy dân chúng kêu khổ như thế nào. Nước bẩn, điều kiện vệ sinh kém, trời mưa sẽ có chỗ sụp, lún, đây là điều có thể gây chết người. Quân tử không đứng dưới tường đổ, dân chúng ta dựa vào cái gì mà phải sống ở nơi như thế này? Triệu Quốc Đống nói, tiền giải tỏa không phải vấn đề, tôi có thể phụ trách. Về phần khó khăn lớn khi giải tỏa càng không phải vấn đề. Anh và tôi đều thấy tính tích cực của dân chúng đó, bọn họ còn mong nhanh chóng dỡ nơi này, cải thiện hoàn cảnh sống cho bọn họ. Thời đại này không phải 10 năm sau, dân chúng không ngang như 10 năm sau. 10 năm sau dù anh thật lòng muốn cải tạo chỗ ở cho bọn họ, dân chúng lại nghĩ anh là lợi dụng. Vi Biểu im lặng không nói gì. Lão Vi, anh nói xem tại sao trong hội nghị không tỏ thái độ. Triệu Quốc Đống biết trong này nhất định có vấn đề nhưng trong lúc nhất thời hắn không hiểu nổi. Quyển 6, chương 29, vô đề. Chủ tịch Triệu, phương án Bắc Tuyến là phương án mà huyện sớm xác định, hơn nữa trước đó đã tiến hành khảo sát phương án Bắc Tuyến này. Huyện ủy, ủy ban huyện đã thông qua phương án này. Chẳng qua vì không đủ tài chính nên mãi không thể tiến hành. Mà phương án trung tuyến vẫn chỉ là trên giấy, không được huyện thảo luận. Bây giờ anh đưa nó ra, chủ tịch Triệu, phương án Bắc Tuyến còn chưa được thống nhất ủng hộ, càng không nói phương án trung tuyến. Vi Biểu cẩn thận nói, Triệu Quốc Đống có thể nghe ra ý của đối phương chưa hết. Vấn đề không nằm ở chỗ ưu, khuyết điểm của hai phương án, mà do phương án Bắc Tuyến đã được mọi người cùng chấp nhận, mà phương án trung tuyến là khá tùy tiện. Chẳng qua trong này có xung đột gì chứ? Trước đây phương án Bắc Tuyến lo lắng phí giải tỏa đắt, nhưng không tính đến xu thế cải tạo huyện thành Hoa Lâm sau này. Cải tạo thành cũ chỉ là vấn đề thời gian, tại sao không tiến hành cả hai mà lại chia làm hai chuyện? Hai phương án bù đắp cho nhau, những người này sao lại không tiếp nhận? Bọn họ tại sao không muốn ủng hộ phương án trung tuyến? Triệu Quốc Đống hỏi. Có lẽ bọn họ thấy phương án này dễ thực hiện hơn. Vi Biểu nói nhưng không thật lòng. Dễ thực hiện sao? Lý do này căn bản không phải, cái gì gọi là dễ thực hiện? Chẳng lẽ do huyện thảo luận hai lần nên đúng hơn sao? Bởi vì bên bờ Bắc Sông không có người ở, không phải giải tỏa nên dễ thực hiện sao? Triệu Quốc Đống có chút tức giận mà nói. Nếu so sánh thì phương án trung tuyến sẽ mang tới sự phát triển của huyện thành chúng ta, thay đổi hoàn cảnh sống của dân chúng hai bên bờ sông, chút giải tỏa đáng là gì? Chẳng lẽ nói chút giải tỏa khó khăn sẽ khiến chúng ta buông tha ưu thế rõ ràng sao? Vi Biểu im lặng không nói. Triệu Quốc Đống hỏi đúng trung tâm vấn đề, ai nấy đều biết bây giờ dân chúng hai bên bờ sông rất tích cực. Đúng như Triệu Quốc Đống nói, ban giải tỏa chỉ cần có tài chính là được mà.
sau đó thông qua giá đất tăng lên sẽ đền bù. Vì biểu tin chỉ cần kiên nhẫn, cẩn thận làm tốt công việc thì giải tỏa không phải vấn đề, mà do hoàn cảnh xây dựng cầu Quế Khê. Nếu dùng phương án trung tuyến thì có thể nói phù hợp việc xây dựng khu nội thành mới, nhưng mọi người không thấy rõ điểm này. Lão Vi, có chuyện gì khó xử thì anh cứ nói ra, nếu như chúng ta có thể giải quyết được, chúng ta phải nghĩ biện pháp giải quyết. Nếu như chúng ta thật sự không thể vượt qua, vậy cũng phải cho tôi biết nguyên nhân rõ ràng chứ. Triệu Quốc Đống thật lòng nói. Chủ tịch Triệu, không thông qua được đâu. Tào Uyên, Miêu Nguyệt Hoa còn có Uông Minh Hy đều phản đối, trong hội nghị thường ủy càng không thể thông qua. Dù là bí thư La có đồng ý. Vi biểu thở dài một tiếng rồi nói. Ngài hỏi một chút là biết vấn đề, muốn đổi phương án thì còn khó hơn là đả thông bên trên thị xã. Vi biểu nói như vậy, Triệu Quốc Đống về cơ bản đã đoán được vấn đề trong đó. Ngay cả đám La Đại Hải cũng không đồng ý, như vậy nói rõ lợi hại trong đó. Phương án tốt hơn không được đồng ý, ngoài lợi ích ra Triệu Quốc Đống không thể tin có vấn đề gì khác. Từ điều kiện phòng đất đai có thể thấy đất hai bên bờ Bắc Sông trong phương án Bắc Tuyến đã được mấy công ty xây dựng và công ty bất động sản thua mua, hơn nữa thời gian chính là 2 năm trước, khi phương án Bắc Tuyến chuẩn bị ra lò. Mặc dù lúc ấy huyện không có năng lực bỏ nhiều tiền như vậy làm cầu Quế Khê, nhưng phương án này đã được Hội nghị Thường ủy và Hội nghị Thường trực ủy ban chính thức thông qua, điều này chỉ cần không có bất ngờ xảy ra thì huyện thành Hoa Lâm sẽ làm ở bên đó. Đất hai bên của phương án Bắc Tuyến đã bị người bắt, hơn nữa từ tài liệu phòng đất đai đưa ra thì có thể thấy một công ty tên công ty Hoành Lâm và công ty bất động sản Mạn Thụy chiếm nhiều nhất. Trưởng phòng đất đai Hướng Viễn Sơn là một người đàn ông cao gầy hơn 50 tuổi, răng vàng, mấy ngón ở tay phải bắt đầu vàng vì hút thuốc nhiều. Gặp tài liệu, Triệu Quốc Đống đưa cho Hướng Viễn Sơn một điếu Trung Hoa, Hướng Viễn Sơn cầm lấy châm hút. Mặc dù trước mặt chủ tịch huyện nhưng y có vẻ rất tự nhiên. Lão Hướng, bây giờ đất huyện ta chủ yếu dùng phương thức gì mà bán? Giá như thế nào? Triệu Quốc Đống cũng biết người này rất khôn khéo. Mặc dù y lên từ lúc Châu Trì Trường nhưng La Đại Hải lên làm bí thư huyện ủy cũng không đồng ý, điều này nói rõ y có năng lực. Chủ yếu hai bên trao đổi là chính, gái thì khó nói, tình hình khác nhau, các khu đất khác nhau, nhưng tổng thể mà nói Hoa Lâm không thể so sánh với Ninh Lăng. Hoa Lâm không có không khí buôn bán, không có công ty gì mấy, dân cư ít nên giá khá thấp. Triệu Quốc Đống trước đó đã yêu cầu Hướng Viễn Sơn tập hợp tài liệu về quyền sử dụng đất, việc chuyển nhượng đất đai 2-3 năm qua. Trao đổi ư, bây giờ đất trong huyện còn không có việc đấu giá sao? Triệu Quốc Đống nói. Đấu giá đất, cũng có cách nói này, nhưng thứ nhất đấu giá chỉ là hình thức, không có văn bản yêu cầu bắt buộc. Hơn nữa đấu giá và trao đổi, đàm phán chính là để huyện sử dụng mà thôi. Ví dụ như huyện muốn thu hồi đất để cho các công ty tiến vào đầu tư, nếu như dùng cách đấu giá, có thể sẽ bị đơn vị khác lấy được, hoặc là giá quá cao. Cho nên hình thức này không phổ biến. Bây giờ giá đất là bao tiền một mẫu? Tôi nói là đất cho kinh doanh và nhà ở. Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Ồ, từ 20 đến 50 ngàn, phải xem khu vực. Hướng Viễn Sơn suy nghĩ một chút rồi nói. Đây là chỉ nơi không giải tỏa. Nơi có giải tỏa vậy phí giải tỏa sẽ thêm vào giá đất. Ồ, tôi biết rồi. Giá đất huyện ta đúng là rẻ. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Chủ tịch Triệu. Hoa Lâm chúng ta nhiều nhất chỉ coi là một trấn mà thôi. Hoa Lâm không có công ty quy mô mạnh, không có giao thông tốt, không có thành thị trung tâm, buôn bán không phát triển, như vậy chỉ là một khu nông thôn tụ tập mà thôi. Ngài sao có thể hy vọng giá nó cao? Mấy năm qua ngoài đất cho cơ quan nhà nước xây dựng và khu tập thể thì buôn bán đất ở Hoa Lâm không nhiều, nhất là dùng cho công nghiệp càng nhỏ. Số đất mà hai công ty Đại Hoa và công ty Tam Điệp cần dùng hơn hẳn mấy năm trước gộp lại. Hướng Viễn Sơn nói. Chỉ tiêu sử dụng đất hàng năm của chúng ta chẳng bao giờ đủ, ngoài năm trước. Vậy ngành sản xuất bất động sản của Hoa Lâm chúng ta phát triển như thế nào? Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Bất động sản. Hướng Viễn Sơn cười phá lên mà nói. Huyện Hoa Lâm còn có 2-3 công ty bất động sản coi như được, đều lấy xây dựng làm chính, chủ yếu là xây dựng mấy căn nhà cho nhân dân, xem một chút có ai từ ngoài tới để mua nhà hay không thì bán. Còn người Hoa Lâm chúng ta thì không mấy khi mua. Ồ, bao tiền một mét vuông? Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Chủ tịch Triệu, chẳng lẽ ngài muốn mua nhà, hoặc là huyện định xây dựng khu tập thể cho cán bộ? Hướng Viễn Sơn có chút hứng thú mà nói. Đây là tin tức mới.
Cán bộ trong huyện sớm hy vọng có thể xây dựng khu tập thể mới. Rất nhiều trụ sở các phòng ban đã xuống cấp, hơn nữa phân tán rải rác, số lượng lại ít. Mấy năm nay các thanh niên vào công tác đều chỉ có thể ở chung với nhau, muốn chia một phòng là không thể. Các cán bộ không ngừng than vãn về việc này. Lão Hướng, tôi đã đi xem trụ sở làm việc và nhà ở của cán bộ, rất kém. Hơn nữa tôi cũng nghe nói các cán bộ trẻ oán than khi kết hôn không được phân nhà ở, ở chung với phụ huynh sẽ bất tiện. Cán bộ công tác lâu sẽ có con, diện tích nhà lại nhỏ, phần lớn đều là nhà từ những năm 80. Cho nên tôi đang suy nghĩ nếu như phát triển về phía đông thì chúng ta tại sao không suy nghĩ về trụ sở làm việc và khu tập thể. Triệu Quốc Đống cười nói. Như vậy có thể khiến khu phía đông phát triển mà. Hướng Viễn Sơn nói. Chủ tịch Triệu, tức là các phòng ban của huyện đều được chuyển tới chỗ mới. Sao không thể chứ, nếu là tài chính bỏ tiền thì sao không thể cùng quy hoạch, như vậy có thể tiết kiệm tài nguyên mà. Triệu Quốc Đống nói. Anh xem nếu cầu Quế Khê đi qua nơi này, như vậy khu vực này hoàn toàn có thể quy hoạch, như vậy sẽ có lợi cho sự phát triển của huyện ta. Chủ tịch Triệu, không phải nói sẽ theo phương án Bắc Tuyến sao? Hướng Viễn Sơn thấy miệng mình khô khốc, nếu như vị chủ tịch Triệu này cố chấp theo ý riêng thì có chút phiền phức. Ai nói, phương án nào thích hợp tình hình thực tế thì dùng phương án đó. Triệu Quốc Đống rất kiên quyết nói. Quyển 6, chương 30, vô đề. Hừ. Hắn nghĩ mình là ai? Một mình hắn có thể lật đổ quyết định của hội nghị thường ủy sao? Cũng không biết mình ở đâu, còn nghĩ rằng mình làm loạn tuyển cử là muốn làm gì thì làm sao? Một giọng nữ hừ một tiếng mà nói. Lão Uông, lần này chúng ta nhất định phải đứng vững, không thể để hắn muốn làm gì thì làm. Đứng vững, chống lại như thế nào? Hắn là chủ tịch huyện, hắn có quyền quyết định. Trong hội nghị thường trực ủy ban chỉ cần có hai người ủng hộ là hắn có thể vỗ bàn quyết định. Nhất là vi biểu phụ trách mảng này chỉ cần ủng hộ là có chút phiền phức. Cô không thấy vi biểu cùng Tân Tồn Hoán cũng không có tỏ thái độ sao? Nếu hai người bọn họ ủng hộ hắn, như vậy không có gì để nói, quan trọng nhất là hội nghị thường ủy. Hắn chỉ có một phiếu, cô cũng có một phiến. La Đại Hải và Vạn Chiêu Dương tất nhiên có người nói chuyện. Tôi không tin hai người này dám chống đối. Khó mà nói, La Đại Hải chỉ trở về, hắn còn sợ gì? Vạn Chiêu Dương cũng thế. Không chừng bọn họ làm rùa đen rụt cổ. Giọng nữ thở dài một tiếng mà nói. La Đại Hải làm bí thư huyện ủy cũng uất ức, bị hắn chống đối, cũng không thấy La Đại Hải ra vẻ tức tối gì cả. Uông Minh Hy cười lạnh một tiếng. Cô cho rằng đây là thời kỳ Châu Trì Trường cầm quyền sao? La Đại Hải không cố gắng chèn ép cô đã là bỏ qua cho cô đó. Nếu như La Đại Hải mà ra oai thì cô là thường vụ huyện ủy cũng không ăn thua, nói gì tôi là phó chủ tịch huyện xếp cuối. Nước cờ hiểm mà, tin rằng một khi truyền ra thì cán bộ, viên chức đều kêu gọi thực hiện phương án trung tuyến kia. Một cây cầu có thể hoàn toàn thông hai nơi, làm gì cũng tiện. Những người này còn không coi họ Triệu là cha mẹ tái sinh sao? Uông Minh Hy thở dài một tiếng, thằng Triệu Quốc Đống này quá nhiều chiêu, luôn biến bất lợi thành có lợi. Chỉ là lần này hắn đã phạm vào tối kỵ của quan trường, ít nhất không thể làm quá đáng như vậy. Phải biết rằng kế hoạch kia mà thay đổi thì không biết bao người phá sản. Hừ, hắn có thể lấy lòng thì chỉ là người bên dưới, tôi không tin hắn chống lại được áp lực cấp trên. Công ty Hoành Lâm có thể nhịn được mà nuốt quả đắng đó sao? Miêu Nguyệt Hoa sửa lại chiếc váy rồi lạnh lùng nói. Anh cho rằng hắn chí công vô tư sao? Người không vì mình, trời chu đất diệt. Cho dù hắn chịu được sức hấp dẫn của tiền, nhưng hắn có thể không nhìn mũ của mình sao? Tôi không tin Mạch Gia Huy nói mà hắn còn không nể mặt. Lão Hướng, mau lộ tin này với công ty Hoành Lâm, phải nhanh nếu không người kia vừa lên tiếng gió chính là mưa, như vậy có chút phiền phức. Uông Minh Hy thở dài một tiếng. Phải chuẩn bị mới được, bây giờ Bí Thư Kỳ và thị trưởng Mạch đang mâu thuẫn. Nếu Bí Thư Kỳ biết vấn đề thì xong rồi. Hai vị chủ tịch, tôi thấy chủ tịch Triệu lần này quyết tâm làm lớn chuyện. Tôi thấy hắn muốn ra tay độc đó. Chúng ta cần phải suy nghĩ kỹ tìm cách lừa gạt cho qua mới được. Hướng Viễn Sơn có chút lo lắng, năng lực của Triệu Quốc Đống như thế nào thì y hiểu. Ngưu Đức Phát bị đá bay khỏi chức trưởng phòng giao thông, lúc ấy Triệu Quốc Đống mới là phó chủ tịch huyện, ngay cả Châu Trì Trường cùng Phương Trì Quốc cũng không giữ được Ngưu Đức Phát. Vậy ai dám chống đối Triệu Quốc Đống nữa? Lừa gạt như thế nào? Chuyện này căn bản không có cách thương lượng. Tôi nói với ông, nếu thay đổi phương án thì tiền đưa vào sẽ bay biến. Chuyện này không có sự lựa chọn. Uông Minh Hy nghiến răng nghiến lợi mà nói.
Lúc trước bị Miêu Nguyệt Hoa kéo xuống nước, tất cả tài sản dồn vào công ty bất động sản Mạn Thủy. Khu đất đó vẫn bỏ hoang thì xong đời. Miêu Nguyệt Hoa trầm ngâm một chút rồi nói. Trong hội nghị thường ủy, thái độ của La Đại Hải khó nói, Vạn Chiêu Dương thì có thể kéo một chút. Lão Vạn chẳng lẽ chí công vô tư không để ý người thân sao? Cháu trai, cháu dâu của y cũng có không ít cổ phần trong công ty Mạn Thủy cơ mà. Nếu không bảo Bí Thư Châu gọi cho họ Triệu nói một chút. Hướng Viễn Sơn do dự một chút rồi nói. Hừ, mắt hắn bây giờ nhìn lên tận trời, sợ là phó thị trưởng bình thường cũng không thèm để ý. Bí Thư Châu nói chuyện bây giờ không có tác dụng. Miêu Nguyệt Hoa nói. Bây giờ một bên lão Hướng phải khiến cho công ty Hoành Lâm ra mặt. Tôi thấy Mạch Gia Huy tự mình ra mặt, Triệu Quốc Đống chưa chắc dám chống đối. Huống chi cũng không phải một mình thị trưởng Mạch Gia Huy, không chừng còn có người sau lưng. Ngoài ra chúng ta cũng nên chuẩn bị trong hội nghị thường ủy. Tào Uyên cùng Bàng Quân sẽ do công ty Mạn Thụy đối phó. Bên Giản Hồng do tôi đi làm, Hà Lương Tài thì giao cho lão Hướng. Anh và lão Hà có quan hệ từ trước mà, y thích gì anh còn không biết sao. Lúc này Miêu Nguyệt Hoa lộ rõ vẻ kiên quyết khác với bình thường. Ngay khi mọi người đang suy nghĩ đối phó Triệu Quốc Đống, Triệu Quốc Đống cũng đang suy nghĩ làm thế nào đối phó tình hình trước mắt. Quế Toàn Hữu không rõ mấy việc nhỏ nhặt 2-3 năm về trước. Nhưng Du Minh Phú lúc ấy làm phó tránh văn phòng nên cũng hiểu vấn đề. Du Minh Phú bây giờ đã là chủ tịch thị trấn Mã Thủ. Triệu Quốc Đống vừa gọi, Du Minh Phú lập tức lên ngay. Công ty Hoành Lâm có chỗ dựa trên tỉnh, khu đất này bọn họ vẫn cầm đó mà không làm gì cả, chắc là chờ sau khi xây dựng cầu xong sẽ khai thác, hoặc là đợi cầu xây xong sẽ bán sang tay. Du Minh Phú có thể nói tuyệt đối trung thành với Triệu Quốc Đống nên nói rất rõ ràng. Có chiếm dụng đất xây dựng cầu không? Triệu Quốc Đống hỏi. Ha ha, Chủ tịch Triệu, bọn họ không đến mức quá đáng như vậy đâu, Hướng Viễn Sơn cũng không to gan như vậy. Bọn họ chỉ là lấy các khu đất xung quanh mà thôi. Du Minh Phú cười nói. Việc bán sang tay hợp lý, hợp pháp, nhiều lắm chỉ là nói bọn họ nhận được tin từ sớm mà thôi. Hợp lý, hợp pháp. Miễn cưỡng coi như vậy đi. Triệu Quốc Đống nói. Công ty Hoành Lâm có chỗ dựa gì trên thị xã? Có thể có quan hệ với thị trưởng Mạch. Du Minh Phú suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi chỉ biết một chút mà thôi. Giám đốc công ty Hoành Lâm, Trương Hoàng Lâm có quan hệ mật thiết với em trai thị trưởng Mạch, vẫn đầu tư ở Ninh Lăng, cũng không tới huyện. Chẳng qua giá đất ở huyện Hoa Lâm khá rẻ, bên kia sông chỉ có 20.000 một mẫu, nếu cầu qua đây thì giá lập tức tăng lên gấp đôi. Lúc ấy bọn họ mua đất đã mang tới một khoản tiền cho huyện, đồng thời khiến nhiều công ty tới mua đất. Vậy công ty bất động sản Mạn Thụy thì sao? Triệu Quốc Đống sau khi biết tin này liền hiểu mình mà thay đổi phương án quy hoạch thì sẽ chịu áp lực lớn như thế nào? Mình có thể chống đỡ được hay không mới là quan trọng. Lúc ấy chính là do công ty Mạn Thụy và công ty Hoành Lâm khơi mào mua đất bên kia sông. Công ty Mạn Thụy vốn là một công ty xây dựng tư nhân trong huyện, chỉ nhận mấy căn nhà nhỏ mà thôi. Chẳng qua tên giám đốc có lẽ tìm được con đường nào đó, không ít công trình trong huyện các công ty xây dựng khác không lấy được, công ty Mạn Thụy lại lấy được. Nghe nói có không ít người trong huyện có cổ phần trong công ty Mạn Thụy. Ha ha, cái này cụ thể tôi không biết. Chẳng qua chủ tịch Hương, lão Hướng phòng đất đai có quan hệ mật thiết với công ty Mạn Thụy này. Ngoài ra lúc Bí Thư Châu còn ở đây cũng khá chiếu cố cho công ty này. Triệu Quốc Đống coi như hiểu được vấn đề. Châu Trì Trường chiếu cố. Miêu Nguyệt Hoa lại kiên quyết phản đối là tất nhiên. Tào Uyên có lẽ do người trên thị xã nói trước, chẳng qua Tào Uyên không phải người Mạch hệ, trong này nhất định có vấn đề. Uông Minh Hy có lẽ do quan hệ lợi ích, xem ra chuyện này đã làm động tập đoàn lợi ích lớn của thị xã và huyện. Bảo sao hai người Vi Biểu cùng Tân Tồn Hoán vốn ủng hộ hắn lại không tỏ thái độ. Nếu đưa ra hội nghị thường ủy thì đúng như lời Vi Biểu nói, hắn thành kẻ cô đơn. Có nên mạo hiểm như vậy không? Triệu Quốc Đống cảm thấy rất nặng nề. Hắn đã thuyết phục được Vi Biểu và Tân Tồn Hoán ủng hộ trong hội nghị thường trực ủy ban. Chẳng qua đấu trong hội nghị thường ủy thì không xác định được. Thái độ của La Đại Hải và Vạn Chiêu Dương đã thay đổi, vậy còn các thường vụ khác? Còn có một điều rất quan trọng là nếu Mạch Gia Huy gọi cho hắn, nói thực hiện phương án kia thì hắn nên làm như thế nào? Khuất phục hay chống lại? Nếu là như vậy thì dù Lý Đỉnh Nam chịu chi tiền thì chính quyền thị xã cũng sẽ không rót tiền vào cầu Quế Khê. Triệu Quốc Đống cảm thấy mình đi vào ngõ cụt, nhưng khuất phục sẽ trái với lương tâm của hắn. Chẳng qua nghĩ tới cảnh xuống cấp, nguy hiểm của các nhà dân khu vực ven sông,
Triệu Quốc Đống lại thấy mình không thể bỏ qua cơ hội một công đôi việc này. Quyển 6, chương 31. Kéo. Quế Toàn Hữu suy nghĩ một lúc lâu rồi nói. Kéo, Toàn Hữu, việc này có thể kéo dài bao lâu? Hơn nữa tôi cũng không muốn cứ kéo dài như vậy. Cầu Quế Khê nhất định phải làm, hơn nữa phải nhanh chóng khởi công, hơn nữa chỉ có thể thực hiện phương án trung tuyến. Kéo dài thì năm nay sẽ qua nhanh, khu mới không phát triển được, thành cũ thì vẫn thế. Tôi không thể ngồi được. Chủ tịch, ngài có phải quyết định bắt buộc phải dùng phương án trung tuyến không? Quế Toàn Hữu trầm giọng nói. Có phải là quyết tâm không? Ừ, chỉ cần tôi còn ngồi trên vị trí này một ngày, tôi sẽ làm theo ý mình. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Chủ tịch, vậy tôi cũng không phải đơn thuần nói là kéo dài. Chúng ta có chân mà, đi nhiều thì núi cũng thành đường. Quế Toàn Hữu cười hì hì nói. Đi nhiều núi thành đường. Triệu Quốc Đống sáng mắt lên mà nói. Toàn Hữu, anh định lôi kéo ai? Hắc hắc, chủ tịch Triệu, có một số việc gấp không được. Ngài ngồi ở vị trí phó chủ tịch mà vùi đầu LVVC thì không ai nói gì, bởi vì xảy ra chuyện cũng có công lao của chủ tịch. Nhưng ngài ngồi ở vị trí chủ tịch huyện thì phải suy nghĩ, chuyện gì cũng phải cân nhắc kỹ càng mới làm được, xem có ảnh hưởng tới lợi ích người khác không. Quế Toàn Hữu cười nói. Phương án Bắc Tuyến thì ai cũng biết nó có tác dụng gì. Bây giờ Hoa Lâm phát triển rất nhanh, phương hướng phát triển của huyện thành Hoa Lâm cũng khiến người ta chú ý. Hai công ty Đại Hoa tiến vào, khi đi vào hoạt động ít nhất phải thuê gần ngàn lao động. Bên phía Hà Khẩu cũng có vài công ty Sơn Đông cùng Phúc Kiến đến đàm phán. Bên Sơn Đông có lẽ quy mô không nhỏ, Phúc Kiến mặc dù nhỏ hơn nhưng lại có ba nhà, cũng coi trọng không khí và hoàn cảnh đầu tư ưu việt của Hoa Lâm ta. Bây giờ các đảng ủy khu bên dưới đều một lòng một dạ muốn kéo công ty về địa bàn của mình. Không nói kết quả ra sao nhưng chỉ cần có lòng như vậy thì tôi thấy đã là chuyển biến rất tốt. Không giống trước đây chỉ hy vọng vào tiền từ trên huyện cấp xuống. Mặc dù biết Quế Toàn Hữu nói có ý nịnh mình, nhưng vẫn làm Triệu Quốc Đống thoải mái. Với xu thế phát triển hiện nay của Hoa Lâm thì ai cũng biết tác dụng của cầu Quế Khê. Cầu Quế Khê xây dựng từ đâu thì giá đất ở đó sẽ tăng lên vài lần. Ngài bây giờ còn dự định chuyển cả trụ sở và khu tập thể của các cơ quan sang khu mới thì còn không khiến bao người sáng mắt sao. Ha ha, chỉ cần hoạt động một chút thì tôi nghĩ phương án trung tuyến sẽ được rất nhiều người ủng hộ. Rất nhiều người ủng hộ sao? Triệu Quốc Đống hiểu ra một chút. Chủ nhiệm Hoa, Đại hội đại biểu nhân dân và Chủ tịch Long, Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân đều có ấn tượng tốt đối với ngài. Ngài có thể sang bên đó nói chuyện, ưu khuyết điểm của hai phương án là rất rõ ràng. Đứng sau phương án đó là ai thì Đại hội đại biểu nhân dân và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân cũng biết. Bây giờ thời thế đã thay đổi, tất cả phải theo tình hình thực tế mà. Quế Toàn Hữu nở nụ cười. Ý hay. Triệu Quốc Đống gật đầu. Quế Toàn Hữu này đúng là nhạy bén. Hắn còn đang suy nghĩ lợi dụng ủng hộ của cán bộ huyện tạo thế, người này lại nghĩ tới Đại hội đại biểu nhân dân và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân. Khu nhà ở ven sông đã xuống cấp nặng nề, phương tiện công cộng thiếu. Hoàn cảnh vệ sinh đều rất kém. Bên Đại hội đại biểu nhân dân và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân dù sao cũng phải chú ý tới các quần thể yếu mà. Quế Toàn Hữu cười cười gật đầu. Vị chủ tịch Triệu này đúng là có năng lực, thoáng cái nghĩ tới việc mời người của Đại hội đại biểu nhân dân và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân đến xem khu dân cư kia. Như vậy ai còn muốn dùng phương án kia thì phải chịu câu hỏi của dân chúng. Chủ tịch Triệu, Hoa Lâm chúng ta còn nghèo. Đội ngũ cán bộ có tư tưởng không bằng bên tỉnh thành, rất nhiều chuyện phải tiến từng bước. Còn đẩy mạnh lập tức là xong thì không ổn. Quế Toàn Hữu suy nghĩ một chút rồi nói. Cho dù là như vậy nhưng tôi vẫn thấy chuyện này vẫn chưa đủ. Chủ tịch Triệu, ngài nghĩ xem, ngài còn phải tiếp tục công tác ở Hoa Lâm, nếu làm quá như vậy sẽ có lực cản trong công việc. Ừ, tôi cũng biết việc này không dễ làm, nhưng dựa theo ý bọn họ thì khu nghèo sẽ kéo mãi, sau này tốn tài chính không nói. Nếu có nhà đổ thì tôi sẽ thành kẻ có tội. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Thà chịu đau bây giờ còn hơn đau đớn kéo dài. Cứ kéo như vậy còn không bằng vung dao chém luôn. Làm mất lòng người cũng được, chọc giận lãnh đạo cũng được, ít nhất coi như làm được chuyện, tâm lý cũng thoải mái hơn. Đương nhiên anh nói cũng đúng, tôi đang cố suy nghĩ hóa giải mâu thuẫn. Chủ tịch Triệu, chuyện này gấp cũng không được, chúng ta có thời gian từ từ làm công tác mà. Quế Toàn Hữu hơi khép mắt. Điều này là y đang suy nghĩ. Cuối cùng sẽ có biện pháp mà. Các đại biểu,
ủy ban của Đại hội đại biểu nhân dân và hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân huyện đi theo lãnh đạo của bọn họ tới kiểm tra nguy cơ các căn nhà tại huyện Thành Hoa Lâm, kiểm tra cả về hệ thống thoát nước. Nước bẩn không được xử lý đã chảy thẳng xuống sông rồi tản đi. Phó Chủ tịch huyện Vi Biểu đi theo trong cả quan trọng. Sau khi xem xét, các vị đại biểu, ủy viên đều thấy nên suy nghĩ kết hợp xây dựng cầu Quế Khê và cải tạo thành cũ, yêu cầu quy hoạch thống nhất huyện Thành Hoa Lâm nhằm phát triển, xúc tiến việc bố cục hợp lý của cả huyện Thành Hoa Lâm. La Đại Hải rất buồn bực đập điều khiển TV, sau đó mệt mỏi dựa lưng vào sofa. Y biết đây là Triệu Quốc Đống thầm phản kích, đây là sự cảnh báo với thái độ mập mờ của mình. Mặc dù trong thời gian này Triệu Quốc Đống khá im ắng, nhẫn nhịn, thậm chí ngay cả chuyện xây dựng hạng mục cầu Quế Khê cũng không đề cập tới, bên kia cũng im lặng, tất cả đều có vẻ rất bình thường nhưng ai chẳng biết đó là sự yên tĩnh trước cơn bão, hai bên đều đang tích trữ lực lượng. Hoa Đức Tài và Long Diêu Quang không ngờ lại bị Triệu Quốc Đống lôi kéo. Tài nguyên hành chính mà Triệu Quốc Đống nắm giữ trong tay có sức hấp dẫn rất lớn đối với mấy ông lão kia. Dù là kinh phí hay là xe cộ, hoặc là đi du lịch, an dưỡng chỉ cần Triệu Quốc Đống tăng lên một chút là đám kia sẽ như mèo thấy mỡ mà vây lấy. Đài truyền hình huyện cũng tới tham gia cho vui, không ngờ còn gióng trống, khua chiêng giúp tên Triệu Quốc Đống này. La Đại Hải thở dài một tiếng, việc này thực ra không quan hệ gì với đài truyền hình. Dù là chính quyền hay đại hội đại biểu nhân dân đều có thể yêu cầu đài truyền hình tham gia. Hơn nữa việc đại biểu của Đại hội đại biểu nhân dân và ủy viên của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân cùng tới khảo sát khu vực nhà xuống cấp là trọng điểm đưa tin của đài truyền hình. Sau đây có lẽ là mời các chuyên gia đến phân tích lợi và hại của hai phương án chứ. La Đại Hải châm điếu thuốc và thở dài một tiếng, cho rằng mình muốn lặng lẽ lui về tuyến hai sao nên không làm gì được sao. Tên Triệu Quốc Đống này cũng được nhưng thích gây sự như vậy sẽ xảy ra chuyện, không có lợi cho sự phát triển. Chẳng lẽ hắn không biết điểm này? La Đại Hải không tin, với thủ đoạn và trí tuệ chính trị của Triệu Quốc Đống thì kiểu gì chẳng đoán được phương án Bắc Tuyến dính dáng tới lợi ích rất nhiều người, cố chấp như vậy có chỗ tốt gì với hắn? Chẳng lẽ chỉ vì phúc lợi cho các hộ dân thôi sao? La Đại Hải không đoán ra, thời này không phải không có người một lòng vì công việc nhưng rất ít. Ít nhất La Đại Hải tạm thời không thấy. Cẩn thận cân nhắc việc này, La Đại Hải có chút đau đầu. Tào Uyên bị cấp trên chỉ đạo. Là ai thì La Đại Hải không cần suy nghĩ nhiều. Hai năm trước y đã biết phương án Bắc Tuyến có không ít vấn đề, thoáng cái có người mua mấy trăm mẫu đất, tài chính của huyện tăng lên không ít. Lúc ấy y là chủ tịch huyện cũng vui vẻ, dù sao cầu Quế Khê muốn xây dựng còn cần một thời gian, không đến lượt y làm chủ. Không ngờ cuối cùng lại chuyển lên đầu y, hơn nữa hai bên đều mạnh, đều muốn đấu tới cùng. Mình không phải nằm ở giữa chịu đòn sao? Miêu Nguyệt Hoa cùng Tào Uyên kết minh. Hai người Bàng Quân và Trịnh Lương Tài là thân tín của Châu Chỉ Trường, cũng không hòa hợp gì với Triệu Quốc Đống. Trong 11 thường vụ có 4 người đốn đầu, còn cả Vạn Chiêu Dương, Giản Hồng, Địch Hóa Dũng đều không tỏ thái độ, cả chính ủy Biên Phong nữa. Dù mình im lặng thì Triệu Quốc Đống cũng là kẻ cô đơn. Quyển 6, chương 32. Tính toán mãi mà La Đại Hải vẫn không có quyết định. Triệu Quốc Đống cũng có chỗ dựa mạnh. Tào Uyên có can đảm nhảy ra chống đối trong hội nghị thường trực ủy ban thì nhất định có ai đó rất mạnh ủng hộ. Với đầu óc của Tào Uyên thì y sao không hiểu lần này đứng ra chống đối Triệu Quốc Đống là có nghĩa gì? Mà Triệu Quốc Đống chẳng lẽ cũng không rõ vấn đề từ hiện tượng này sao? Chẳng lẽ nói bí thư Tương có thể bỏ mặc cho Triệu Quốc Đống muốn làm gì thì làm sao? Mấy vấn đề xuất hiện trong đầu La Đại Hải. La Đại Hải cười khổ một tiếng và châm thuốc, y không thể không thừa nhận mình đã già. Đối mặt lực lượng của đôi bên, La Đại Hải đúng là muốn lui ra, mặc kệ cho hai bên đấu nhau. Bí thư Tương, chào ngài, ngài ở nhà. La Đại Hải một bên lắc đầu, một bên gọi điện. Ngày mai tôi muốn báo cáo công việc với ngài, không biết mai ngài có lịch gì không? Vâng, mai 10 giờ tôi sẽ tới chỗ ngài. Nói vài câu, La Đại Hải biết Tương Uẩn Hoa cũng đang quan sát sự biến hóa ở Hoa Lâm. Nếu không tại sao không hỏi gì đã chấp nhận nghe mình báo cáo công việc chứ? Gió không ngừng thổi, đánh cuộc sau lưng mình có thể hiểu hay không? La Đại Hải thở dài một tiếng. Ngay khi đài truyền hình phát về phương án xây dựng cầu Quế Khê của huyện Thành Hoa Lâm thì Triệu Quốc Đống đang chú ý đến biến hóa trên tỉnh. Liễu Đạo Nguyên rời đi không nằm ngoài suy đoán của mọi người, y là thường vụ tỉnh ủy, bí thư thị ủy tỉnh thành. Dù sao tỉnh thành tỉnh bên khác với An Đô, bí thư thị ủy chỉ có thể là thường vụ tỉnh ủy, không giống An Đô là phó bí thư tỉnh ủy. Tân Châu cử hành cuộc tiễn đưa long trọng cho Liễu Đạo Nguyên,
Phó Bí thư tỉnh ủy Dương Thiên Minh tự mình tới chúc mừng. Sau đó trên tỉnh cũng tiến hành việc tiễn đưa, Bí thư tỉnh ủy Quý Thành Công, Chủ tịch tỉnh Tô Giác Hoa và các thường vụ tỉnh ủy khác đều có mặt. Dù sao đây cũng coi như là cán bộ từ tỉnh An Nguyên đi ra, làm được thường vụ tỉnh ủy tỉnh bạn đã cho thấy Trung ương khẳng định sự phát triển của tỉnh An Nguyên. Sự khảo sát Thái Chánh Dương diễn ra khá đột ngột. Không đầy nửa tháng sau khi Phó Thủ tướng về Bắc Kinh, ban tổ chức cán bộ Trung ương đã phái đoàn tới tỉnh An Nguyên, mặc dù không phải là một nhóm người, nhưng ban tổ chức cán bộ Trung ương chỉ trong 1-2 tháng đã 2 lần tới An Nguyên, đây chính vinh dự đối với An Nguyên. Việc khảo sát Thái Chánh Dương tiến hành khá chi tiết, từ việc Thái Chánh Dương công tác ở thị ủy An Đô, đến chủ tịch huyện, bí thư huyện ủy huyện Hoa Dương, phó thị trưởng thành phố An Đô, giám đốc sở giao thông, 10 năm kinh nghiệm được điều tra hết. Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy An Nguyên cũng phái người phối hợp. Tổ khảo sát còn chú ý đến mấy bài viết khi Thái Chánh Dương làm phó thị trưởng An Đô, sau khi xác nhận đây là do chính Thái Chánh Dương viết, điểm này đúng là cho thấy ban tổ chức cán bộ Trung ương làm việc chuyên nghiệp như thế nào. Không ít người có tin tức nhanh nhạy ở Trung Quốc, rất nhanh có tin tức truyền ra nói Thái Chánh Dương sắp được điều lên Quốc vụ viện. Vào một trong ba cơ quan, một là Văn phòng Nghiên cứu Chính sách Quốc vụ viện, Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia, Bộ Thương mại, nhưng dù là vị trí gì thì đều là trung tâm quyền lực. Văn phòng Nghiên cứu Chính sách Quốc vụ viện không phải nói, đó là đầu óc của Quốc vụ viện, cung cấp các ý tưởng phát triển và lý luận cho lãnh đạo quốc gia. Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia càng là điểm bắt mắt, là nơi thay đổi thể chế. Bộ Thương mại cũng là một quái vật lớn, chỉ riêng một chức năng đã làm vô số người đỏ mắt. Bộ Thương mại thay mặt quốc gia quản lý vô số công ty, các hoạt động kinh tế, có thể nói đây chính là ngôi miếu không có cửa tiến vào. Gần như là liên tiếp thay đổi làm nhiều người ở An Nguyên không kịp ứng phó. Ngày 15 tháng 4, Ban Tổ chức Cán bộ Trung ương thay mặt Trung ương tổ chức Đại hội Cán bộ tại lễ đường tỉnh An Nguyên, đề tài hội nghị chỉ có một. Ban tổ chức cán bộ đại biểu Trung ương miễn chức phó bí thư tỉnh ủy của Tô Giác Hố Cắn, đồng thời bổ nhiệm y làm bí thư tỉnh ủy tỉnh Hoàn Trung. Cùng lúc đó Ninh Pháp được bổ nhiệm làm quyền chủ tịch tỉnh An Nguyên, đồng thời miễn chức phụ bí thư thị ủy An Đô. Thường vụ tỉnh ủy Trương Nghiễm Lan được bổ nhiệm làm phó bí thư tỉnh ủy kiêm bí thư thị ủy An Đô. Một loạt động tác làm người ta hoa cả mắt, tỉnh An Nguyên có thể nói điều chỉnh quá nhanh làm người ta không thể hiểu nổi. Vì thế việc Thái Chánh Dương được điều lên Bộ Thương mại làm ủy viên đảng ủy, phó bộ trưởng không có tiếng vang lớn. Liễu Đạo Nguyên đi, Thái Chánh Dương đi, Triệu Quốc Đống cảm thấy có chút cô đơn. Mặc dù Hùng Chính Lâm và Lưu Triệu Quốc vẫn còn ở An Nguyên. Nhưng Hùng Chính Lâm chỉ làm trong bên ủy ban kỷ luật, không dính dáng nhiều tới bên chính quyền, trừ khi có vụ án lớn. Lưu Triệu Quốc càng không cần phải nói, y dù sao cũng vào hàng ngũ cán bộ cấp giám đốc sở. Thường vụ thị ủy An Đô, bí thư đảng ủy kiêm cục trưởng cục công an thành phố. Triệu Quốc Đống đánh giá đây là đỉnh của Lưu Triệu Quốc. Lưu Triệu Quốc đã 47 tuổi, nhìn không lớn nhưng kim tự tháp quyền lực càng lên cao càng khó khăn, cạnh tranh càng mạnh. Anh muốn tiến thì càng phải cố gắng hơn nữa. Lão Trần, lão Bàng, bên đảm bảo an ninh giao cho các anh. Chủ tịch Ninh cùng chủ tịch Tần sẽ từ Tân Bình đến Hà Khẩu để tự mình cảm nhận con đường này. Cũng tiến hành khảo sát thực địa về hai quốc lộ này ảnh hưởng tới sự phát triển của Hoa Lâm chúng ta như thế nào. Vấn đề an toàn phải đảm bảo tuyệt đối. La Đại Hải tự mình bố trí nghi thức thông xe của hai quốc lộ, đây là hạng mục giao thông lớn nhất từ trước đến giờ của Hoa Lâm, cũng là lần đầu tiên huyện Hoa Lâm nghênh đón chủ tịch tỉnh tới khảo sát. Mặc dù Ninh Pháp chỉ là quyền chủ tịch tỉnh nhưng ai cũng biết chỉ là vấn đề thời gian. Bí thư La yên tâm, Cục Công an cũng phái 50 chiến sĩ đến tăng viện lực lượng cho chúng ta. Trần Lôi nói, ừ, anh nhất định phải đảm bảo tuyệt đối không có vấn đề gì. Lão Bàng, có gì không ổn nhất định phải kịp thời nói ra. Nếu có đầu mối cản đường gì đó thì nhất định phải sớm tìm ra cho tôi. Chính quyền địa phương phải sớm tham gia, phải giết sạch những việc có thể ảnh hưởng đến hình tượng huyện Hoa Lâm. La Đại Hải nói, bí thư La yên tâm, tôi đã đến từng xã, thị trấn trên tuyến đường, vấn đề không lớn, lúc trước lo về vấn đề giải tỏa của khu du lịch. Tôi cũng đến Mã Thủ và Kỳ Lân, không có mâu thuẫn lớn. Nếu như có thể giải quyết vấn đề trong 2 ngày là tốt, không được cũng phải ổn định chờ qua nghi thức ngày 30 tháng 4 rồi nói tiếp. Bàng Quân cũng rất thận trọng, Bí thư Nghiêm đã 2 lần gọi điện yêu cầu sớm bố trí để tránh tất cả ảnh hưởng đến lễ thông xe này. Chủ tịch Triệu, cậu có ý gì cần nói không? La Đại Hải hỏi Triệu Quốc Đống. Bí thư La đã bố trí rất cụ thể, đây chính là cơ hội của Hoa Lâm chúng ta.
có lẽ đây là lần đầu tiên Chủ tịch Ninh sau khi lên chức đi khảo sát. Chúng ta là điểm thứ hai của Ninh Lăng, mà Chủ tịch Ninh chỉ xem quận Tây Hà và Hoa Lâm chúng ta, cho nên mọi người coi trọng hơn nữa cũng không quá. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Công tác bảo vệ an toàn và giao thông giao cho công an huyện phụ trách, cục công an thị xã hỗ trợ. Mấy nhân tố không ổn định do bên đảng ủy chính pháp phụ trách xử lý. Phòng giao thông phụ trách dọn sạch đường, các xã, thị trấn trên tuyến đường là người thực thi. Ngoài ra phải chuẩn bị bản đồ thu hồi đất của hai công ty Đại Hoa và công ty Tam Điệp, nhỡ đầu hai chủ tịch tỉnh muốn xem. Thị trấn Thành Quan phụ trách tất cả các công tác chuẩn bị. Ban tuyên giáo và phòng thông tin cần phối hợp với truyền thông hai cấp tỉnh, thị xã, nắm bắt cơ hội. Vừa nãy Bí Thư La cũng đã nói rất rõ ràng. Tôi nhấn mạnh một điểm đó chính là lần này lãnh đạo tỉnh đến Hoa Lâm đó là cơ hội hiếm có đối với Hoa Lâm chúng ta, cần đảm bảo không có vấn đề gì. Bất cứ sơ sót nào dù nhỏ cũng sẽ mang lại ấn tượng không tốt, không thể thay thế đối với lãnh đạo. Quyển 6, chương 33. Đã bố trí hết chưa? Bên phía Phổ Độ không có quốc lộ Tân Hoa và Bồng Hoa đi qua, không ai tính tới. Bên này chỉ cần bọn họ lộ chút tin tức là được. Xác định những người đó sẽ tới chứ? Đừng có mà tới quá sớm khi người đó chưa đến sẽ bị đám cảnh sát túm đó. Hừ, bọn họ không ngu, không gây loạn ở trong lễ thông xe. Bên kia bọn họ không tới gần được, Kỳ Lân cùng Mã Thủ cũng đề phòng nghiêm ngặt, xem ra muốn chặn ở Hà Khẩu. Ừ, chúng ta không được lộ tin. Yên tâm, bọn họ không biết chúng ta là ai. Chúng ta nói là người Kỳ Lân, giống bọn họ, đều muốn đi làm ồn để lãnh đạo chú ý và giải quyết vấn đề của chúng ta. Vậy là tốt nhất, phải làm lớn vào, nếu không sẽ bị thằng kia đè xuống. Dựa theo ý của hắn mà làm. Hừ, họ Triệu hắn đã muốn gây chuyện thì đừng trách chúng ta ra tay độc ác. Hắn không phải muốn lên sao? Không phải muốn có thành tích sao? Chúng ta lần này cho hắn mất mặt, làm cho lãnh đạo tỉnh biết thành tích của hắn là như thế nào, xem hắn làm công tác quần chúng là như thế nào. Ha ha, không phải nói Chủ tịch tỉnh Ninh Pháp lần đầu tới Ninh Pháp sao? Nghe nói Chủ tịch Tần cũng có tính cách cứng rắn, họ Triệu lần này sẽ mất mặt, chỉ sợ sẽ xong đời. Đúng, thị xã có thể bỏ qua cho hắn sao, Kỳ Dư Hồng có thể bỏ qua cho hắn sao? Hừ, không cần quan tâm việc này, chỉ cần họ Triệu sang bên, nói không ai nghe thì dù chỉ là một tháng tôi cũng làm xong việc này. Lễ thông xe diễn ra rất long trọng, các lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm. Trần Lôi thở dài một tiếng, y cẩn thận quan sát xung quanh thấy đều bình thường. Cả quá trình không có vấn đề gì, lãnh đạo tỉnh và thị xã đều rất vui vẻ, tình hình từ Tân Bình tới đây đều tốt, quốc lộ 2 cấp làm đảm bảo chất lượng, hơn 20 km chỉ dùng 20 phút đã đi hết, cảnh sát thực ra không có gì làm. Dân chúng bản địa rất vui mừng khi hai con đường quốc lộ hoàn thành, căn bản không có vấn đề gì. Về phần Mã Thủ cùng Kỳ Lân tuy giải tỏa có chút vấn đề nhưng chỉ là tranh chấp nhỏ, đồn công an đã sớm khống chế. Các lãnh đạo lên xe, Trần Lôi dùng bộ đàm gọi cho Mã Thủ, không vấn đề gì. Về phần Hà Khẩu chắc càng không có vấn đề. Dân chúng địa phương rất tích cực đối với xây dựng quốc lộ Bồng Hoa, vẫn không ngừng khen quốc lộ này. Trần Lôi gọi bộ đàm nhưng bên kia không nghe, chắc do tín hiệu. Trần Lôi gọi cho đồn công an Hà Khẩu thì bên kia nói không vấn đề gì. Từ huyện thành tới Hà Khẩu dài 30 km cũng chỉ mất một thời gian. Sau đó ra khỏi địa phận Hoa Lâm chỉ mất nửa tiếng, Trần Lôi coi như yên tâm. Đoàn xe chạy về phía nam, Triệu Quốc Đống, La Đại Hải ngồi trong chiếc xe Santana của La Đại Hải mà theo đuôi đoàn xe. Phía sau còn có hai chiếc xe của Cục Công an thị xã, mấy chục tên cảnh sát cưỡi xe máy chạy theo. Mặc dù sẽ không có vấn đề gì nhưng quy định vẫn phải làm. Bí Thư La, xem ra hai vị chủ tịch khá hài lòng với quốc lộ của Hoa Lâm chúng ta. Triệu Quốc Đống nhìn ra ngoài và nói. Tôi thấy Bí Thư Kỳ nở nụ cười, thị trưởng Mạch cũng rất hài lòng. Xem ra bộ máy thị ủy khá ăn ý. Quốc Đống, cậu đang nói đùa đó à? La Đại Hải cũng cười nói. Cậu cho rằng hai người bọn họ có thể giống tôi và cậu sao? Ha ha, tôi già rồi nên không có suy nghĩ gì. Chẳng qua Bí Thư Kỳ và thị trưởng Mạch đều có tương lai rộng lớn, tác phong làm việc khác nhau, cá tính mạnh thì sao có thể hòa hợp? Ha ha, Bí Thư La, tôi thấy tính của Bí Thư Kỳ rất tốt mà. Ha ha, Quốc Đống, tính cách có tốt hay không không phải nhìn từ nụ cười trên mặt. La Đại Hải không nói gì thêm. Triệu Quốc Đống nghĩ nghĩ gì đó rồi cười một tiếng, đúng lúc này điện thoại trong túi vang lên. Chủ tịch Triệu, xảy ra chuyện lớn rồi.
Chuyện gì, từ từ nói. Bí thư La ngồi cùng xe với tôi, có chuyện gì từ từ nói. Nghe thấy là Trần Lôi gọi tới, Triệu Quốc Đống rất lo lắng. Xảy ra chuyện lớn, xe cảnh sát tuần tra của đồn công an Hà Khẩu phát hiện ở khu vực giao nhau giữa thị trấn Hà Khẩu và xã Thanh Nguyên có hơn 30 người ngồi cạnh đường nên thấy không đúng, nhưng nhìn thì thấy không phải người bên Hà Khẩu. Cảnh sát xuống hỏi nhưng bọn họ không đáp, chỉ ngồi ở cạnh đường. Sau đó cảnh sát hỏi mãi thì mới nói là từ hai xã Lương Sơn, Đãng Khê của khu phổ độ tới chuẩn bị chặn đường. Triệu Quốc Đống thầm than xong rồi, có việc lớn. Nhìn ra ngoài, Triệu Quốc Đống khá quen thuộc đường ở đây. Tiến vào khu vực Hà Khẩu, đúng là trong xã Thanh Nguyên, từ đây đến chỗ kia chỉ có vài km, lúc này muốn thay đổi thì sao kịp. Sao vậy Quốc Đống? Thấy Triệu Quốc Đống tái mặt, La Đại Hải cũng thấy có vấn đề nên hỏi. Bí thư La, chúng ta lần này sợ có người chơi rồi. Bên phổ độ có người sang chặn đường. Triệu Quốc Đống nghiến răng nghiến lợi mà nói. Bàng quân làm ăn kiểu gì vậy, chuyện lớn như vậy mà không biết là sao. Chẳng qua Triệu Quốc Đống lập tức có phản ứng, bàng quân không ngu như vậy, chiêu này có thể đẩy hắn xuống vực, nhưng đối phương cũng không tốt. Không ai có thể bỏ qua cho kẻ không làm tốt công việc. Phổ độ, có việc gì? La Đại Hải tái mặt, mấy chục người chặn đường, hơn nữa ở tình hình này thì dù vì nguyên nhân gì mà kiện cáo cũng sẽ có liên quan tới y. Bàng quân và Trần Lôi làm ăn gì vậy hả? Lập tức thông báo xe cảnh sát mở đường đổi hướng. Không kịp rồi, hơn nữa chúng ta mà đổi hướng thì sẽ giải thích với lãnh đạo tỉnh, thị xã như thế nào. Triệu Quốc Đống cười khổ nói. Đối mặt thực tế thôi, Bí thư La, hai chúng ta chắc khó thoát rồi. Tiểu Vương, tăng tốc tiến lên, chúng ta đi lên trên cùng. Xe Triệu Quốc Đống vừa vượt qua vài xe thì đoàn xe đằng trước đã tự động chậm lại. Chúng tôi muốn sống, chúng tôi muốn ăn. Tại sao cắt giảm tiền giải tỏa của chúng tôi? Mong lãnh đạo làm chủ. Chúng tôi cần câu trả lời. Tiếng còi cảnh sát không ngừng rú lên nhưng 30 người dân đã chặn đường. Một đám nam nữ cũng biết xe cảnh sát đằng trước không có lãnh đạo, bọn họ liền lao về mấy xe đằng sau. Triệu Quốc Đống vội vàng xuống xe mà kêu lên. Trần Lôi, người của anh đâu? Lập tức đưa người sang bên, thông đường, chú ý phương pháp. La Đại Hải cũng vội vàng chạy tới, mặt tái mét lại. Kỳ Dư Hồng và Mạch Gia Huy đã sớm từ trong xe chui ra mà nói. La Đại Hải, đây là như thế nào? Các anh làm như thế nào vậy hả? Bí thư Kỳ, tôi không biết. Không cần giải thích, bọn họ không phải người huyện Hoa Lâm sao? Bây giờ không cần giải thích, anh lập tức giải tán bọn họ cho tôi. Kỳ Dư Hồng rất tức giận nói. Chuyện này dù xử lý như thế nào thì Kỳ Dư Hồng cũng bị mang tiếng. Kỳ Dư Hồng bắt đầu có chút hối hận tại sao để Triệu Quốc Đống làm chủ tịch huyện, nếu lúc trước mình cứng rắn một chút, đổi người khác hoặc để Phương Trí Quốc ở đây thì có lẽ đã không có vấn đề gì. 50 cảnh sát lao tới, Trần Lôi và Bàng Quân cũng rất lo lắng. Thấy Kỳ Dư Hồng và Mạch Gia Huy đầy tức giận, La Đại Hải và Triệu Quốc Đống đều cúi đầu không nói gì, hai người Trần Lôi run lên. Có lẽ giờ phút này đã quyết định số mạng của bọn họ. Ninh Pháp và Tần Hạo Nghiên xa sầm mặt từ trong xe đi ra. Đi thị sát mà gặp chuyện này làm người ra rất khó chịu. Nhìn đám người quỳ trên đường gào khóc, hai người bọn họ sao có thể ngồi trong xe. Mặc kệ xảy ra chuyện gì thì y là chủ tịch tỉnh cũng không thể không để ý. Lão Kỳ, các anh làm gì vậy hả? Ninh Pháp và Tần Hạo Nghiên không phải chưa từng gặp mấy việc này. Yêu cầu cảnh sát lui ra, không có việc gì đâu. Không phải là dân chúng phản ánh vấn đề thôi sao? Các anh sợ bọn họ phản ánh việc gì không muốn ai biết hay là sợ bọn họ làm hại chúng tôi? Tôi thấy vấn đề đầu nhiều hơn. Giọng Ninh Pháp rất lạnh lùng làm Kỳ Dư Hồng đổ mồ hôi. Chủ tịch Ninh, như vậy không tốt mấy. Không có gì cả, tôi và chủ tịch Tần đứng ở đây nửa tiếng nghe dân chúng phản ánh vấn đề. Anh là bí thư thị ủy và lão Mạch cũng đứng nghe xem. Quyển 6, chương 34. Hai người Kỳ Dư Hồng và Mạch Gia Huy tức giận nhìn La Đại Hải và Triệu Quốc Đống. Nhưng thấy vẻ mặt khó chịu của Ninh Pháp và Tần Hạo Nghiên, hai người lại phải cúi đầu nói. Vậy cũng tốt, chủ tịch Ninh cùng chủ tịch Tần nếu cảm thấy như vậy thì hỏi ở đây. Chuyện tới nước này Triệu Quốc Đống lại thấy bình thường. Hắn một bên yêu cầu Trần Lôi ra lệnh cảnh sát lui xuống, ngăn cản người không liên quan tới hiện trường tránh hỗn loạn. Về phần khác hắn gọi điện cho đảng ủy khu phổ độ. Yêu cầu đảng ủy khu cùng lãnh đạo hai xã Lãng Sơn, Đãng Khê lập tức tới đây. Ninh Pháp và Tần Hạo Nghiên thực ra chỉ hỏi trong 10 phút đã hiểu rõ tình hình.
Ở đây chỉ có 7, 8 nhà đến từ hai xã Lãng Sơn, Đáng Khê. Nhà bọn họ nằm trong diện quy hoạch phải giải tỏa của khu du lịch Kỳ Lân Quan, núi Hốt Luân, nhưng tiền giải tỏa bị cắt một phần. Nguyên nhân rất đơn giản, nhà bọn họ mấy năm trước nợ tiền thuế nông nghiệp và phí thủy lợi. Thực ra hiện tượng này cũng không hiếm, xã Kỳ Lân cùng thị trấn Mã Thủ cũng gặp hiện tượng này. Nhưng Kỳ Lân và Mã Thủ làm công tác tốt, số lượng giải tỏa không nhiều. Nhà dân mặc dù cũng bực bội nhưng do cán bộ xã, thôn làm công tác tư tưởng nên không có vấn đề gì. Nhưng bên Lãng Sơn, Đáng Khê lại khác, có 10 nhà bị giải tỏa, có 7-8 nhà nợ tiền nhiều năm, gần như mỗi năm đều nợ. Nợ mới nợ cũ gộp lại, bây giờ có cơ hội nên hai xã Lãng Sơn, Đáng Khê sao có thể bỏ qua. Mặc dù huyện đã đưa văn bản không được vì nguyên nhân gì mà cắt giảm, nhưng xã không thèm để ý. Bọn họ thấy đây là cơ hội để thu nợ, vì thế mới cắt giảm. Điều này làm mấy nhà oán giận, nhất là thấy huyện có văn bản rõ ràng quy định không được cắt giảm tiền giải tỏa nên thái độ càng quá khích. Chẳng qua nếu không có người lộ thời gian lãnh đạo thị sát đoạn đường này thì bọn họ sao có thể tới Dia Ando dấu lớn OGC. Điều này có một phần phản ánh vấn đề tổ chức và tài chính của chính quyền cơ sở không tốt, không công khai, tham ô, hủ hóa. Nhìn lãnh đạo huyện, thị xã vây quanh hai người Ninh Pháp và Tần Hạo Nghiên, mấy người dân làm ầm lên, nói toàn mấy lời nghe đồn này kia. Nói rất nhiều đến độ thư ký của Ninh Pháp cũng viết mỏi tay. Ninh Pháp và Tần Hạo Nghiên sau khi biết tình hình thì rất tức giận. Chính quyền các cấp dính tới vấn đề liên quan tới nông dân, thuế má là đau đầu nhất. Bây giờ có cơ hội mà không tận dụng, không cắt giảm thì chính quyền địa phương cũng sẽ gặp khó khăn. Số tiền hàng năm thu được ít, chính quyền địa phương sẽ nghèo. Hai cấp tỉnh, thị xã mặc dù cũng hiểu vấn đề này nhưng theo bọn họ thấy đó không phải lý do. Nếu huyện đã gửi văn bản không cắt giảm mà xã vẫn dùng cách này đó là không chính thống. Mà chính quyền huyện, thị xã lại nhắm mắt làm ngơ, phản ứng chậm thì trong đó cũng có vấn đề. Điều này càng làm Ninh Pháp tức giận. Hai người Kỳ Dư Hồng và Mạch Gia Huy như ngồi trên than đỏ, nghe thấy mấy tên đại biểu không ngờ nói về tội ác của huyện, xã, bọn họ nói vấn đề sẽ do bên ủy ban kỷ luật điều tra, hoàn lại toàn bộ số tiền bị cắt giảm ra, bọn họ đúng là không biết nói gì. La Đại Hải và Triệu Quốc Đống chỉ còn có thể cúi đầu mà nghe. Lúc này lãnh đạo không cần anh giải thích, lãnh đạo phải tỏ vẻ thương dân, phải tỏ vẻ bảo vệ dân chúng. Nghĩ cũng đúng. Bình thường bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện ở huyện thì không ai sánh kịp, nhưng gặp lãnh đạo cấp trên mà tức thì đúng là phải cúi đầu mà chịu mắng. Dân chúng cuối cùng đã được khuyên đi, Ninh Pháp yêu cầu thị xã Ninh Lăng và Hoa Lâm nhất định phải tra rõ vấn đề và có biện pháp giải quyết. Các vị lãnh đạo lúc này làm gì còn tâm trạng khảo sát, lập tức quay về. Mọi người nói ý kiến của mình xem, trước khi chủ tịch Ninh đi đã nói rõ với tôi trong vòng một tháng muốn nghe báo cáo về việc này. Muốn xem dân chúng hai xã của huyện Hoa Lâm phản ánh vấn đề là thật không? Trong quan trọng xây dựng khu du lịch có tồn tại vấn đề hy sinh và tổn hại lợi ích nhân dân không? Chính quyền huyện Hoa Lâm có tùy tiện bán tài sản quốc gia không? Trong đó có ai được lợi riêng không? Chính quyền địa phương có tồn tại vấn đề khi giải tỏa không? Có hành vi thương tổn lợi ích nhân dân không? Cùng với việc giải quyết vấn đề, tôi nghĩ nhất định phải điều tra cụ thể, rõ ràng. Kỳ Dư Hồng xa sầm mặt nói. Đây không phải là một sự kiện dân chúng phản ánh vấn đề bình thường, nó là một sự kiện chính trị, tạo ảnh hưởng rất xấu. Hôm nay tôi nhận được điện của mấy lãnh đạo các thành phố, thị xã khác gọi tới nói lần này thị xã Ninh Lăng chúng ta đúng là mất mặt với chủ tịch Ninh. Ha ha, lần này Ninh Lăng chúng ta đã nổi tiếng khắp tỉnh rồi. Kỳ Dư Hồng càng nghĩ càng tức, chủ tịch Ninh cùng chủ tịch Tần có ấn tượng tốt bên Tây Hà coi như mất hoàn toàn. Ai cũng nói tác phong làm việc của chủ tịch Ninh khác chủ tịch Tô Giác Hoa trước đây. Chủ tịch Tô không dễ tức giận, mà chủ tịch Ninh lúc ở Ando có tác phong mạnh mẽ, cứng rắn. Vừa đi lên đã lật tung thành phố Ando, bây giờ Ninh Lăng bị chủ tịch Ninh mất hứng thì sau này muốn cứu vãn là rất khó. Bí thư Kỳ, chuyện đã xảy ra, Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy đã nói với tôi là chủ tịch Ninh thông báo Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy phái tổ công tác tới điều tra mấy vấn đề dân chúng Hoa Lâm phản ánh. Yêu cầu Ủy ban Kỷ luật thị xã chúng ta tích cực phối hợp. Bí thư có chỉ thị gì không? Mục Cương thấy Mạch Gia Huy mặt mày xa sầm ngồi đó, Tương Uẩn Hoa chỉ hút thuốc không nói gì, y đành phải nói. Chuyện này huyện ủy, chính quyền huyện Hoa Lâm có trách nhiệm. Nguyên nhân là do vấn đề bồi thường giải phóng mặt bằng và bán tài nguyên của khu du lịch Hoa Lâm. Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy nếu tới, Ủy ban Kỷ luật thị ủy phải tích cực phối hợp, phải tra xét toàn diện.
Kỳ Dư Hồng cố làm mình bình tĩnh. Chúng ta phải tính tới lãnh đạo chủ yếu của huyện ủy, chính quyền huyện Hoa Lâm, như vậy thuận tiện cho ủy ban kỷ luật triển khai công việc. Tôi đồng ý với Bí Thư Kỳ. Đây là chuyện ảnh hưởng rất xấu tới hình tượng của Ninh Lăng chúng ta, có thể nói chúng ta làm nhiều công việc nữa cũng khó có thể bù đắp. Hoa Lâm để dân chúng chặn đường kiện cáo có hậu quả rất nghiêm trọng. Chủ tịch Ninh mới nhận chức, không hiểu về tình hình Ninh Lăng, nhưng chuyện này sẽ làm Chủ tịch Ninh có ấn tượng rất sâu, thậm chí ảnh hưởng tới cái nhìn của các lãnh đạo tỉnh khác đi về Ninh Lăng. Tôi cảm thấy thị ủy, ủy ban nhân dân thị xã cần phải nhanh chóng giảm thiểu ảnh hưởng, tranh thủ trong vòng một tháng có câu trả lời thuyết phục làm Chủ tịch Ninh hài lòng. Kỳ Dư Hồng vừa tỏ vẻ điều chỉnh bộ máy Hoa Lâm, Mạch Gia Huy tung chiêu chính là gián tiếp tỏ thái độ. Tương Uẩn Hoa đang thầm suy nghĩ nếu mình không lên tiếng thì sự nghiệp chính trị của La Đại Hải và Triệu Quốc Đống coi như xong. Bí Thư Kỳ, tôi nói một chút. Tương Uẩn Hoa nhấp một ngụm trà rồi thản nhiên nói. Quyển 6, chương 35. Sự kiện ở Hoa Lâm rất ác liệt, Bí Thư Dư Hồng nói đúng, đây không đơn giản là việc dân chúng chặn đường kiện cáo. Xảy ra vào lúc quan trọng như vậy, mặc kệ phản ánh vấn đề gì, vấn đề có thật hay không, ai có trách nhiệm thì cũng là sự kiện chính trị. Tương Uẩn Hoa đầu tiên là giúp Kỳ Dư Hồng xác định chuyện này, nếu không được Kỳ Dư Hồng chấp nhận thì chuyện này sẽ mất khống chế. Nhất là thái độ của Mục Cương khá mơ hồ. Nông dân chặn đường phản ánh tình hình vi phạm pháp luật của chính quyền cơ sở, chuyện này nghe ra đúng là đáng sợ. Tôi thấy mấy vấn đề khá rộng, cái gì mà khu du lịch chiếm đất phi pháp, chính quyền chặn tiền giải tỏa, phi pháp cắt tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân. Nói tóm lại chính là chính quyền xã, thôn ăn chặn tiền của bọn họ. Chính quyền xã, thôn đã vi phạm quy định của chính quyền huyện, tạo thành chuyện ảnh hưởng lớn như vậy, tin tức huyện bế tắc, phản ứng chậm chạp, tạo hậu quả nghiêm trọng. Điều này nói rõ bộ máy lãnh đạo huyện Hoa Lâm có trách nhiệm không thể tránh khỏi. Nhưng theo tôi nếu phản ánh nhiều vấn đề như vậy, chúng ta muốn gặp Chủ tịch Ninh mà báo cáo thì cần phải điều tra rõ ràng. Phòng hội nghị rất yên tĩnh, mọi người đang cân nhắc ý trong lời nói của Tương Uẩn Hoa. La Đại Hải có quan hệ tốt với Tương Uẩn Hoa. Bên phía Triệu Quốc Đống thì không thấy vấn đề gì. Nhưng có thể nhảy phiếu như vậy, ai chẳng biết trong đó có vấn đề. Tương Uẩn Hoa định làm gì? Vừa rồi đồng chí Mục Cương đã nói đến tổ công tác của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy, tôi cảm thấy đây là chuyện tốt. Để tỉnh điều tra, Ninh Lăng chúng ta phối hợp, trên tỉnh cảm thấy có vấn đề ở đâu thì điều tra ở đó. Điều tra rõ ràng vấn đề phản ánh là thật thì xử lý, không là thật cũng cần có kết luận rõ ràng. Thông qua Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy để báo cáo với Chủ tịch Ninh. Như vậy sẽ để Chủ tịch Ninh có ấn tượng khách quan. Thấy Kỳ Dư Hồng nhíu mày có vẻ không đồng tình với quan điểm của mình, Tương Uẩn Hoa tiến thêm bước nữa. Chúng ta không thể vì việc này mà phủ định thành tích công tác của bộ máy lãnh đạo huyện Hoa Lâm. Trên thực tế chúng ta cũng thấy năm nay kinh tế Hoa Lâm phát triển, hơn nữa khu du lịch Kỳ Lân Quan, núi Hốt Luân cũng được lãnh đạo tỉnh ủng hộ. Không thể vì một chút vấn đề mà hoàn toàn phủ định. Ngoài ra tôi có một câu hỏi, mặc dù tôi không phải người phụ trách an toàn nhưng lịch trình của Chủ tịch Ninh không lộ ra ngoài, đi thị sát quốc lộ Bồng Hoa chỉ có những người chúng ta mới biết. Mà người chặn đường đến từ hai xã thuộc khu phổ độ không bao giờ đi qua. Bí thư Dư Hồng có thể không rõ nhưng tôi từ Hoa Lâm đi ra nên biết hai xã đó ở phía đông Hoa Lâm, cách xa quốc lộ Tân Hoa cùng quốc lộ Bồng Hoa. Bọn họ sao lại biết Chủ tịch Ninh sẽ đi quan quốc lộ Bồng Hoa, hơn nữa chọn thời gian chính xác như vậy. Xe cảnh sát tuần tra cũng không phát hiện. Hơn nữa bọn họ không lựa chọn lúc làm lễ thông xe, lại chọn đoạn ở thị trấn Hà Khẩu không ai chú ý là sao? Mấy vấn đề này cần chúng ta suy nghĩ. Lão Tương, anh có ý gì? Kỳ Dư Hồng nghiêm túc nói. Tôi nghi ngờ có người xuất phát từ lợi ích cá nhân mà gây chuyện này để đạt mục đích nào đó. Tương Uẩn Hoa rất bình tĩnh nói. Đương nhiên việc này không có chứng cứ, chỉ là suy đoán của tôi. Tốt nhất là đợi tổ công tác có kết luận. Kỳ Dư Hồng nhíu mày. Mấy vấn đề Tương Uẩn Hoa đưa ra rất chính xác. Trên thực tế y cũng nghi ngờ vấn đề này, chẳng qua do tức giận nên không nghĩ nhiều. Lúc này nghe Tương Uẩn Hoa nói như vậy, nhất là nghe Tương Uẩn Hoa nói người chặn đường ở xa khu vực Hà Khẩu, từ nơi khác tới thì càng đáng nghi. Lão Tương, chuyện này gây ảnh hưởng lớn như vậy, chúng ta bây giờ thảo luận là xử lý trách nhiệm của lãnh đạo huyện Hoa Lâm, mà không phải thảo luận ai lộ tin. Dù là nguyên nhân gì thì Hoa Lâm cũng không đảm bảo ổn định, không nắm giữ tin tức, hơn nữa vấn đề phản ánh cũng tồn tại, đây là trách nhiệm của huyện ủy, ủy ban huyện Hoa Lâm. Về phần khác không quan trọng. Mạch Gia Huy nói, thị trưởng Mạch, điều này mà không liên quan sao?
dù muốn xử lý người cũng phải làm người ta tâm phục khẩu phục chứ. Tương Uẩn Hoa lập tức phản kích lại ngay. Mạch Gia Huy đã mơ hồ bị Kỳ Dư Hồng chèn ép, ưu thế của Kỳ Dư Hồng càng lúc càng rõ ràng. Ở tình hình này Tương Uẩn Hoa mà chống đối với Mạch Gia Huy và Kỳ Dư Hồng thì y càng vui mừng. Lão Tương, nếu là Đại Hải và Triệu Quốc Đống còn tại vị thì chỉ sợ khó triển khai công việc cho Ủy ban Kỷ luật Tỉnh ủy và Thị ủy, càng có thể không đạt hiệu quả rõ ràng. Mạch Gia Huy cũng lạnh lùng nói. Anh và tôi đều đã từng ở cơ sở. Bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện là quan phụ mẫu, nếu hai người bọn họ đều ở đó thì rất khó điều tra. Thị trưởng Mạch, lời này của anh tôi không hiểu. Chẳng lẽ là Đại Hải và Triệu Quốc Đống không phải cán bộ đảng viên, chỉ vì việc hai xã cắt tiền giải tỏa để trừ nợ là sẽ xử lý bọn họ. Đây không phải là chịu trách nhiệm mà là cầu thả. Tương Uẩn Hoa bực bội nói, y nở nụ cười lạnh. Người quen thuộc biết đây là dấu hiệu Tương Uẩn Hoa đang rất tức giận. Ngoài ra còn một vấn đề khác nữa là mấy vấn đề phản ánh có thật không? Có chứng chứ chứng minh hai người là Đại Hải và Triệu Quốc Đống ký kết với công ty du lịch có hành vi hủ bại, tham ô. Bây giờ ngay cả tòa án phá án đều yêu cầu chứng cứ rõ ràng. Là Đại Hải và Triệu Quốc Đống là cán bộ lãnh đạo của đảng và quốc gia, chẳng lẽ nói chúng ta không tin bọn họ chút nào sao? Lão Tương, không nên hành động theo tình cảm. Mọi người đều biết anh từ Hoa Lâm ra, trân trọng cán bộ Hoa Lâm thì tôi có thể hiểu. Nhưng xảy ra chuyện này, chúng ta là cán bộ đảng viên nhất định phải bỏ qua tình thân, đứng ở góc độ chính trị mà đối đãi vấn đề. Chủ tịch Ninh đang chờ kết quả điều tra của chúng ta. Nếu như chúng ta xử lý nhẹ thì lúc ấy không phải là bảo vệ cán bộ mà là hại bọn họ. Thị trưởng Mạch, xin mời tôn trọng tính giác ngộ chính trị của tôi. Tương Uẩn Hoa tôi không vì tình cảm cá nhân mà quên kỷ luật đảng, pháp luật quốc gia. Tôi chỉ nhắc mọi người ngồi đây bồi dưỡng một cán bộ không dễ. Bây giờ Hoa Lâm không dễ thay đổi tình hình, không dễ tốt đẹp như bây giờ. Tương Uẩn Hoa lạnh lùng nói. Kỳ Dư Hồng đang suy nghĩ thật nhanh lời Tương Uẩn Hoa nói. Không thể nghi ngờ Tương Uẩn Hoa không đồng ý việc xử lý hai người La Đại Hải, Triệu Quốc Đống. Y nói có lý, trừ vấn đề cắt tiền giải tỏa, mấy vấn đề khác không có chứng cứ. Như vậy đã xử lý hai người kia là cầu thả. Nhưng Mạch Gia Huy nói có lý. Cả bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện đều còn ở đó. Tổ công tác đi xuống có thể được cán bộ địa phương phối hợp không? Nhưng nếu chúng ta cứ như vậy không hỏi thì sau này tổ công tác điều tra ra vấn đề gì, hoặc là gặp khó khăn gì đó ở Hoa Lâm, một khi phản ánh vấn đề lên tỉnh, thị ủy sẽ có trách nhiệm. Mạch Gia Huy cố làm mình hòa hoãn hơn chút, y không muốn trở mặt thành thù với Tương Uẩn Hoa. Nếu đến nước đó rồi Tương Uẩn Hoa hợp sức với Kỳ Dư Hồng thì y càng khổ hơn. Tương Uẩn Hoa còn định nói nhưng thấy Kỳ Dư Hồng nhíu mày nên thôi. Kỳ Dư Hồng nhìn quanh, các thường vụ khác người hút thuốc, người uống trà, đều ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ. Chẳng qua không ai muốn nói, chuyện không liên quan bọn họ không cần tham gia là tốt nhất. Tương Uẩn Hoa và Mạch Gia Huy có thái độ khác nhau. Kỳ Dư Hồng mới đầu còn nghiêng về Mạch Gia Huy, bây giờ có vẻ khác, vì thế các thường vụ cứ ngậm miệng là tốt hơn cả. Quyển 6, chương 36. Bí thư Kỳ, tôi cảm thấy việc này nên xử lý cẩn thận. Mọi người đều giật mình nhìn người vừa lên tiếng là trưởng ban thư ký thị ủy Vưu Liên Hương. Thấy vẻ mặt mọi người khó hiểu nhìn mình, Vưu Liên Hương rất bình tĩnh và tự nhiên. So sánh với nữ thường vụ thị ủy khác là trưởng ban tuyên giáo Mao Bình, Vưu Liên Hương dù từ vẻ ngoài hay khí độ đều hơn. Ồ, trưởng ban thư ký Vưu nói ý kiến của mình xem. Kỳ Dư Hồng gật đầu, trưởng ban thư ký Vưu này đến từ Ninh Lăng, mọi việc vẫn theo quy củ. Mặc dù không phải thân tín của y. Nhưng Kỳ Dư Hồng cảm thấy ở các vấn đề lớn thì về nguyên tắc Vưu Liên Hương vẫn đứng về phía y, tác phong làm việc cũng khiến Kỳ Dư Hồng hài lòng. Cho nên Kỳ Dư Hồng tự giác coi đối phương là người của mình. Chẳng qua hôm nay Vưu Liên Hương dẫn đầu lên tiếng làm Kỳ Dư Hồng có chút ngạc nhiên. Có vẻ vị trưởng ban thư ký Vưu này không phải người dễ dàng lên tiếng mà. Trên thế giới không có gì vô cớ cả, nhất định có nguyên nhân. Vưu Liên Hương nếu tỏ thái độ thì có lý của mình. Mạch Gia Huy trừng mắt nhìn Vưu Liên Hương, chẳng qua Vưu Liên Hương không thèm để ý. Chuyện này tôi cảm thấy không nghiêm trọng như chúng ta nghĩ. Tôi cũng đã hiểu một chút, tài liệu mà thư ký của Chủ tịch Ninh lưu cho chúng ta hầu hết chỉ là lời đồn. Đúng như Phó Bí Thư Tương vừa nói, ngoài việc chính quyền xã, thôn cắt tiền giải tỏa ra, mấy vấn đề khác không có giá trị thực tế. Ít nhất từ ngoài mặt là chúng ta có thể thấy nó không có bao ý nghĩa. Vưu Liên Hương nói hời hợt nhưng các vị thường vụ phải suy nghĩ.
trưởng ban thư ký Vưu này đến từ ủy ban kỷ luật An Đô, nghe nói được xưng là Thiết Nương Tử, đối với chuyện mà tố cáo gì đó thường hiểu rõ. Đương nhiên chuyện ở Hoa Lâm tạo thành ảnh hưởng chính trị, làm lãnh đạo tỉnh có ấn tượng không tốt với Ninh Lăng chúng ta. Tôi thấy điểm này mới là chủ yếu, chứ còn bản thân sự việc không có vấn đề gì. Nói cho cùng nó chỉ là dân chúng phản ánh vấn đề mà thôi. Tôi nghĩ chúng ta không nên nghĩ lãnh đạo cấp trên hẹp hòi như vậy, cũng không nhất định coi chuyện này phức tạp như vậy. Chúng ta có thể tạm thời có hành động cũng nhưng không cần làm quá lớn. Nếu như Ủy ban kỷ luật điều tra ra lãnh đạo huyện Hoa Lâm có vấn đề, chúng ta lập tức có hành động cũng không muộn. Đây là ý kiến của tôi. Vưu Liên Hương dựng đứng cờ đứng về phía Tương Uẩn Hoa làm mọi người phải trợn mắt há mồm. Ngay cả Tương Uẩn Hoa cũng có chút kinh ngạc, vị trưởng ban thư ký Vưu này bình thường vẫn thần bí, nhẫn nhịn, đến Ninh Lăng lâu như vậy mà trong hội nghị thường ủy vẫn luôn có lời nói và ý tưởng riêng, hầu hết đều theo ý Kỳ Dư Hồng. Nhưng hôm nay Kỳ Dư Hồng chưa tỏ thái độ mà. Kỳ Dư Hồng cũng có chút khó hiểu, đây là hội nghị khẩn cấp, y chưa kịp trao đổi với người của mình. Nhưng từ lời lúc trước của y cũng có thể lộ ra thái độ, thậm chí Mạch Gia Huy cũng đòi xử lý mạnh. Y đang suy nghĩ thì Tương Uẩn Hoa phản đối, bây giờ vị trưởng ban thư ký Vưu lại phản đối ý khiến cục diện khá hỗn độn. Nghiêm trị hay là xử lý êm thấm, trợ ủy ban kỷ luật điều tra xong rồi xử lý, cái nào mới thích hợp hơn? Vưu Liên Hương cảm thấy Kỳ Dư Hồng đã thay đổi thái độ, nếu như nói thái độ quỷ dị của Mạch Gia Huy làm Kỳ Dư Hồng cảm thấy vấn đề không đơn giản. Như vậy Tương Uẩn Hoa nói rõ vấn đề, cô tham gia sẽ khiến Kỳ Dư Hồng cảm thấy vấn đề rất phức tạp. Thị ủy chúng ta nên có thái độ của mình, Chủ tịch Ninh thì tôi cũng hiểu một chút, không phải người tìm xương trong trứng gà. Ngài coi trọng bản thân sự việc chứ không phải hình thức. Nếu như huyện ủy, ủy ban huyện Hoa Lâm có vấn đề, như vậy thị ủy chúng ta sẽ nghiêm túc xử lý. Nếu không có vấn đề gì lớn, chỉ là việc dân chúng chặn đường phản ánh vấn đề, như vậy cũng cần có câu trả lời thuyết phục với Chủ tịch Ninh. Tôi nghĩ đây mới là điều quan trọng nhất. Vưu Liên Hương nói như vậy làm Kỳ Dư Hồng hơi động tâm. Trước đây y tiếp xúc không nhiều với Ninh Pháp, ngoài việc biết có chỗ dựa mạnh, tác phong cứng rắn ra thì chịu. Nhưng Vưu Liên Hương thì khác, cô ở An Đô nhiều năm, mặc dù làm ở ủy ban kỷ luật nhưng dù sao cũng ở ngay An Đô nên biết tác phong làm việc của Ninh Pháp. Vưu Liên Hương nói như vậy làm Kỳ Dư Hồng phải cân nhắc. Đừng có vuốt mông ngựa lại thành vó ngựa, như vậy thì xong rồi. Thái độ Kỳ Dư Hồng thay đổi làm mọi người chú ý. Lão Mục, anh thấy sao? Thấy các thường vụ muốn nói lại thôi, Kỳ Dư Hồng trực tiếp hỏi Mục Cương. Tôi cảm thấy ý kiến của Bí Thư Tương cùng trưởng ban thư ký Vưu có lý, nhưng ý kiến của thị trưởng Mạch cũng có lý. Thấy Kỳ Dư Hồng xa sầm mặt, Mục Cương nói thêm. Nhưng sợ rằng thị ủy không thể không đưa ra ý kiến xử lý sơ bộ, ít nhất về hình thức cũng nên có. Lãnh đạo chủ yếu của huyện ủy. Ủy ban huyện Hoa Lâm tạm thời động một chút. Tôi thấy đây là điểm tất nhiên. Ồ, tôi hiểu. Kỳ Dư Hồng nói. Hoa Lâm xuất hiện sự kiện chính trị như vậy nhất định cần có người chịu trách nhiệm. Nhưng trước khi điều tra rõ ràng, vì cho thấy thị ủy coi trọng, vì đảm bảo khi ủy ban kỷ luật tỉnh ủy, thị ủy đến Hoa Lâm điều tra không gặp vấn đề trở ngại, tôi đề nghị đồng chí Triệu Quốc Đống tạm thời tránh một chút. Công tác ủy ban huyện Hoa Lâm do đồng chí Tạo Uyên tạm thời phụ trách. Bên huyện ủy giữ nguyên, Mạch Huy, Uẩn Hoa, các vị thấy sao? Một hồi tranh đấu cứ như vậy chấm dứt, Tương Uẩn Hoa cũng biết đây là kết quả tốt nhất. Đúng như Vưu Liên Hương nói, bản thân câu chuyện không quan trọng, quan trọng là có câu trả lời với lãnh đạo tỉnh, như vậy cần tỏ thái độ một chút. Nếu không phải Vưu Liên Hương tỏ rõ thái độ thì Triệu Quốc Đống đã bị đình chỉ công tác chứ không phải tạm tránh như bây giờ. Tương Uẩn Hoa biết Kỳ Dư Hồng nói nhận được phản ánh là sao? Triệu Quốc Đống còn trẻ, làm việc không chú ý mấy. Ví dụ như đi xe Desert Print, Hoa Lâm nghèo như vậy, bí thư huyện ủy đi Santana, phó chủ tịch huyện đã đi xe 600, 700 ngàn, không nói ra lai lịch xe là sao. Còn có cả vấn đề tác phong, nhất là quan hệ nam nữ của Triệu Quốc Đống. Nữ nhân viên phục vụ trong nhà khách, còn có MC, phạm vi của đài truyền hình huyện. Còn cả việc thích mặc đồ sang trọng, mấy vấn đề này tuy nhỏ nhưng có người phóng đại là cả một vấn đề. Vẫn câu nói kia, vấn đề không phải bản thân của nó, chủ yếu do thái độ lãnh đạo. Chẳng lẽ Ninh Pháp và Tần Hạo Nghiên không biết khó khăn trong công tác cơ sở sao? Thị ủy nếu không có thái độ chẳng may Chủ tịch Ninh thấy thị ủy không coi trọng ý kiến của mình thì phiền phức. Cho nên thị ủy phải có động tác, giơ cao rồi xử lý như thế này đã là tốt rồi. Tương Uẩn Hoa thực ra có chút kinh ngạc vì thái độ của Vưu Liên Hương.
vị trưởng ban thư ký Vưu này thì y không quen, bình thường cũng ít nói chuyện. Hôm nay đột nhiên phối hợp với y, ha ha, xem ra Triệu Quốc Đống này có duyên với phụ nữ. Quyển 6, chương 37. Vưu Liên Hương nhanh chóng vào văn phòng, vừa vào cô liền gọi điện ra ngoài. Chủ nhiệm Hùng, vâng, vừa mới kết thúc hội nghị thường ủy, đã có kết quả tạm thời làm cậu ta tránh né, Triệu ủy ban kỷ luật tỉnh ủy có kết quả điều tra. Bí thư Kỳ rất chú trọng việc này, chủ yếu lo lắng cái nhìn của Chủ tịch Ninh. Sợ rằng bên phía Chủ tịch Ninh cần có người hóa giải. Giám đốc Thái, ồ, không, phải là Bộ trưởng Thái. Bộ trưởng mặc dù lên Bắc Kinh nhưng tôi nghĩ nên do Bộ trưởng Thái ra mặt nói chuyện giúp Quốc Đống mới được. Nếu không dù là ủy ban kỷ luật tỉnh ủy điều tra xong thì sợ bên thị ủy cũng không dễ dàng bỏ qua. Không phải đình chỉ mà để cậu ta tạm thời tránh né công việc. Bí thư Kỳ làm việc này khá thận trọng, còn không rõ dùng cách nào để tránh né. La Đại Hải tiếp tục phụ trách huyện ủy, điều này Bí thư Kỳ làm khá linh hoạt. Tôi thấy Mạch Gia Huy rất khó chịu, Quốc Đống cũng báo cáo với tôi nói có thể do vấn đề lợi ích của cầu Quế Khê. Chỉ là cậu ta hơi sơ suất, không ngờ đối phương lại cho một chiêu tàn nhẫn như vậy. Ha ha, chủ nhiệm, cho cậu ta một bài học cũng được, cho nhớ nếu không ngày sau không biết đến ai. Cậu ta nghĩ Hoa Lâm ở xa nên không ai trị được sao? Đúng, để cậu ta tránh né chắc mất 1-2 tháng. Vấn đề phản ánh không ít, nhưng chủ yếu là lời đồn. Phải xem tác phong và tiến độ của ủy ban kỷ luật tỉnh ủy của ngài. Chủ nhiệm, ngài có thể đốc thúc tiến độ tổ công tác của ủy ban kỷ luật tỉnh ủy mới được. Tôi thấy hiệu suất làm việc không cao. Nói chuyện một lúc, Vưu Liên Hương dập máy. Vưu Liên Hương lên tiếng trong hội nghị thường ủy đương nhiên là có nguyên nhân. Ngoài việc Hùng Chính Lâm nói với cô, Vưu Liên Hương cũng hiểu rõ quan hệ của mấy người Triệu Quốc Đống, Thái Chánh Dương và Hùng Chính Lâm. Hùng Chính Lâm mặc dù không thuộc hệ của Ninh Pháp, nhưng Thái Chánh Dương đúng là nhân viên của Ninh Hệ. Người ta đồn Thái Chánh Dương là tướng tài số 1 của Ninh Pháp. Triệu Quốc Đống có quan hệ mật thiết với Thái Chánh Dương đến như thế nào thì Vưu Liên Hương không rõ. Nhưng cô từ Hùng Chính Lâm hiểu mấy điều. Bốn người Thái, Liễu, Hùng, Lưu hàng năm tụ tập thì có thể nói người ngoài không thể tham gia. Nhưng Triệu Quốc Đống có thể tiến vào. Mà Triệu Quốc Đống từ phó bí thư đảng ủy một xã tại Giang Khẩu điều thẳng lên phòng cao tốc sở giao thông, đó nhất định là do Thái Chánh Dương làm ra. Chỉ cần Triệu Quốc Đống có việc, Thái Chánh Dương nhất định sẽ lên tiếng. Khi Vưu Liên Hương nói chuyện với Hùng Chính Lâm, Triệu Quốc Đống cũng đang gọi điện cho Thái Chánh Dương. Triệu Quốc Đống nói qua câu chuyện, trước đó hắn đã nói với Hùng Chính Lâm, hắn biết trong tỉnh bây giờ chỉ có thể Hùng Chính Lâm giúp được mình. Sau đó hắn cũng phân biệt báo cáo tình hình với Tương Uẩn Hoa và Vưu Liên Hương. Hai người kia sẽ giảm áp lực cho hắn trong hội nghị thường ủy. Chỉ tiếng chính ủy Tấn đã đi Quảng Châu. La Đại Hải cũng báo cáo với một vài lãnh đạo, Triệu Quốc Đống không hỏi y. Nhưng hắn đoán nhất định sẽ có Kỳ Dư Hồng và Mục Cương. Mặc dù Triệu Quốc Đống cho rằng mình không phạm sai lầm gì ở việc này nhưng hắn cũng biết việc dân chúng chặn đường phản ánh vấn đề sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Chính xác mà nói ảnh hưởng lớn nhất là làm lãnh đạo tỉnh có ấn tượng không tốt, làm mất hình ảnh của Ninh Lăng. Nếu không có chút xử lý thì Ninh Lăng sao ăn nói được. Hạng mục khu du lịch Kỳ Lân Quan, núi Hốt Luân là do hắn đưa vào, hắn bây giờ còn là chủ tịch huyện, cho nên mọi việc sẽ đổ vào đầu hắn. Chẳng qua Triệu Quốc Đống có thể khẳng định chuyện này nhất định có liên quan tới phương án Bắc tuyến kia. Về phần nó sẽ làm bao người bị tổn hại lợi ích thì khó nói. Chẳng qua là ai cũng không quan trọng. Quan trọng là đối phương đã thành công. Vẻ mặt lo lắng của La Đại Hải và Triệu Quốc Đống cũng ảnh hưởng tới hội nghị thường ủy khẩn cấp. Mặt Bàng Quân cũng tái mét lại. Xảy ra chuyện như vậy, nếu như nói bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện có trách nhiệm, y là bí thư đảng ủy công an huyện là người bị xử lý đầu tiên. Vẻ mặt Triệu Quốc Đống dần dần trở lại bình thường. Chuyện đã xảy ra thì còn có thể làm gì? Dũng cảm đối mặt là được, hơn nữa cũng đâu có đến mức rơi đầu chảy máu. Cùng lắm là cách chức hoặc đình chỉ công tác của mình mà thôi. Huống chi hắn cũng nghĩ chưa đến mức đó. Dù muốn ra tay với hắn cũng không phải không có cơ hội cứu vãn, còn nhiều người giúp hắn mà. Lùi một vạn bước thì dù bị cách chức có vấn đề gì chứ? Hắn mới 25, 26 tuổi, có thời gian là có cơ hội. Đây là một bài học đối với hắn, tuyệt đối không nên coi nhẹ thủ đoạn của đối phương. Vì lợi ích, vì bị ép tới đường cùng thì đối thủ có thể dùng bất cứ biện pháp gì. Được rồi, lần này là việc lớn đối với Hoa Lâm chúng ta. Thị xã rất tức giận, huyện ủy, ủy ban huyện Hoa Lâm chúng ta khó tránh khỏi trách nhiệm.
Bây giờ thì ủy đang tổ chức hội nghị thường vụ nghiên cứu vấn đề này. Bản thân tôi thì không vấn đề gì, nếu dân chúng phản ánh vấn đề, huyện ủy, ủy ban chúng ta cần kịp thời giải quyết. Xã, thôn bên dưới vi phạm quy định, như vậy cần phải sửa đổi, cần xử lý người thực hiện. Về phần làm mất mặt thị xã Ninh Lăng, như vậy thị xã xử lý như thế nào thì chúng ta xử lý như vậy. La Đại Hải lo lắng nhưng Triệu Quốc Đống lại rất bình tĩnh. Hai xã Lương Sơn, Đáng Khê có vấn đề thì mời bí thư vạn cử ủy ban kỷ luật phối hợp với thanh tra huyện, phòng nông nghiệp lập tổ công tác. Nếu tỉnh, thị xã không có hành động khác, như vậy bắt đầu từ ngày mai chúng ta sẽ điều tra. Một là điều tra xem có hiện tượng giảm tiêu chuẩn đền bù, có hiện tượng cắt giảm tiền giải tỏa hay không, xem việc giải tỏa bồi thường ở các địa phương khác có như vậy hay không. Về phần các vấn đề khác liên quan tới bản thân tôi thì tôi nghĩ trên tỉnh hoặc thị xã sẽ có tổ công tác tới. Bí thư La, tôi có mấy ý kiến đó. Ngoài ra Lão Bàng, Lão Trần, sao dân chúng hai xã kia biết được chính xác thời gian và đường đi của lãnh đạo tỉnh? Tôi thấy trong này có vấn đề. Hai anh, nhất là Lão Trần phải lập tức tổ chức lực lượng điều tra việc này. Tôi không cần biết các anh làm như thế nào, nhất định phải điều tra ra. Nếu quả thật bọn họ vô tình nghe tin thì thôi, nếu có người cố ý lộ tin gây chuyện thì nhất định phải nghiêm túc xử lý. Bí thư La, anh xem. Tôi cũng không nói nhiều. Xảy ra chuyện như vậy thì tôi rất đau lòng. Dù nói như thế nào thì chúng ta cũng không làm tốt công việc, nếu không đã xảy ra chuyện như vậy. Bên chính pháp, công an huyện sao trước đó không biết tin tức gì? La Đại Hải thở dài một tiếng. Dân chúng phản ánh vấn đề là quyền của bọn họ. Mặc dù bọn họ dùng phương án không thỏa đáng, gây ảnh hưởng xấu tới Hoa Lâm chúng ta, nhưng chủ yếu do chúng ta không làm tốt công việc. Điểm này tôi hy vọng các điều chỉnh ngồi đây hiểu rõ vấn đề. Về phần điều cuối cùng mà Chủ tịch Triệu nói ra, tôi yêu cầu bên chính pháp và cơ quan công an phải đưa ra câu trả lời thuyết phục. Tôi tin rằng nhiều như vậy dân chúng tới thì chẳng lẽ nói từ bọn họ không tìm được đầu mối nào sao? Đúng như Chủ tịch Triệu nói, không cần biết các anh dùng biện pháp gì, nhất định phải tra xét rõ ràng cho tôi. Hội nghị thường vụ kết thúc trong không khí nặng nề. Triệu Quốc Đống và La Đại Hải ngồi đối diện trong phòng La Đại Hải. Bây giờ hội nghị thường vụ thị ủy đã chưa kết thúc, kết quả xử lý chưa có. Bây giờ hai người bọn họ chỉ có thể ngồi chờ tin tức. Quyển 6, chương 38. Triệu Quốc Đống rất bình tĩnh, trên thực tế sau khi biết mình không thoát nạn, hắn lại yên tâm. Ngã một lần có gì chứ, nhất là hắn còn trẻ như vậy. Hắn mới 25, 26 đã thành chủ tịch huyện. Bị ngăn cản một chút cũng khiến tâm lý người ta thấy cân bằng. Kể cả vị bí thư huyện ủy La Đại Hải này. Tuổi là vàng, văn bằng không thể thiếu, câu này là rất quan trọng. Nhưng câu đầu tiên lại đi về hướng ngược so với suy nghĩ của mình. Tuổi trẻ trong mắt lãnh đạo, thậm chí người bình thường là không phù hợp làm lãnh đạo chủ yếu. Dù là năng lực giỏi nhưng kinh nghiệm công tác không đủ. Đường đi tới của hắn khá thuận lợi, nhất là sau khi tới Hoa Lâm. Đầu tiên là phó chủ tịch huyện. Sau đó là phó chủ tịch thường trực, sau đó là chủ tịch huyện chỉ mất vài tháng. Nói cách khác từ phó chủ tịch lên làm chủ tịch huyện thì hắn chỉ mất có gần năm, những người khác cả đời cũng không làm được như vậy. Rất nhiều người chắc cũng chỉ sợ ghen ghét mình lên như diều gặp gió, nên muốn chèn ép. Điện thoại di động của La Đại Hải vang lên, y nặng nề nghe điện mà nói. Vâng, tôi là La Đại Hải, tôi và chủ tịch Triệu đang ngồi nghe ngài thông báo. Gì à, tạm thời tránh né. Không phải là đình chỉ sao? Vậy tạm thời tránh né có ý gì? Bây giờ Hoa Lâm đang phát triển trong giai đoạn rất quan trọng, không thể không có chủ tịch Triệu. Tôi là bí thư huyện ủy nên gánh trách nhiệm mới phải. La Đại Hải rất lo lắng mà nói. Bí thư Mục, tôi biết tạm thời tránh né không phải là xử lý, nhưng chủ tịch Triệu rốt cuộc có vấn đề gì mà phải né tránh? Chỉ vì mấy người chặn trên đường hay vì nguyên nhân khác? Cả hai đều có, thị ủy nhận được một ít đơn tố cáo. Muốn cùng ủy ban kỷ luật tỉnh ủy cùng xuống điều tra sao? La Đại Hải không cam tâm mà nói. Đây không phải là quá khinh suất sao? Không biết có nghĩ đến sự phát triển của Hoa Lâm chúng tôi không? Bí thư Mục, tôi biết, nhưng huyện Hoa Lâm không thể không có chủ tịch Triệu. Hay là để tôi tạm thời né tránh, chủ tịch Triệu tiếp tục chủ trì công việc của huyện? La Đại Hải nói. Dù sao tôi cũng chỉ còn hơn năm, không vấn đề gì. Mục Cương ở đầu bên kia tất nhiên không chấp nhận điều này, ngược lại còn yêu cầu La Đại Hải phải gánh vác công việc, chủ trì công tác tổ chức của huyện. Về vấn đề của Triệu Quốc Đống thì ủy ban kỷ luật sẽ điều tra rõ ràng. Có chuyện đương nhiên sẽ xử lý, không
không có việc thì sẽ trả lại sự trong sạch cho Triệu Quốc Đống. Sau một phen nói chuyện, La Đại Hải cũng hiểu mình nói vậy là vô ích. Hội nghị thường vụ thị ủy đưa ra quyết định thì không phải Mục Cương có thể thay đổi. Y liền đổi giọng. Bí thư Mục, tôi hỏi thêm một câu. Triệu Quốc Đống tạm thời né tránh không biết để cậu ta làm gì, không phải là để cậu ta về nhà nghỉ ngơi chứ? La Đại Hải nói. Ừ, lão La, anh yên tâm, thị ủy nhất định sẽ có bố trí thích đáng nhất. Vừa có một sự giao phó đối với cấp trên, cũng phụ trách với đồng chí Triệu Quốc Đống. Mục Cương cũng còn không rõ Kỳ Dư Hồng định làm như thế nào. Bí thư Mục, tôi hy vọng thị ủy nên suy nghĩ vấn đề xảy ra, chuyện này cũng phải phân tích tình hình công việc của huyện Hoa Lâm chúng tôi, tránh cho bởi vì chuyện nhỏ này ảnh hưởng tới tính tích cực trong công việc của cán bộ Hoa Lâm. La Đại Hải nói. Mục Cương ở đầu bên kia cũng cười nói. Lão La, đảng viên lúc nào cũng nên lấy công việc làm trọng, tôi sao lại nghe anh nói với giọng điệu đó chứ nhỉ? Thị ủy nếu yêu cầu anh phụ trách, đó là tin tưởng anh. Để đồng chí Triệu Quốc Đống tạm thời né tránh là trân trọng đồng chí Triệu Quốc Đống. Điều tra kết thúc, tất cả không phải rõ ràng sao? Sáng là sáng, tối là tối, đen chẳng lẽ có thể nói thành trắng sao? Chẳng lẽ anh lo lắng về ủy ban kỷ luật như vậy sao? Bí thư Mục, không phải tôi lo lắng, tôi lo có người định làm đục nước thôi. La Đại Hải hừ một tiếng mà nói. Cho nên anh phải gánh vác công việc. Chuyện trong huyện anh phải quan tâm nhiều hơn, nhất là các việc liên quan tới dân chúng toàn huyện, phải chứng thực nhiều mặt, cố gắng được dân chúng ủng hộ và giải thích cho. Giọng Mục Cương khá hàm hồ nhưng rất nghiêm túc, điều này làm cho La Đại Hải cảm thấy việc kia ở Hoa Lâm thì lãnh đạo thị xã cũng đã biết. Thấy La Đại Hải bỏ máy xuống và ngồi đó suy nghĩ, Triệu Quốc Đống biết coi như đã có kết quả của mình. Tạm thời né tránh với lý do phối hợp điều tra rõ ràng, điều tra ra mình có vấn đề gì hay không. Đây là điều mà hắn đã suy đoán trước. Bí thư La, có tin gì không? Triệu Quốc Đống hỏi. Ồ, Quốc Đống, thị ủy muốn cậu tạm thời né tránh công việc. Ừ, là né tránh không phải đình chỉ, có lẽ là vì thuận tiện cho ủy ban kỷ luật. La Đại Hải thật ra rất tin tưởng Triệu Quốc Đống về vấn đề này. Tiền đồ của Triệu Quốc Đống rất xa, hơn nữa điều kiện kinh tế có vẻ cũng tốt, không thể phạm sai lầm về kinh tế. Về phần tác phong đều là vô căn cứ. Hắn chưa kết hôn, có quan hệ với phụ nữ là tự do của hắn. Bây giờ khác những năm 60, 70, yêu đương thoải mái. Chỉ cần anh không quan hệ với người có chồng rồi thì không ai quản được anh. Ồ, như vậy cũng tốt, để tôi tránh ra xem có vấn đề gì hay không. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Tôi cũng muốn nghỉ một thời gian, thuận tiện cũng suy nghĩ chuyện xảy ra trong thời gian qua. Bên ủy ban huyện do ai phụ trách? Tạm thời do Tào Uyên chủ trì công việc. La Đại Hải nói, Quốc Đống, bây giờ cũng không biết bên ủy ban kỷ luật điều tra ở huyện ta bao lâu, tôi cũng có chút lo lắng việc này sẽ ảnh hưởng tới công việc của huyện. Bí thư La cũng không nên quá lo lắng, lão Tào có năng lực, hơn nữa còn có lão Vi, lão Tân hỗ trợ. Bây giờ công việc của huyện đã đi vào quỹ đạo, theo tôi đoán thì năm nay công ty Đại Hoa, công ty Tam Điệp đã tới, bên Hà Khẩu thì mấy công ty nước ép hoa quả cũng coi như đã xác định. Tài chính năm nay của huyện ta ít nhất tăng lên 30% so với năm trước. Mà thu nhập của nông dân cũng tăng lên trên 300 tệ. Tôi lo nhất là vấn đề cầu Quế Khê. La Đại Hải thở dài một tiếng mà nói. Quốc Đống, cậu biết tại sao tôi mãi không tỏ thái độ ở vấn đề này không? Chuyện này liên quan quá nhiều người, sửa đổi phương án tạo thành ảnh hưởng lớn, tôi nghĩ cậu cũng mơ hồ biết. Bí thư La. Nói thật tôi cũng đoán được việc chặn đường là do liên quan tới phương án xây dựng cầu Quế Khê, muốn ném tôi đi để bọn họ thực hiện được phương án của mình. Ừ, chiêu này của bọn họ xem ra có tác dụng. Tôi bị đá sang bên, lão Tào cũng chủ trương phương án Bắc Tuyến, xem ra phương án Bắc Tuyến chính là cơ hội duy nhất của bọn họ. Quốc Đống, sao cậu lại phải khổ như vậy? Cầu Quế Khê trong phương án Bắc Tuyến nối liền khu nội thành mới và cũ, phía Bắc mặc dù xa một chút nhưng có thể đẩy mạnh khu vực phía Bắc phát triển. Cậu sao phải làm bọn họ oán giận như vậy? La Đại Hải thở dài một tiếng. Bí thư La, tôi chẳng lẽ không biết giả vờ làm người tốt sao? Một người của công ty Mạn Thụy đã đưa tôi 50.000 nhưng tôi đã yêu cầu cầm về. Nếu không tôi đã trực tiếp giao cho ủy ban kỷ luật. Triệu Quốc Đống hừ một tiếng. Cũng có lãnh đạo hoặc sáng hoặc tối nhắc nhở tôi, khiến một nơi phát triển cần có trình tự, là có ý gì? Không phải muốn tôi suy nghĩ đến phương án Bắc Tuyến sao? Nhưng bí thư La, nếu tôi chỉ ở đây để quá độ, tôi sẽ mắt nhắm mắt mở mà thôi.
Nhưng tôi ở Hoa Lâm hơn năm, tôi có tình cảm với Hoa Lâm, tôi không muốn trơ mắt nhìn cơ hội đó mất đi. Lựa chọn phương án kia mặc dù giải tỏa nhiều, phí bồi thường cao, nhưng giá đất ở đó tăng rất nhiều. Hơn nữa còn giải quyết được hệ thống giao thông phía đông, hoàn cảnh địa lý tốt đẹp, có lợi cho quy hoạch huyện thành Hoa Lâm chúng ta sau này. Mà lựa chọn phương án bắc tuyến này thì xây dựng kém xa, sau này chính quyền nếu muốn một lần nữa đẩy mạnh phía đông thì cần nhiều thời gian, tâm trí và tài chính. Đây là được không bằng mất đối với huyện Hoa Lâm, cho nên tôi không thể nhân nhượng, mặc dù bây giờ bọn họ đá tôi đi thì tôi cũng không hối hận. Cho nên tôi có một điều xin bí thư La trong việc này phải kiên trì nguyên tắc. Bên Đại hội đại biểu nhân dân và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân cũng ý thức được vấn đề này. Chúng ta không nên vì lợi ích một vài người mà chậm trễ sự phát triển của Hoa Lâm sau này, đây là phạm tội với cả Hoa Lâm. Triệu Quốc Đống nói như vậy làm La Đại Hải rất rung động. Y không ngờ Triệu Quốc Đống lại có trí tuệ và gan dạ như vậy, có thể vứt bỏ lợi ích cá nhân mà lựa chọn khó khăn như vậy. So sánh thì y còn kém đối phương. Quốc Đống, cái khác tôi không nói, tôi tin cậu. Trong thời gian cậu không có ở đây, huyện ủy sẽ giám sát công việc bên ủy ban, kiên trì chuyện quan trọng nhất định phải thông qua hội nghị thường ủy, tất cả lấy lợi ích huyện Hoa Lâm làm trọng. Quyển 6, chương 39. Phó Bí thư Thị ủy Tương Uẩn Hoa thay mặt Thị ủy đến tham gia hội nghị liên tịch của huyện ủy, ủy ban huyện Hoa Lâm. Đáng lẽ do Mục Cương tham gia, nhưng sau khi Tương Uẩn Hoa và Kỳ Dư Hồng nói chuyện, Kỳ Dư Hồng cuối cùng đồng ý với ý kiến của Tương Uẩn Hoa. Tương Uẩn Hoa tới tham gia. Trong hội nghị, Tương Uẩn Hoa tuyên bố Triệu Quốc Đống tham gia lớp tập huấn cán bộ lãnh đạo trẻ dành cho khu vực khó khăn do trường đảng tỉnh tổ chức trong 2 tháng. Trong thời gian Triệu Quốc Đống đi học, Phó Chủ tịch Thường trực huyện Tảo Uyên sẽ chủ trì công việc của Ủy ban huyện Hoa Lâm. Sau khi hội nghị kết thúc, Tương Uẩn Hoa nói chuyện với ba người La Đại Hải, Triệu Quốc Đống cùng Tảo Uyên. Nội dung không ai biết, chẳng qua từ vẻ mặt của ba người, La Đại Hải lo lắng, Triệu Quốc Đống bình tĩnh. Tào Uyên thận trọng làm mấy vị lãnh đạo huyện kia cũng nhìn ra vấn đề. Lớp tập huấn lần này ở trường đảng tỉnh do Chủ tịch tỉnh Ninh Pháp đề cập trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy, yêu cầu kết hợp với chính sách của quốc gia về việc thoát nghèo cho khu vực khó khăn, trường đảng tỉnh nên tiến hành tập huấn cho lãnh đạo chủ yếu của các huyện khó khăn, tăng cường tầm nhìn của bọn họ, kiên định tin tưởng phát triển, xúc tiến cho kinh tế tỉnh An Nguyên phát triển. Đề nghị này được Bí thư tỉnh ủy Quý Thành Công ủng hộ. Cho nên Phó Bí thư tỉnh ủy Hiệu trưởng trường đảng tỉnh, Dương Thiên Minh nhanh chóng yêu cầu trường đảng tỉnh lập tức đưa ra kế hoạch tập huấn, cũng yêu cầu 13 thành phố, thị xã trong tỉnh báo cáo danh sách tập huấn, trọng điểm là bí thư hoặc chủ tịch huyện các huyện nghèo. Lớp thứ nhất có 30 người, Ninh Lăng được chia 4 suất. Vốn do chủ tịch quận Đông Hà, Quảng Thiên Cao tham gia, nhưng sau đó thị ủy quyết định đổi sang Triệu Quốc Đống. Chẳng qua người có tin tức nhanh nhạy thì biết sao thị ủy tạm thời điều chỉnh. Ủy ban kỷ luật tỉnh ủy và thị ủy cùng tới Hoa Lâm điều tra về sự kiện chặn đường phản ánh vấn đề ngày 30 tháng 4 của dân chúng. Điều Triệu Quốc Đống đi để thuận tiện điều tra. Đến trường đảng học có 3 ý đồ, một là trước khi đề bạt, lãnh đạo để mắt tới anh thì anh được đi học. Một loại khác là điều anh đi, lấy vị trí cho người khác. Còn một điều đó là cấp trên muốn điều tra anh, muốn anh rời đi để triển khai công việc. Triệu Quốc Đống ở tình hình này càng giống với vế thứ 3. Trong lúc nhất thời có đủ loại tin đồn, có nói Triệu Quốc Đống ăn 300.000 từ quốc lộ Tân Hoa cùng quốc lộ Bồng Hoa, có nói Triệu Quốc Đống ăn tiền trong khu du lịch Kỳ Lân Quan, núi Hốt Luân, có nói Triệu Quốc Đống quan hệ nam nữ lăng nhăng. Bản thân Triệu Quốc Đống lại rất bình tĩnh giống như không có chuyện gì xảy ra vậy. Sau khi Tương Uẩn Hoa tuyên bố quyết định, Triệu Quốc Đống và Tào Uyên nói chuyện một chút. Trước mặt Triệu Quốc Đống, Tào Uyên tỏ vẻ khá nhũn nhặn nhưng Triệu Quốc Đống có thể cảm nhận đối phương đang rất vui sướng. Đối với Tào Uyên mà nói thì 2 tháng này không dài cũng không ngắn. Nếu như nói Triệu Quốc Đống ngã xuống thì y có thể chính thức lên chức. Chủ tịch Triệu, lớp tập huấn lần này đúng là kịp lúc, vừa lúc điều ngài ra khỏi ủy ban. Thị xã đúng là phí công sức. Quế Toàn Hữu rất bình tĩnh. Sau khi thấy Triệu Quốc Đống thản nhiên như vậy, Quế Toàn Hữu vốn lo lắng liền yên tâm hơn. Người khác gặp chuyện này đã loạn lên, nhưng Triệu Quốc Đống lại bố trí một cách cụ thể. Mặc dù là trước khi thị ủy xuống tuyên bố, Triệu Quốc Đống vẫn xử lý mọi việc một cách hợp lý. Lão Quế, đừng có than thở như vậy, lớp tập huấn này được lãnh đạo tỉnh ủy rất coi trọng, đây là cơ hội tốt để tăng tố chất cho cán bộ lãnh đạo chúng ta. Nghe nói trường đảng tỉnh còn mời các giáo sư nổi tiếng của Đại học Nhân dân Trung Quốc, Đại học Bắc Sư đến dạy. Tôi thật ra có chút chờ mong,
làm cho chủ tịch Quảng mất chỗ đúng là làm tôi áy náy. Triệu Quốc Đống nhìn qua như không để ý nhưng Quế Toàn Hữu không tin đối phương không suy nghĩ. Thấy Quế Toàn Hữu muốn nói lại thôi, Triệu Quốc Đống cười nói. Anh đừng có vẻ lo lắng như vậy chứ, điều cần tới thì sẽ tới mà. Tôi cũng coi như có thêm bài học là được mà. Chẳng lẽ anh cảm thấy tôi không qua cửa này sao? Hay là anh không tin tôi, cảm thấy tôi làm gì đó không dám cho người ta biết? Ha ha, Chủ tịch Triệu, điểm này thì tôi rất yên tâm. Ngài nếu mà cần tiền thì đã ở phòng cao tốc sở giao thông rồi, việc gì phải xuống đây? Kiếm tiền ở đó dễ hơn huyện nghèo Hoa Lâm này nhiều. Ngài sao phải khổ như vậy? Tôi chỉ lo có người nhân cơ hội gây chuyện làm ảnh hưởng tới việc lớn của ngài. Quế Toàn Hữu lắc đầu nói. Ồ, đúng là lão Quế hiểu rõ lo lắng của tôi. Hai tháng không dài cũng không ngắn, hạng mục cầu Quế Khê đã lập, mặc dù không phải kết quả chúng tê ơ măng muốn nhưng chỉ cần nắm chặt quyền này thì 2-3 tháng đẩy ra cũng không phải không thể. Tôi đã nhờ Bí Thư La nếu hạ quyết tâm ngăn cản thì Tào Uyên có bản lĩnh như thế nào cũng không thể làm được. Chỉ sợ Bí Thư La do dự hoặc lãnh đạo cấp trên gây áp lực. Tôi cũng lo như vậy. Chuyện lớn như vậy nhất định đưa ra hội nghị thường ủy, nhưng ngài đi thì hội nghị thường ủy sẽ nghiêng về một bên. Dù Bí Thư La muốn ngăn nhưng có Tào Uyên, Miêu Nguyệt Hoa dẫn đầu, Hà Lương Tài trong khoảng thời gian này hình như cũng đi lại gần với Hướng Viễn Sơn. Hôm trước tôi vừa thấy Miêu Nguyệt Hoa đi cùng Giản Hồng, có vẻ rất thân mật. Còn cả Bí Thư Vạn và Bí Thư Lỗ chưa tỏ thái độ. Ngoài trưởng ban địch ra thì không ai còn kiên quyết ủng hộ Bí Thư La. Quế Toàn Hữu suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Tôi dám khẳng định ngài vừa đi, Tào Uyên và Miêu Nguyệt Hoa nhất định sẽ lập tức lấy đủ lý do thúc đẩy hạng mục xây dựng cầu Quế Khê. Một khi đã khởi công thì dù ngài về cũng không thể thay đổi. Triệu Quốc Đống cũng suy nghĩ việc này. La Đại Hải dù sao cũng là bí thư huyện ủy, Lỗ Đạt mặc dù có chút xa lánh với hắn, nhưng y lại không có qua lại gì với Tào Uyên, La Đại Hải nói thì chắc y sẽ nghe. Về phần Giản Hồng và Hà Lương Tài thì khác, nhất là Hà Lương Tài có quan hệ mật thiết với Hướng Viễn Sơn. Nếu bị kéo vào cũng khó nói. Anh cảm thấy bọn họ có thể thông qua hội nghị thường ủy. Triệu Quốc Đống hừ lạnh một tiếng. Tôi thấy thái độ của Bí Thư Vạn rất khó hiểu. Nếu ở góc độ Bí Thư La thì khác, không dễ tỏ thái độ còn được. Nhưng với tính cách của Bí Thư Vạn thì phải tỏ rõ thái độ mới đúng, sao mãi không tỏ thái độ. Quế Toàn Hữu nhíu mày nói. Nếu Bí Thư Vạn có vấn đề thì dù Bí Thư La tỏ thái độ cũng khó nói. Vạn Chiêu Dương. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Y chẳng lẽ cũng dính vào đó, hoặc là lãnh đạo nào đó nói chuyện với y. Tất cả đều có khả năng. Chủ tịch Triệu, tôi thật ra cảm thấy ngài nên nói chuyện với Bí Thư Bàng. Quế Toàn Hữu nói. Anh nói Bàng Quân, y sao cơ? Triệu Quốc Đống ngẩn ra và lập tức hiểu được. Áp lực của Bàng Quân bây giờ rất lớn, chiêu của đối phương đã kéo y vào. Nếu ngài vì chuyện chặn đường mà có vấn đề, vậy Bàng Quân càng có vấn đề hơn nữa. Quế Toàn Hữu suy nghĩ một chút rồi nói. Y không có quan hệ gì với cầu Quế Khê. Lúc quyết định phương án này thì y mới từ chức bí thư đảng ủy khu Tân Bình điều lên chưa lâu, chưa đến lượt y chỉ trỏ. Triệu Quốc Đống gật đầu, lần này đối thủ nhằm vào mình cũng kéo cả Bàng Quân vào. Bàng Quân đang rất lo lắng, chuyện này không làm tốt thì chức bí thư đảng ủy công an huyện cầu Bàng Quân cũng mất. Ha ha, thú vị. Có lẽ Bàng Quân đang chờ tôi đưa cành ô liu ra phải không? Triệu Quốc Đống cười cười mà nhìn Quế Toàn Hữu. Ha ha, Chủ tịch Triệu đúng là nói cái đã đúng vấn đề. Chiều nay Lão Du gọi cho tôi nói Bí Thư Bàng muốn bày tiệc tiễn ngài. Quế Toàn Hữu cười nói. Tôi đã đồng ý thay ngài. Quyển 6, chương 40. Triệu Quốc Đống cuối cùng đã đi, hắn gần như không nói với bất cứ ai. Hắn dọn một chút quần áo là đi. Điều này làm Mã Bản Quý và Tiêu Mẫu Đan không quen, bọn họ vẫn nghĩ Triệu Quốc Đống còn ở nơi này. Nếu có thời gian rảnh rỗi thì Triệu Quốc Đống sao có thể bỏ qua. Còn mấy ngày nữa mới khai giảng, Triệu Quốc Đống cũng không ở lại Hoa Lâm làm gì. Không chừng có người đã muốn làm việc, mình ở lại không phải khiến người khác khó chịu sao. Bây giờ thông tin phát triển, điện thoại di động đã trở nên phổ biến, bất cứ lúc nào, ở đâu muốn liên lạc cũng dễ. Triệu Quốc Đống không lo gì. Hắn cũng vui vì có thời gian rảnh. Tiến vào trụ sở của nước suối Thương Lãng, Triệu Quốc Đống liền thấy một không khí tươi mát. Căn nhà 3 tầng nhìn từ xa như đấu trường La Mã, một căn nhà có đường kính trên 70 mét nằm trong khu đất trên 5 mẫu. Xung quanh có dòng nước chảy, bãi cỏ xanh mướt,
Hôm nay mặc dù rất nắng nhưng có những cành cây cao vút che phủ nên khá mát mẻ. Mấy vị khách đang ngồi bên dưới tán cây mà uống trà hoặc cà phê. Đây là điều Triệu Quốc Đống nghĩ tới từ trước, chẳng qua nhìn kiến trúc trước mặt làm hắn phải thở dài một tiếng. Quá đẹp, mặc dù chỉ là căn nhà 3 tầng nhưng giá trị của nó không kém gì căn nhà 12 tầng. Bố trí bên trong không quan trọng, Triệu Quốc Đống cần chính là làm khách vừa tới đã thấy rung động, làm khách cả đời khó quên. Bức tường sơn màu cà phê trông rực rỡ dưới ánh mặt trời. Ngọn quốc kỳ trước tòa nhà bay trong gió cùng lá cờ hai màu là do Triệu Quốc Đống tham khảo phong trách của trụ sở Liên Hợp Quốc. Nửa đằng trước là trung tâm văn hóa của công ty, Triệu Quốc Đống không nhịn được đi tới đó. Trường Xuyên xem ra còn làm tốt hơn hắn nghĩ. Tại trung tâm văn hóa có những bức ảnh từ lúc công ty chọn địa điểm ở huyện Thương Lãng, đến khi xây dựng nhà máy và đi vào sản xuất, đến khi sản xuất ra bình nước đầu tiên, đến bình nước thứ 10 triệu, mỗi một điều đều được lưu lại thành lịch sử văn hóa của công ty. Mà trong đó luôn thấy hình ảnh của công nhân, nhân viên quản lý và nhân viên kỹ thuật của công ty. Mà các điểm tiêu thụ cũng xuất hiện trong nhiều bức ảnh, làm người ta thấy sự lớn mạnh của công ty. Triệu Quốc Đống mất gần 10 phút mới rời khỏi trung tâm văn hóa. Tầng thứ 2 là nơi dành cho các phòng ban nghiệp vụ của công ty kinh doanh nước suối Thương Lãng. Vào nước suối Thương Lãng không khó, chỉ cần anh tìm phòng ban nào đó thì có thể hỏi bảo vệ là được. Nhưng anh lên tầng 2 thì không dễ. Bảo vệ phải đăng ký cho anh nếu muốn gặp ai thì cần gọi điện liên lạc, trừ khi anh đi cùng nhân viên quản lý của công ty. Triệu Quốc Đống kiên nhẫn đợi bảo vệ đăng ký. Bảo vệ mặc dù có chút không tin Triệu Quốc Đống tới gặp Tổng Giám đốc nhưng vẫn gọi điện báo cáo. Triệu Quốc Đống chú ý thấy không ít nhân viên công ty đến cầu thang đón khách, sau đó cùng lên lầu. Chỉ có mình hắn đứng ở dưới lầu đợi, điều này làm Triệu Quốc Đống rất hài lòng. Coi khách là thượng đế là tôn chỉ kinh doanh của công ty sản xuất. Anh có thể coi khách hoặc người tới liên lạc là khách quý, như vậy bọn họ sẽ thấy mình được tôn trọng. Anh, sao anh lại tới đây mà không báo trước vậy? Trường Xuyên gần như vậy vội vàng chạy xuống cầu thang. Nếu như không phải muốn giữ hình tượng với nhân viên công ty hoặc khách thì y đã nhảy vụt xuống rồi. Có cần không, chú bận việc, anh rảnh rỗi đến xem một chút mà thôi. Có cần kinh ngạc như vậy không? Triệu Quốc Đống cười nói. Mấy người đi theo phía sau Trường Xuyên có lẽ là nhân vật quan trọng của công ty. Hai nam, hai nữ, tuổi trên dưới 30, bọn họ nhìn Triệu Quốc Đống với vẻ tò mò. Anh, chúng ta lên thôi. Trường Xuyên cũng biết đứng đây gặp mặt là không thích hợp. Triệu Quốc Đống gật đầu, Trường Xuyên và mấy người kia liền xoay người đi lên. Vào văn phòng Trường Xuyên, Triệu Quốc Đống nhìn quanh thì thấy nó khá đơn giản, không có vật thừa thãi. Ngoài bàn làm việc thì có một bộ sofa, bên cạnh có phòng lớn hơn dùng để tiếp khách, mấy chậu cây xanh. Anh, em giới thiệu một chút. Trường Xuyên nhìn Triệu Quốc Đống thấy không có gì lạ liền nói. Đây là giám đốc kinh doanh Khuất Bình, giám đốc tài chính Mễ Linh, giám đốc sản xuất Hạ Tử Lan, tránh văn phòng công ty Lữ Yến. Mọi người chắc cũng biết đây là anh của tôi, Triệu Quốc Đống. Bốn người kia đều nhìn Triệu Quốc Đống. Nói thật bốn người vào công ty đã được một thời gian, trên cơ bản đều vào công ty trước và sau khi nước suối Thương Lãng quảng cáo trên CCTV. Một công ty tư nhân không có tên tuổi mà dám bỏ nhiều tiền như vậy để quảng cáo, điều này làm người trong ngành rất rung động. Giám đốc sản xuất Hạ Tử Lan và giám đốc tài chính Mễ Linh tới hơi sớm. Khi nước suối Thương Lãng bắt đầu nổi tiếng ở tỉnh An Nguyên thì bọn họ liền vào công ty. Hạ Tử Lan vốn là người phụ trách phòng kiểm tra chất lượng một công ty kinh doanh nước suối khác, sau đó xin vào nước suối Thương Lãng, rất nhanh thể hiện năng lực của mình, vẫn giúp Lưu Thành. Nói thật Lưu Thành học từ người này khá nhiều. Lưu Thành có thể rời khỏi nước suối Thương Lãng cũng là cảm thấy mình cản đường Hạ Tử Lan. Mễ Linh là người mà Trường Xuyên kéo ra từ một công ty tài chính. Trong một lần Trường Xuyên ngẫu nhiên nghe nói người này quản lý tài chính rất tốt, hơn nữa thiết diện vô tư, trong công ty kia không hợp lãnh đạo nên bị đẩy sang bờ. Vì thế Trường Xuyên kéo sang. Triệu Quốc Đống vẫn nhắc Trường Xuyên chế độ tài chính của công ty cần quản lý thật chặt, phải chấp nhận được sự kiểm tra. Công ty trong thời gian ngắn phát triển mạnh như vậy, nhưng mục tiêu là niêm yết trên thị trường chứng khoán. Mục tiêu lâu dài là thành công ty đứng đầu trong ngành sản xuất này của Trung Quốc, chống được các công ty quốc tế cạnh tranh. Vì thế người quản lý tài chính cần phải khôn khéo, nghiêm khắc mà đáng tin. Chồng Mễ Linh là người trong Quốc Đống, nhà cô mặc dù ở An Đô nhưng thời gian về đó không nhiều, cho nên cô tới Tân Châu cũng không ảnh hưởng bao nhiêu. Khuất Bình đến công ty khi nước suối Thương Lãng quảng cáo trên CCTV.
Trước đó y là nhân viên kinh doanh nòng cốt của một công ty thực phẩm nổi tiếng Trung Quốc. Sau khi tới nước suối Thương Lãng liền được cả Trường Xuyên và Đức Sơn đánh giá cao, tự nhiên thành người của Đức Sơn. Đức Sơn bây giờ đang liên lạc để mở thị trường mới, còn phát triển thị trường còn lại giao cho Khuất Bình. Ngay cả Đức Sơn cũng phải thừa nhận nếu không có Khuất Bình thì thị trường mới dù có mở ra cũng không được củng cố như bây giờ. Chánh văn phòng Lữ Yến có lẽ là sinh viên mới tốt nghiệp không lâu, vào công ty sớm hơn Khuất Bình vài ngày. Trường Xuyên rất coi trọng hiệu suất làm việc của cô. Cô gần như thành thân tín của Trường Xuyên, vì thế có người hiểu lầm có phải Lữ Yến là người yêu của Trường Xuyên hay không. Trên thực tế Lữ Yến còn hơn Trường Xuyên vài tuổi, thậm chí lớn hơn Triệu Quốc Đống một tuổi. Chẳng qua mặt cô tròn như búp bê nên trông khá trẻ. Ngay khi Triệu Quốc Đống cố gắng ghi nhớ khuôn mặt mấy nhân viên nòng cốt của công ty, mấy người kia cũng thầm quan sát Triệu Quốc Đống. Mặc dù Triệu Quốc Đống gần như không xuất hiện trong công ty, nhưng bốn người không ai không biết tầm quan trọng của Triệu Quốc Đống đối với công ty. Trường Xuyên không hề che giấu sự sùng bái với Triệu Quốc Đống. Khi Trường Xuyên nói chuyện với bốn người đã nói công ty này gần như do Triệu Quốc Đống lợi dụng thời gian rảnh rỗi dựng lên rồi đá cho Trường Xuyên và Đức Sơn. Cuối cùng dưới sự chỉ đạo về phương hướng của Triệu Quốc Đống khiến nó biến thành công ty khổng lồ như bây giờ. Thậm chí ngay cả trụ sở công ty cũng do Triệu Quốc Đống đưa ra ý tưởng thiết kế. Mà người như vậy trong mắt bốn người thì nhất định là thiên tài trong giới kinh doanh, vậy mà không vào kinh doanh, lại vào quan trường. Điều này làm mọi người rất khó hiểu. Theo bọn họ hiểu về công ty thì tài sản của công ty đã trên 100 triệu, theo tốc độ này thì không thể đoán trước nó sẽ ra sao. Vậy mà đối phương không có hứng thú với công ty làm bọn họ có chút tò mò. Quyển 6, chương 41.42. Ấn tượng đầu tiên mà Triệu Quốc Đống dành cho mấy người chính là rất trầm ổn, lạnh nhạt. Mặc dù chỉ là ấn tượng đầu tiên nhưng làm mấy người có chút thất vọng. Chẳng qua theo cuộc nói chuyện khiến bốn người thấy Triệu Quốc Đống có chỗ hơn người, ánh mắt nhìn Triệu Quốc Đống từ tôn kính sang kính phục. Triệu Quốc Đống nói từ ưu khuyết điểm của các công ty tư nhân gia tộc truyền thống tới phát huy hiệu ứng quảng cáo, đến các sản phẩm bổ dưỡng sức khỏe sẽ suy sụp, từ chế độ tài chính của công ty hiện đại đến hệ thống tài chính trong suốt quốc tế, điều này làm bốn người kia nhìn Triệu Quốc Đống với ánh mắt khác. Bọn họ vẫn nghĩ Triệu Quốc Đống chẳng qua chỉ có ý tưởng mà thôi, hoặc có ánh mắt chiến lược một chút, nhưng không ngờ Triệu Quốc Đống lại hiểu sâu về kinh doanh như vậy. Mặc dù cũng chỉ là bề ngoài nhưng cũng khiến bốn người kính phục. Nhất là khi Triệu Quốc Đống nói về việc mục tiêu của nước suối Thương Lãng chính là lên thị trường chứng khoán Hong Kong, mấy người kia rất hưng phấn. Bảo sao công ty lại yêu cầu nghiêm khắc về báo cáo tài chính như vậy, thậm chí vượt qua nhiều công ty nổi tiếng Trung Quốc. Thì ra mục tiêu của nước suối Thương Lãng chính là Hong Kong mà không phải niêm yết ở Thượng Hải hoặc là Thâm Quyến. Triệu Quốc Đống cũng biết Trường Xuyên mang mấy người này tới gặp hắn, như vậy có nghĩa mấy người này là nhân viên đáng tin cậy của nước suối Thương Lãng. Bốn người này thực ra không biết nên gọi Triệu Quốc Đống như thế nào. Trường Xuyên thì bọn họ thường xuyên gọi là Tổng Giám Đốc Xuyên, Đức Sơn bình thường cũng gọi là Tổng Giám Đốc Sơn. Nhưng Triệu Quốc Đống mặc dù là người lập công ty nhưng lại không phải người trong công ty. Nếu gọi là Quốc Đống ca thì tuổi không hợp, gọi Triệu Tiên Sinh thì hơi xa cách, gọi Quốc Đống thì hơi quá. Cuối cùng Khuất Bình chọn cách gọi là Quốc Đống Tiên Sinh, gọi tắt là Đống Tiên Sinh. Đống Tiên Sinh tốt nghiệp đại học nào vậy? Trường Xuyên bình thường không nói quá nhiều về chi tiết của Triệu Quốc Đống. Cho nên mấy vị kia không rõ tình hình của Triệu Quốc Đống. Chẳng qua thấy Triệu Quốc Đống am hiểu sâu về kinh doanh, tài chính như vậy, mấy người đều muốn biết hắn tốt nghiệp trong gì. Trường Xuyên bình thường nói chuyện thì đều nói nuối tiếc duy nhất là không thể vào đại học. Mặc dù bây giờ y cũng học lớp tại chức quản lý kinh tế chuyên nghiệp ở Đại học An Nguyên. Ồ, trường cảnh sát An Nguyên. Triệu Quốc Đống nói ra làm mấy người kia trợn tròn mắt. Cảnh sát, có quá không vậy, một người tốt nghiệp trường cảnh sát mà lại hiểu nhiều như vậy về sự phát triển của công ty, kinh tế. Thậm chí còn hơn cả nhân viên chuyên nghiệp. Đống Tiên Sinh bây giờ đang trong ngành cảnh sát sao? Hạ Tử Lan không nhịn được mà nói, y tốt nghiệp trường học viện quản lý công nghiệp An Nguyên, lớn hơn Triệu Quốc Đống vài tuổi nên không nghĩ ra được Triệu Quốc Đống thuộc ngành khác mà lại sáng tạo ra công ty lớn như vậy. Không, tôi đổi sang làm bên chính quyền rồi. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói, không cần nhìn tôi với ánh mắt đó, ngành nghề không chứng minh được gì cả. Ha ha, Đống Tiên Sinh có thể từ ngành cảnh sát mà mở được một công ty như thế này là không dễ. Khuất Bình lắc đầu nói, nước suối Thương Lãng ban đầu là ý tưởng của tôi, nhưng thao tác chính thì tôi không tham gia, đều là Trường Xuyên và Đức Sơn thực hiện.
tôi không có tác dụng mấy. Triệu Quốc Đống cười nói. Nhưng nghe Tổng Giám Đốc Xuyên cùng Tổng Giám Đốc Sơn nói lần ấy quảng cáo trên CCTV chính là đánh bạc, đây là do Đống tiên sinh quyết định. Khuất Bình là giám đốc kinh doanh nên hiểu rõ sức hấp dẫn của nước suối Thương Lãng khi chiếu trên CCTV. Nghe nói đoạn quảng cáo đó được bầu làm một trong 10 quảng cáo kinh điển đứng đầu trong năm. Mà nhờ việc quảng cáo đó khiến cho công ty kinh doanh nước suối Thương Lãng tạo thành sức ảnh hưởng lớn. Trường Xuyên đã nói với ý tưởng quảng cáo là do ông anh mình đưa ra. Ồ, so sánh với mấy công ty rượu thì quảng cáo của nước suối Thương Lãng không đáng gì mà. Triệu Quốc Đống nhìn đối phương, vị giám đốc kinh doanh này đúng là có tài, hơn nữa có cách quản lý tốt. Ở vấn đề tiêu thụ được coi là kỳ tài, dù là mở thị trường mới hay là cung cấp hàng, thu hồi tiền đều làm rất tốt. Nhưng bên rượu không giống nước suối chúng ta. Khuất Bình còn định nói gì nhưng Triệu Quốc Đống đã cười nói. Anh Khuất, đó đã là chuyện quá khứ, tôi chẳng qua chỉ đưa ra quyết định mà thôi. Công ty muốn phát triển không thể chỉ dựa vào một quảng cáo là mãi mãi đứng vững không suy sụp. Ý nghĩ dùng truyền thông thay thế tất cả là quá ngây thơ. Thị trường sẽ dùng máu để dạy cho bọn họ biết làm như thế nào để đi vào trái tim người tiêu dùng, tạo thương hiệu của công ty và sản phẩm là chân lý không bao giờ thay đổi. Triệu Quốc Đống nói làm Khuất Bình chấn động. Lời nói của hắn bao hàm ý nghĩa sâu sắc, chỉ là trong lúc nhất thời y không thể hiểu hết. Cuộc nói chuyện tầm 2 tiếng thoáng cái qua đi, Triệu Quốc Đống và 4 người nói chuyện khá hòa hợp. Sao anh? Chờ mấy người đi, Trường Xuyên không nhịn được mà nói. Ừ, Khuất Bình có tài, mặc dù hơi kiêu ngạo một chút nhưng làm bên ngành tiêu thụ thì phải có khí chất này. Y là nhân tài ngoại giao trời sinh, Mễ Linh kia cũng được, rất chuyên nghiệp, tính cách cẩn thận mà không thiếu phần linh hoạt. Tuổi và điều kiện gia đình phù hợp. Chồng làm bên quân đội sẽ đảm bảo không sai lầm về tài chính. Hạ Tử Lan cũng được, nói chuyện hơi kém nhưng thích hợp phụ trách bên sản xuất. Lư Yến khá khéo léo, thông minh, Trường Xuyên chú đừng có ý tiến thêm bước nữa với cô ấy đó chứ. Đâu có việc đó. Nghe Triệu Quốc Đống khen, Trường Xuyên vui mừng ra mặt. Nhưng câu cuối cùng của hắn làm Trường Xuyên dở khóc dở cười. Lư Yến còn hơn tuổi anh. Người ta sớm có bạn trai là phi công, sắp kết hôn rồi. Ha ha, xem ra mấy thân tín của chú đều là tinh anh. Trường Xuyên, ánh mắt của chú rất được, chọn nhân vật đều có bản lĩnh. Nếu như trung thành với công ty thì tốt. Triệu Quốc Đống cười nói. Vâng, em chính là muốn bàn với anh. Em dự định dùng cách chia cổ phần như anh nói mà khích lệ bọn họ. Bây giờ công ty không ràng buộc quy tắc nhất định phải có cổ phần. Khuất Bình. Mễ Linh thì em dự định cho bọn họ 0,5% cổ phần. Hạ Tử Lan và Giám đốc Nhân sự Hình Tử Thọ thì cho 0,3% cổ phần. Lữ Yến thì em định cho 0,2% cổ phần. Quản lý ở trụ sở Thương Lãng, Đông Bắc và Hoa Đông em định cho 0,1%. Hàng năm căn cứ tình hình kinh doanh của công ty mà chia cổ tức. Ừ, chú suy nghĩ như vậy là rất tốt. Trước khi công ty lên thị trường chứng khoán thì dùng cách tặng, mua sắm. Cố gắng làm cho nhân viên quản lý cao tầng của công ty nắm giữ cổ phần nhất định. Như vậy sẽ tăng được sự ngưng tụ của công ty, nhưng phải chú ý việc ký hợp đồng, yêu cầu bọn họ trong vòng một số năm không được bán ra. Nếu cần thì phải sớm thông báo. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Anh đề nghị chú tham khảo chế độ quản lý kinh doanh của các công ty Mỹ, có nhiều điểm đáng tham khảo. Làm như thế nào để tăng tính tích cực, sáng tạo của nhân viên quản lý, đồng thời đảm bảo công ty phát triển ổn định. Trong này có nhiều điều cần học. Em biết, em cũng đang cố gắng, thứ học được là rất ít. Em lúc này mới cảm nhận được tầm quan trọng của tri thức, không học không được. Thấy ông anh mình đi ra sau bàn làm việc mở mấy quyển sách ra, Trường Xuyên nói. Triệu Quốc Đống thấy có không ít sách về kinh doanh, quản lý công ty. Trường Xuyên, chú đừng đặt lịch cho mình quá chặt, học và làm việc rất quan trọng nhưng phải có điều độ, phải kết hợp với giải trí. Triệu Quốc Đống thầm than Trường Xuyên bây giờ đã khác trước. Đến vị trí này sẽ tạo ra áp lực lớn khiến Trường Xuyên không thể không cầu tiến. Anh, em cũng không có sở thích gì nhiều, rảnh rỗi thì ngồi đọc sách coi như nghỉ ngơi. Trường Xuyên gật đầu nói. Hai anh em lại nói chuyện về việc xây dựng trụ sở ở Hoa Đông. Trụ sở Đông Bắc đã xây dựng xong, Trường Xuyên và Khuất Bình, Hạ Tử Lan cũng mới từ Cát Lâm về. Trụ sở Đông Bắc có quy mô khá lớn. Bởi vì sản lượng nước ở đây khá lớn, chất lượng nước tốt, công ty đã tăng mức đầu tư lên gấp đôi, thời gian đầu đã vượt trên 50 triệu, xây dựng 2 dây chuyền sản xuất khổng lồ, 1 dây chuyền sản xuất nước suối chua làm chính,
một bên là nước khoáng, sản lượng cao nhất có thể đạt được một ngày 1 triệu 6 bình để cung cấp cho khu vực Đông Bắc và Hoa Bắc. Trường Xuyên rất tham vọng, y muốn trong năm 96 nước suối Thương Lãng sẽ quét ngang thị trường này, cho nên sản phẩm phải đảm bảo. Trụ sở Hoa Đông tương đương với bên huyện Thương Lãng, tốc độ chậm một chút, có lẽ tháng 5 sẽ xong, sản lượng cao nhất đạt được 1 triệu bình, cung cấp cho Thượng Hải, Giang Tô, An Huy, Giang Tây. Việc quảng cáo ở các tỉnh Đông Bắc, Hoa Bắc, Hoa Đông đã bắt đầu diễn ra. Nước suối Thương Lãng tiến vào khiến mấy công ty kinh doanh nước suối bản địa kêu than. Nước Sơn cũng dẫn theo một đám người bay khắp mấy tỉnh, chủ yếu là phối hợp với bên giám sát thị trường và chính quyền địa phương, đảm bảo đánh một trận thành công. Nước Sơn bây giờ đã phụ trách chính việc này. Người đi theo đều là đám thanh niên nam nữ, uống rượu giỏi, nam oai phong, nữ xinh đẹp, giỏi nói chuyện. Ngay cả Đức Sơn cũng cảm thấy mình đã là người thành công. Ngoài các chai nước loại nhỏ, Trường Xuyên cũng bắt đầu khởi động các bình nước lớn, đầu tiên đánh ở An Nguyên, Trùng Khánh, Tứ Xuyên. Mặc dù quy mô không lớn nhưng cũng làm cho Triệu Quốc Đống than thở nhạy bén kinh doanh của Trường Xuyên. Trường Xuyên, ngoài ngành nước tiếp tục phát triển, chú có định đầu tư sang ngành khác không? Triệu Quốc Đống dựa vào ghế rồi nói. Em có tính tới nhưng cảm thấy bây giờ chưa phải lúc. Thị trường nước suối còn tiềm lực lớn, nhất là bình nước lớn đang bây giờ mở ra, một vài công ty đã bắt đầu chú ý tới điểm này. Nước suối Thương Lãng chúng ta không thể đi sau người, cho nên bây giờ em chưa tính tới ngành khác. Bây giờ các nơi vì thu hút đầu tư nên đưa ra điều kiện ưu đãi, đây là cơ hội tốt để phát triển. Năm nay em định tranh thủ nước suối Thương Lãng đột phá 600 triệu, lãi ròng đạt 180 triệu. Có chắc không? Triệu Quốc Đống có chút tò mò nói. Chắc không vấn đề gì, trụ sở Đông Bắc đã bắt đầu sản xuất, sản lượng là 1 triệu bình một ngày, có lẽ sang tháng 6 sẽ đạt mức cao nhất. Trụ sở Hoa Đông đúng kỳ hạn hoàn thành thì cũng có thể tăng thêm. Năm nay bình nước cũng bắt đầu đẩy mạnh, hoàn toàn có thể đạt tới mục tiêu. Điều này chưa tính tới lợi nhuận công ty mật ong Thương Lãng của Lưu Thành. Trường Xuyên có chút đắc ý mà nói. Lãi 180 triệu, tài chính cả năm của Hoa Lâm chỉ có 30, 40 triệu. Sao chênh lệch nhiều như vậy? Triệu Quốc Đống than thở. Đường đường một huyện lớn mà chỉ thu nhập bằng 1/4 của công ty, sao chênh nhiều như vậy? Anh, ngành nước suối chúng ta kém mấy thứ bổ dưỡng nhiều. Công ty Tam Chu năm trước đạt được 2 tỷ, lợi nhuận có thể tính tới. Làm mấy đồ bổ dưỡng có cái nào dưới 2 tỷ, còn cả Phi Long cũng không kém bao mà. Còn công ty Tác Bạch còn dám đập 60 triệu vào CCTV, lợi nhuận sẽ là bao nhiêu? Trường Xuyên lắc đầu nói. Thật không ngờ được quảng cáo trên CCTV lại có uy lực lớn như vậy, làm bao người điên cuồng dồn tiền vào. Trường Xuyên, chú phải nhớ công ty phát triển đến mức nhất định thì phải học cách tự hỏi, lúc nào cũng phải nghĩ công ty phát triển có quá xa không, có thực tế không, căn cơ của công ty phải chắc chắn thì mới có thể đứng vững trong gió bão, điểm này có nhiều kinh nghiệm trên thị trường. Trường Xuyên, nước suối Thương Lãng chúng ta phải luôn lo lắng mấy điều đó. Chỉ như vậy thì chú mới chính thức là người dẫn dắt công ty không ngừng lớn mạnh. Triệu Quốc Đống nói như vậy làm Trường Xuyên vốn có chút đắc ý phải giật mình. Khi ba trụ sở kia hoàn thành, hình ảnh của nước suối Thương Lãng đang không ngừng tăng lên. Chất lượng nước ở Trường Bạch Sơn nổi tiếng khắp nước, sản lượng đủ để thâu tóm cả thị trường Đông Bắc, Hoa Bắc, thêm cả trụ sở ở Hoa Đông cùng trụ sở chính thì cũng có thể thành công ty bậc trung trong ngành. Đối với một thanh niên mới 24 tuổi mà nói thành tựu như vậy mà không thấy mình trên cao mới là không bình thường. Nhưng một công ty thành công thì phải tránh điều này, cho nên Triệu Quốc Đống cần nhắc nhở Trường Xuyên. Triệu Quốc Đống sau đó trực tiếp về An Đô. Cao tốc An Quế đã tiến vào giai đoạn khá nhanh, điều này làm Triệu Quốc Đống nghĩ đến công ty Thiên Phu. Dương Thiên Bồi đã đi Quý Châu, cao tốc An Kiềm cũng đã được đưa vào quy hoạch của tỉnh nhưng chưa lập hạng mục. Chẳng qua bên Quý Châu đã bắt đầu chuẩn bị khởi công. Dương Thiên Bồi không biết thông qua quan hệ gì mà liên lạc được bên Quý Châu, chuẩn bị làm ở Quý Châu. Trong ấn tượng của Triệu Quốc Đống thì đường cao tốc bên Quý Châu có không ít. Giấc mơ khá lặt nhặt khiến hắn không thể nhớ nổi chi tiết. Vì thế ngoài việc nhắc Dương Thiên Bồi tuyệt đối cẩn thận ra, hắn cũng nhắc Dương Thiên Bồi phải sạch sẽ về tài chính, đừng quá đáng. Nếu hắn nhớ không lầm thì xây dựng đường cao tốc ở Quý Châu về sau sẽ có nhiều vấn đề. Công ty Thiên Phu sau khi thâu tóm công ty xây dựng số 9 càng thêm lớn mạnh. Dương Thiên Bồi chưa thỏa mãn ở tỉnh An Nguyên, y muốn công ty Thiên Phu thành quái vật trong ngành xây dựng. Như vậy ngoài việc phát triển ở thành phố An Đô ra thì cũng bắt đầu đưa tay sang tỉnh bên.
Mà bây giờ tỉnh An Nguyên chỉ có hai đường cao tốc từ trước, công ty Thiên Phu không thể tham gia, cho nên Dương Thiên Bồi liền nhìn sang các tỉnh lân cận. Triệu Quốc Đống không biết Dương Thiên Bồi làm cách nào mở được thị trường ở Quý Châu, nhưng Dương Thiên Bồi nói cho hắn biết thị trường Quý Châu rất rộng, hơn nữa không hạn chế công ty từ ngoài tiến vào, đương nhiên không hạn chế là có điều kiện. Nước suối Thương Lãng và công ty Thiên Phu phát triển rất nhanh làm Triệu Quốc Đống cảm thấy mình trong quan trường là quá kém. Một chủ tịch huyện nghe thì oai nhưng suy nghĩ đến thu tài chính của Hoa Lâm không bằng 1/4 lãi ròng của nước suối Thương Lãng, điều này làm Triệu Quốc Đống cảm thấy bị đả kích mạnh. Mà công ty Thiên Phu cũng có quy mô càng lúc càng lớn. Theo Dương Thiên Bồi dự đoán năm 95 công ty Thiên Phu có giá trị trên 100 triệu, lãi trên 20 triệu. Năm 96, giá trị tài sản là 300 triệu, lợi nhuận trên 40 triệu. Triệu Quốc Đống cảm thấy kế hoạch này không có gì quá. Chỉ cần công ty Thiên Phu tiến vào thị trường bất động sản như hắn nghĩ, việc xây dựng chuyển dần sang bất động sản làm chính thì trong 2-3 năm vượt qua 1 tỷ cũng không quá. Triệu Quốc Đống nghĩ đến bên thương trường và quan trường mà phải lắc đầu. Sắp khai giảng rồi, không biết lớp này sẽ làm con đường của hắn nhanh hơn hay là một nơi chôn vùi sự nghiệp chính trị của hắn. Quyển 6, chương 43.44. Tào Uyên lạnh lùng nhìn hai người từ phòng hội nghị tiến ra mà rất tức giận. Xem ra muốn thống nhất tư tưởng trong hội nghị thường trực ủy ban là không thể. Triệu Quốc Đống mặc dù đã đi nhưng quan điểm của hắn vẫn được đám người vi biểu, Tân Tồn Hoán cùng Hoàng Thiết Thần thực hiện theo. Y là phó chủ tịch thường trực nhưng không được bọn họ coi vào đâu. Chị Miêu, xem ra hội nghị thường trực ủy ban chúng ta khó có thể thống nhất, tôi dự định mau chóng đưa chuyện này ra nghiên cứu trong hội nghị thường ủy. Chị thấy sao? Tào Uyên một bên gập sổ một bên thản nhiên nói. Miêu Nguyệt Hoa cười nói. Tôi cũng không hiểu sao mấy người lão Vi cứ bám chặt việc này. Phương án Bắc Tuyến tương đối dễ thực hiện, đỡ phải giải tỏa, có lợi cho phát triển khu vực phía đông, sao bọn họ không thấy chứ? Tào Uyên nhìn người phụ nữ này, mặc dù đã 40 nhưng vẫn duy trì được vẻ đẹp một chút. Ai cũng nói Châu Trì Trường có quan hệ nam nữ với ả, không biết có không? Chẳng qua cũng phải thừa nhận ả này đúng là có mưu kế, Triệu Quốc Đống bị đẩy đi tập huấn nhất định có bóng dáng của ả. Điểm này Tào Uyên dám xác định. Nếu không phải có chỉ thị của bên trên thì Tào Uyên đã không muốn xen vào phương án này làm gì. Nhưng lãnh đạo đã nói thì y phải cố gắng thôi. Cũng may dù theo phương án nào cũng có thể tìm được đồng minh, cũng có vô số lý do thuyết phục. Y không ngu mà dính vào, cùng lắm nói là quy hoạch của huyện thành Hoa Lâm thay đổi mà thôi. Về phần việc Triệu Quốc Đống luôn nói mượn cơ hội này mà cải tạo thành cũ, Tào Uyên cười lạnh một tiếng. Mày cho rằng mình là chúa sao? Một người có thể thỏa mãn tất cả dân chúng sao? Cải tạo thành cũ sớm một chút hay muộn một chút thì sao chứ? Đám kia ở đó vài chục năm, thêm vài năm cũng đâu có chết. Mà người nhà mày cũng không ở đó, ra vẻ chủ tịch huyện yêu dân. Tào Uyên căn bản không tin Triệu Quốc Đống vì lợi ích dân chúng, theo y thấy đây là thủ đoạn mua chuộc lòng người của đối phương. Hoa Lâm không thể chờ được nữa, thời gian là vàng, việc lập hạng mục và tài chính đầu tư thì tôi dự định lên thị xã một chút. Nếu phương án Bắc Tuyến có thể thuận lợi thông qua trong hội nghị thường ủy thì tôi cảm thấy chúng ta có thể tranh thủ trên thị xã một chút. Chúng ta nhất định phải xây dựng xong phương án Bắc Tuyến, bản đồ thiết kế đã có, chúng ta có thể nhanh chóng chọn đơn vị thi công và bắt tay vào làm. Tào Uyên gật đầu, hắn cũng biết đây là thời cơ tốt nhất để khởi động phương án Bắc Tuyến. Tào Uyên thở dài một tiếng, y không thể không thừa nhận Triệu Quốc Đống có bản lĩnh trong việc thu hút đầu tư, phát triển kinh tế. Hai công ty Đại Hoa mà rơi huyện khác thì sẽ hết lòng nịnh bợ, nhưng tên Triệu Quốc Đống này rất ngang, lại có thể khiến hai công ty kia ngoan ngoãn thực hiện phương án bảo vệ môi trường mà y đề ra, đầu tư thiết bị vào. Bây giờ bên Hà Khẩu cũng lục tục có mấy công ty nước hoa quả đến khảo sát, đầu tư, xem ra Triệu Quốc Đống lại tìm được đường. Năm nay thị xã đặt ra chỉ tiêu thu hút đầu tư là quá đơn giản với Hoa Lâm. Tài chính thu vào thì huyện Vân Lĩnh không thể sánh bằng. Không giống Yến Tu Hòa ngoài vay tiền xây dựng quảng trường, đường ra thì không biết làm gì. Nhưng Triệu Quốc Đống này quá ngu, có cơ sở tốt như vậy thì sao phải tự chuốc họa vào người. Như vậy cũng tốt, nếu không sao mình có cơ hội. Anh Tào, năm trước hội nghị thường ủy đã thông qua phương án Bắc Tuyến, bây giờ còn cần nữa sao? Miêu Nguyệt Hoa ngẩn ra và nói. Tôi thấy Bí Thư La có ý kiến về phương án Bắc Tuyến, chỉ sợ cần phải đưa ra hội nghị thường ủy thảo luận. Tào Uyên nhìn Miêu Nguyệt Hoa rồi nói. Như vậy cũng là thống nhất ý kiến, thực hiện cũng có đủ lý do. Miêu Nguyệt Hoa suy nghĩ một chút rồi nói.
anh cảm thấy phương án này có thể thông qua không? Có vấn đề gì chứ? Trong các thường vụ không đổi mấy, hầu hết vẫn là những người đó. Tôi nghe nói lúc ấy không phải là toàn bộ thông qua phương án này sao? Dù bây giờ Bí Thư La có ý kiến thì có thể ảnh hưởng được kết quả sao? Tào Uyên biết La Đại Hải cũng gặp áp lực từ trên nên mới do dự. Như vậy là tốt nhất, thông qua hội nghị thường ủy thì y có thể nói gì? Miêu Nguyệt Hoa thực ra vẫn có chút lo lắng, thường vụ vẫn là vậy nhưng chưa chắc còn như trước. La Đại Hải, Vạn Chiêu Dương, Địch Hóa Dũng, Bàng Quân, Hà Lương Tài, Giản Hồng, Biên Phong đổi thành Ả, Lỗ Đạt, Tào Uyên. Trong 11 thường vụ, Triệu Quốc Đống đi nên không tham gia, Biên Phong về cơ bản không tham gia, chỉ cần có 5 phiếu là thắng. Việc này xem ra không khó. À, Tào Uyên cùng Hà Lương Tài là 3 phiếu, Bàng Quân không cần phải nói, tên này mâu thuẫn với Triệu Quốc Đống. Lỗ Đạt cùng Vạn Chiêu Dương và Giản Hồng chỉ cần có 1 phiếu là đủ. Vạn Chiêu Dương chắc là đứa cháu đã nói. Con điếm Giản Hồng lại ra vẻ lạnh nhạt, không dễ tỏ thái độ. Hừ, xem ra là muốn xem thái độ của La Đại Hải, chẳng qua Ả không còn quan trọng. Nhìn qua thì có vẻ ổn, nhưng Triệu Quốc Đống ra đi bình tĩnh như vậy chẳng lẽ không ngại sẽ thất bại sao? Miêu Nguyệt Hoa cảm thấy Triệu Quốc Đống không thể dễ dàng bỏ qua việc này, nhưng Ả nghĩ mãi không ra vấn đề. Triệu Quốc Đống đi thoải mái như vậy, không hề dặn dò, điều này làm người ta khó có thể tin tưởng. Sau khi Tào Uyên đi ra, Miêu Nguyệt Hoa cảm thấy mình vẫn không yên tâm. Ả đến văn phòng Uông Minh Hy rồi nói. Lão Uông, Tào Uyên muốn đưa việc này ra thảo luận trong hội nghị thường ủy, anh cảm thấy trong này có vấn đề gì không? Có vấn đề gì chứ? Đưa ra hội nghị thường ủy là tốt nhất, như vậy sẽ thuận lợi thông qua. Dù là Triệu Quốc Đống muốn làm loạn thì một mình hắn cũng không thể thay đổi quyết định của hội nghị thường ủy. Uông Minh Hy lạnh nhạt nói. Không đơn giản như vậy đâu. Dù thông qua hội nghị thường ủy nhưng trong thời gian ngắn như vậy thì chỉ cần chưa chính thức xây dựng, thằng danh Triệu Quốc Đống nhiều quan hệ nên có thể lật cong. Chỉ cần hắn thành công quay lại, tôi có thể khẳng định phương án Bắc Tuyến không tác dụng gì. Miêu Nguyệt Hoa quả quyết nói. Nếu chị lo thì phải ra tay mới được. Uông Minh Hy lạnh lùng nói. Bây giờ có cách nào làm hắn không thể xoay người chứ? Thằng này rất tinh tế, anh muốn túm được nhược điểm của hắn là dễ sao? Lâu như vậy mà ông đã nắm được gì chưa? Miêu Nguyệt Hoa nhíu mày nói. Tôi tưởng hắn không thích tiền thì thích gái. Điền Ngọc như vậy mà cũng thua bởi gái mà. Nhưng người này còn mua chuộc được mã bản quý, trong nhà khách không lộ tin gì, đúng là không tìm được cửa xuống tay. Ồ, tôi nhớ lần trước chị nhắc tới một con nữ nhân viên phục vụ hắn cơ mà. Có tiến triển gì không? Uông Minh Hy đột nhiên nói. Tôi nhớ con bé đó nói họ Triệu đã động tâm với nó, còn sờ vú và cởi quần nó. Chẳng lẽ sau đó không có phản ứng gì? Hừ, hắn rất cảnh giác, đó là do hắn uống say nên mới như vậy. Sau đó hắn thấy có vấn đề, mã bản quý liền điều Ả đó ra ngoài, thay Ả khác chuyên môn phục vụ Triệu Quốc Đống. Miêu Nguyệt Hoa lắc đầu nói. Mã bản quý không biết bị Triệu Quốc Đống mua chuộc kiểu gì mà bán mạng cho hắn, từ bên nhà khách không thu được tin gì. Hừ, không có cơ hội, vậy chúng ta chụp mũ cho hắn là được, dù sao tổ công tác lập tức sẽ tới, bảo con Ả đó nói hắn hiếp nó. Dù không có chứng cứ, không buộc được tội cũng làm hắn thối mà. Chỉ cần đuổi được hắn đi khỏi Hoa Lâm, như vậy mọi việc sẽ xong. Nhưng con bé đó chưa có bạn trai, vẫn còn trinh, kiểm tra là ra ngay mà. Miêu Nguyệt Hoa giật mình nói, Uông Minh Hy này đúng là to gan, biện pháp này cũng có thể nghĩ ra. Còn không đơn giản ư, tìm một thằng là phá được nó mà. Đến lúc đó cho nó nhiều tiền, tổ công tác chỉ cần tài liệu mà thôi, sau đó chúng ta đẩy Ả ra ngoài, cho Ả tiền, làm hắn không tìm được Ả mà đối chất là đủ. Dù không xác định được nhưng không thể chối bỏ, tổ công tác chỉ cần phản ánh vấn đề lên tỉnh ủy, thị ủy, mặc kệ thật hay giả thì cũng có lo lắng mà. Uông Minh Hy nói, coi như là sau này điều tra ra manh mối cũng muộn rồi. Trường đảng tỉnh nằm phía Tây An Đô, cách xa tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, chẳng qua giao thông khá thuận tiện. Có thể tới trường đảng tỉnh tập huấn phần lớn đều là cán bộ xuất sắc, hoặc là bồi dưỡng cán bộ cấp phó huyện, cấp huyện, hoặc là tập huấn có hệ thống. Nói tóm lại hầu hết đều có ý nghĩa đề bạt, theo người Trung Quốc nói vào trường đảng tỉnh chính là lên chức. Đến trường đảng tỉnh tất nhiên còn có thể lên chức, tiền đồ vô hạn. Cho nên đây là nơi hướng tới của toàn bộ cán bộ, quan chức cấp huyện trong cả tỉnh, đương nhiên ngoài người không liên quan tới chính trị.
Khi Triệu Quốc Đống tới trường đảng tỉnh đã là 4 giờ chiều. Hắn đến phòng đào tạo hỏi một chút, lớp tập huấn khu vực khó khăn báo danh vào chiều nay, hắn không ngờ là người cuối cùng tới. 30 học viên tới báo danh, đóng tiền thủ tục, lấy lịch học và một túi hồ sơ. Thời gian học 2 tháng khá thoải mái, cứ thứ bảy, chủ nhật là nghỉ, buổi chiều hầu hết là tự học. Chẳng qua lịch buổi sáng khá kín, 10 ngày cuối cùng ra ngoài khảo sát, nội dung khảo sát và địa điểm chưa xác định. Xem ra mấy khu vực này chưa xác định rõ. Triệu Quốc Đống nhìn danh sách hành vi, NL ngoài hắn còn có bí thư huyện ủy Phong Đình, Thổ Thành, chủ tịch huyện Khuê Dương. Các nơi khác như Thông Thành, Thiên Châu giống Ninh Lăng có 4 người. Tân Châu, Hoàn Khánh, Nam Hoa, Vĩnh Lương có 3 người. Lô Hóa, Đường Giang, Vinh Sơn có 2 người, đều là bí thư huyện ủy hoặc chủ tịch huyện. Tỉnh ủy lần này khá coi trọng nên các nơi cũng phái người khác mọi lần. Triệu Quốc Đống xem qua nội dung thấy nó chủ yếu là mời các giáo sư, chuyên gia trong nước tới giảng đại, trao đổi một chút. Qua đó sẽ khiến các học viên tăng thêm kiến thức, đưa vào tình hình phát triển kinh tế của địa phương mình. Phương thức này khá được hoan nghênh, các học viên đều là lãnh đạo huyện, nếu muốn làm mấy người này phục thì không có bản lĩnh sao được. Cho nên dùng cách này để học sẽ được mọi người chào đón hơn. Trường đảng tỉnh có ký túc dành cho học viên, điều kiện khá tốt, cũng mới xây không lâu. Các học viên của lớp tập huấn cũng bố trí 2 người một phòng. Mặc dù không có điều hòa nhưng tháng 5 vẫn chưa nóng nên khá thích hợp. Hơn nữa cũng không có mấy người ở lại ký túc. Mặc dù không tính ở lại ký túc nhưng được phân nên Triệu Quốc Đống cũng tới xem. Dù sao cũng coi như xem ai ở cùng mình, hơn nữa có khi buổi trưa cũng vào đó thì sao. Các học viên được phân vào các phòng nhưng không theo đơn vị. Trên danh sách thì Triệu Quốc Đống ở cùng với Đường Toàn Định. Triệu Quốc Đống cũng có chút ấn tượng với người này, Đường Toàn Định là một chủ tịch huyện ở Hoài Khánh, cụ thể ở huyện nào thì hắn không nhớ. Hắn mở cửa phòng thấy 2 chiếc giường sạch sẽ, rất tất nhiên tên kia cũng không định ở đây. Trường không yêu cầu anh ở lại đây, chỉ cần buổi sáng, chiều đến học đúng giờ là được. Xem qua ký túc một chút, hắn thấy cả hành lang không có người. Tất nhiên bọn họ báo danh xong rồi rời đi, mai mới khai giảng, chiều mai bắt đầu học, không biết lớp tập huấn này có thể khiến các khu vực khó khăn của tỉnh An Nguyên phát triển được đến đâu. Triệu Quốc Đống lái xe đến Giang Khẩu đón Cù Vận Bạch, 2 người ăn xong rồi đi dạo trên đường Tân Giang. Cù Vận Bạch cũng đang học lái xe nên thấy ngứa tay. Chẳng qua đường Tân Giang không rộng, chỉ có 2 làn xe, xe không ít. Cù Vận Bạch sợ sệt thử một đoạn rồi trả lại cho Triệu Quốc Đống. Đường Tân Giang là tuyến đường khá đẹp của An Đô, cây cối tươi tốt, nghe nói thành phố An Đô định quy hoạch thì bí thư thị ủy Ninh Pháp nhìn chúng mảnh đất ven sông. Y yêu cầu chính quyền thành phố quy hoạch mấy tuyến đường ven sông, bảo vệ cây cối, cố gắng quy hoạch nhiều công viên, công trình văn hóa, như vậy làm tăng giá đất quanh mấy con sông này. Công ty Thiên Phu đã phân biệt lấy một mảnh đất trên 70 mẫu ở cạnh sông Lan Khê khi xây dựng trụ sở cho Cục Giao thông, cũng lấy 180 mẫu đất khi xây dựng trụ sở cho Cục Tài chính. Hơn 50 mẫu ở phía Đông Mai Giang khi xây dựng trụ sở cho Cục Văn hóa. Coi như lấy đất đổi cho mấy đơn vị kia với tổng giá tiền là trên 85 triệu. Khoản tài chính này gây áp lực lớn cho công ty Thiên Phu. Cũng may Lôi Hướng Đông giúp đỡ, được chính quyền thành phố ủng hộ nên bọn họ vay được 50 triệu từ Ngân hàng Công Thương, làm công ty Thiên Phu thoát nạn. Tháng 3, công ty bất động sản Thiên Phu chính thức thành lập. Khu đất ở Đông Mai Giang được xây dựng thành biệt thự Mai Giang Minh Châu chính thức khởi công. 50 căn biệt thự theo phong cách châu Âu làm cho giới bất động sản An Đô chấn động. Đây là phong cách làm việc đặc biệt của Dương Thiên Bồi. Đã không làm thì thôi, đã làm sẽ làm tốt nhất. Địa ốc Thiên Phu không xây dựng các căn nhà tập thể mà trực tiếp chọn biệt thự, mục tiêu là người giàu của thành phố An Đô, thậm chí cả tỉnh An Nguyên. Đội ngũ kiến trúc sư mời từ Hong Kong về đã kết hợp tốt giữa phong cách Trung Quốc và phương Tây, các căn biệt thự rất tinh xảo, đánh động tầng lớp giàu muốn sống trong một khu vực hơn hẳn người bình thường. Sau khi hạng mục được xây dựng, Dương Thiên Bồi liền nhận đề nghị của Triệu Quốc Đống, phân biệt tiến hành giao tiếp với các công ty tư nhân về bất động sản ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu cũng, Trùng Khánh, Vũ Hán, qua đó đạt được hiệu quả khá tốt trong quan hệ với bọn họ. Công ty Thiên Phu cũng mời khách đến tham quan hoàn cảnh của Mai Giang Minh Châu. Công ty Thiên Phu chịu tất cả chi phí từ máy bay, ở tại khách sạn 5 sao cho khách tới thăm. Chiều này mang tới tác dụng không thể tưởng tượng nổi. Công ty Thiên Phu bỏ nhiều tiền ra như vậy, khách được mời mặc dù không cần mấy thứ này nhưng cũng có ấn tượng tốt đối với công ty Thiên Phu. Dù sao có thể làm được như vậy thì mua hay không cũng làm khách có ấn tượng.
công ty chấp nhận bỏ ra từng đó bây giờ không thấy mấy. Địa ốc Thiên Phú giai đoạn đầu bán ra 50 biệt thự lập tức bán hết. Vì thế Dương Thiên Bồi và Triệu Quốc Đống vốn chuẩn bị lưu lại 5 căn cũng đành phải đưa ra. Nếu không sẽ khiến việc tiêu thụ ở Trùng Khánh, Vũ Hán, Thành Đô không có hàng. Điều này làm Dương Thiên Bồi và Triệu Quốc Đống có cái nhìn mới về người giàu trong nước. Mặc dù còn cách 2 năm nữa ngành sản xuất bất động sản mới chính thức phát triển, nhưng bộ phận người giàu cũng đã muốn mua. Địa ốc Thiên Phu liền bắt tay vào xây dựng Mai Giang Minh Châu số 2 trên diện tích 60 mẫu. Một khi xây dựng xong nhất định sẽ thành khu biệt thự tụ tập người giàu có chính thức của thành phố An Đô. Quốc Đống, đây là Mai Giang Minh Châu mà công ty Thiên Phu xây dựng. Xe từ từ tiến vào Mai Giang Minh Châu, Cù Vận Bạch nhìn quanh mà nói. Quy mô lớn thật, ngày sau đây sẽ là khu người giàu của An Đô sao? Người giàu nhất không ở đây đâu. Chính xác mà nói ở đây là người có tài sản khá lớn, có tiền nhàn rồi muốn tìm nơi yên tĩnh, thoải mái mà ở. Sao lại nói đây là người có tiền nhàn rỗi? Cù Vận Bạch có chút tò mò nói. Người gây dựng sự nghiệp thì sẽ không bỏ số tiền lớn vào mấy thứ hưởng thụ. Bây giờ tốc độ phát triển kinh tế của Trung Quốc rất nhanh, là lúc làm việc. Nếu có 1-2 triệu tiền nhàn rỗi thì đầu tư sẽ thu lợi hơn hẳn biệt thự mà. Triệu Quốc Đống cười nói. Chỉ có người có số tiền nhàn rỗi nhiều mới có thể chấp nhận bỏ ra nhiều tiền như vậy. Mà người cực giàu lại chưa nghĩ đến việc mua nhà ở An Đô, ít nhất bây giờ là như vậy. Kiếm tiền của những người này vậy là rất dễ ư. Cù Vận Bạch nói. Ừ, chỉ cần đúng hứng thú bọn họ, có thể thành đông làm bọn họ thích là không khó. Sản phẩm này cần phải có sự xác định tinh tế. Nếu muốn chú ý mọi mặt thì thành công không dễ. Như Mai Giang Minh Châu chính là định vị loại người trung gian. Không phải tầng lớp công nhân bình thường, cũng không phải người giàu có nhất. Cù Vận Bạch cười hì hì nhìn Triệu Quốc Đống. Người đàn ông này dù làm việc gì cũng có thể tính toán chuẩn xác, đàn ông xuất sắc như vậy thì sao không làm phụ nữ chú ý. Triệu Quốc Đống cũng thấy ngọn lửa tình trong mắt cô, hai má cô đỏ bừng, trên người truyền ra mùi hương quyến rũ. Vận Bạch, có thích hoàn cảnh ở đây không? Sao, định tặng chị một căn sao? Cù Vận Bạch tinh nghịch hỏi lại một câu. Cô dần phát hiện mình đã không còn đủ sự độc lập trước mặt hắn, luôn muốn dựa vào đối phương. Cô có chút e ngại và không muốn nhưng lại hưởng thụ cảm giác này. Ồ, Mai Giang Minh Châu số 1 sợ là không có, căn dự bị cũng hết. Mai Giang Minh Châu có 60 căn, chỉ có thể chọn một căn. Triệu Quốc Đống cười nói. Thứ này chính là như vậy, khi mọi người thấy lạ nên nhanh hết, nhưng nhiều thì sẽ không còn như vậy. Đùa chút thôi, Quốc Đống. Em không cảm thấy giữa chị và em ở đó sẽ không được tự nhiên sao? Cù Vận Bạch cười hì hì nói. Ồ, không đúng, em có thể ở thoải mái được. Nhưng chị không được. Ha ha, đâu đến mức như vậy. Chẳng qua em không thích lộ mặt trước mọi người, nhất là em còn là cán bộ quốc gia. Em thấy một người có không gian riêng của mình thì tốt hơn. Ở đây không được, mặc dù Mai Giang Minh Châu đã cố làm được điểm này. Quyển 6, chương 45,46. Hai người dừng xe rồi đi bộ một chút, loáng thoáng có thể thấy công nhân đang bận rộn làm việc. Sau khi Mai Giang Minh Châu số 1 được bán hết, Dương Thiên Bồi hiểu được lợi nhuận cao từ bất động sản, y liền tăng đầu tư vào địa ốc Thiên Phu. Giám đốc công ty địa ốc Thiên Phu là Hứa Minh Viễn, trước đó làm từ tập đoàn Hoa Mậu, một thanh niên có danh tiếng trong ngành bất động sản tỉnh An Nguyên. Chẳng qua y ở tập đoàn Hoa Mậu không tốt mấy. Mặc dù biểu hiện xuất sắc ở biệt thự Hồ Vân Loa nhưng lại không nắm giữ chức vụ quan trọng trong tập đoàn. Lãnh đạo tập đoàn cho rằng y mơ mộng xa vời, không phù hợp tình hình thực tế của ngành bất động sản Trung Quốc hiện nay. Được Triệu Quốc Đống đề cử, Dương Thiên Bồi liền mời Hứa Minh Viễn. Hứa Minh Viễn không hề do dự và tham gia tập đoàn Thiên Phu, cũng thành giám đốc địa ốc Thiên Phu. Công ty Thiên Phu sau khi thành lập địa ốc Thiên Phu đã chính thức đổi tên thành tập đoàn Thiên Phu. Bên dưới có công ty xây dựng Thiên Phu, công ty địa ốc Thiên Phu, công ty cây xanh Thiên Phu. Dương Thiên Bồi là tổng giám đốc, Hứa Minh Viễn là giám đốc địa ốc Thiên Phu kiêm giám đốc hạng mục Mai Giang Minh Châu. Triệu Quốc Đống và Cù Vận Bạch đến gần công trường thì thấy một xe Santana 2000 chạy tới. Thấy Triệu Quốc Đống, chiếc xe phanh két lại. Quốc Đống. Hứa Minh Viễn thò đầu ra gọi. Ồ, Minh Viễn. Triệu Quốc Đống ngẩn ra rồi nói. Sao anh lại ở đây? Ăn xong nên sang đây xem tiến độ công trình. Sao, đi dạo à? Hứa Minh Viễn biết điều nên không hỏi Cù Vận Bạch đi bên cạnh Triệu Quốc Đống. Ừ,
Chúng tôi cũng vừa ăn xong nên thuận tiện tới xem Mai Giang Minh Châu như thế nào. Xem ra anh cũng không yên tâm. Không phải, Thiên Phù tự làm thì chất lượng công trình sao có vấn đề gì? Như vậy không phải tự đập vào chân mình sao? Hứa Minh Viễn nhảy xuống xe rồi nói. Tôi lo cho tiến độ, bây giờ hạng mục công trình số 2 đã xác định, bên thiết kế cho thời gian rất chặt. Chúng ta nếu muốn bán Mai Giang Minh Châu số 2 đúng kỳ hạn, như vậy phải biến Mai Giang Minh Châu số 1 phải đảm bảo đầy đủ về tiến độ, chất lượng. Anh ngay cả công trình số 1 không làm tốt, ai còn tin anh? Ừ, tôi cũng cho là như vậy, sao, đi xem hết chưa? Triệu Quốc Đống nói. Huy ca đang ở bên kia, vừa ăn xong nên tôi sang đây. Đi, Quốc Đống, ngồi một chút chỗ chứ. Anh về lúc nào, tôi và Huy ca còn có không ít chuyện cần nói với anh. Ồ, tôi quên giới thiệu với anh. Đây là bạn tôi, Cù Vận Bạch. Ừ, Vận Bạch, đây là Hứa Minh Viễn mà em đã nói với chị. Bây giờ là giám đốc địa ốc Thiên Phu, Mai Giang Minh Châu là do anh ta làm ra. Triệu Quốc Đống cười nói, cũng không giới thiệu sâu. Từ bạn có nhiều nghĩa, muốn hiểu thế nào thì hiểu. Ha ha, Quốc Đống, Mai Giang Minh Châu này sao tôi dám tham công, không phải do anh thì địa ốc Thiên Phu sao dám làm khu biệt thự này. Hứa Minh Viễn vội vàng xua tay nói. Anh mới là công thần của Mai Giang Minh Châu. Được rồi, anh bây giờ coi như là nổi tiếng trong giới bất động sản tỉnh An Nguyên mà, sao còn đi xe Santana này. Bồi ca keo kiệt thế sao? Kiều Huy là người mê xe, rất chú ý xe hơi. Xe Santana 2000 mặc dù mới nhưng ở cấp bậc của Hứa Minh Viễn thì hơi kém. Quốc Đống, anh đừng đứng đó mà ly gián. Bồi ca bây giờ còn ngồi xe cũ của công ty xây dựng số 9, địa ốc Thiên Phu mới lập mấy ngày đã muốn bồi ca đổi xe cho tôi sao? Hứa Minh Viễn cười hì hì nói. Hứa Minh Viễn là do Kiều Huy giới thiệu với Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống rất thưởng thức ý tưởng thiết kế biệt thự Hồ Vân Loa, mà Kiều Huy cũng mua nhà ở đây. Hứa Minh Viễn qua đó mà biết Kiều Huy. Hai người có cùng sở thích nên quan hệ khá mật thiết. Kiều Huy về Ando mà không có việc gì làm. Ngoài việc nghe lời Triệu Quốc Đống bắt đầu xây dựng trạm xăng, Triệu Quốc Đống còn đề nghị y mua lấy cổ phần của công ty Thiên Phu trong tay nhân viên công ty xây dựng số 9. Kiều Huy liền bỏ ra vài triệu mua lấy cổ phần, lúc này mới dần hiểu chi tiết của công ty Thiên Phu. Kiều Huy là cổ đông lớn thứ tư của công ty Thiên Phu. Hứa Minh Viễn ở tập đoàn cũ không được thoải mái. Kiều Huy sau khi biết Triệu Quốc Đống dự định để công ty Thiên Phu tiến vào thị trường bất động sản liền đề cử Hứa Minh Viễn với Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống vừa gặp như đã quen từ lâu, cho nên Dương Thiên Bồi mới có thể đại biểu công ty Thiên Phu mà mời Hứa Minh Viễn tham gia. Hứa Minh Viễn cũng mơ hồ biết Triệu Quốc Đống có quyền lên tiếng ở tập đoàn. Ừ, đổi xe không phải quá đơn giản sao? Mai Giang Minh Châu bán ra thì một chiếc xe tôi nghĩ Bồi ca sẽ không keo kiệt, coi như thỏa mãn hư vinh của anh, để anh ra oai mà. Triệu Quốc Đống trêu chọc. Đúng là Quốc Đống hiểu lòng tôi không có sở thích gì khác ngoài xe. Hứa Minh Viễn cười nói. Đi thôi, ngồi một chỗ chứ. Trúc Lâm Nhã Viên coi như là sản nghiệp của Huy ca, cũng coi như là một cảnh quan trên đường Tân Giang. Đại lộ Tân Giang có thể xây dựng một công trình 3 tầng rộng như vậy thì nhất định phải có quan hệ. Trúc Lâm Nhã Viên là một nơi giải trí, uống cà phê, trà, đánh bài, ăn cơm, uống rượu. Triệu Quốc Đống không rõ Kiều Huy sao lại mở cái này. Chẳng qua nghĩ tới Kiều Huy ở Ando hơn 10 năm, bây giờ mặc dù thu tay nhưng thỏ khôn có 3 hang, làm thêm vài nghề cũng là bình thường. Cù Vận Bạch không muốn đi mấy nhưng cũng muốn xem bạn của Triệu Quốc Đống như thế nào. Cho nên Triệu Quốc Đống bảo cô liền đồng ý tới Trúc Lâm Nhã Viên. Trúc Lâm Nhã Viên này chia làm hai khu vực, bên ngoài là nơi tập thể dục, vui chơi, gần bờ sông lại là nơi uống nước, uống rượu. Hai bên mặc dù có đường thông nhau nhưng xe không thể tiến vào, chỉ có thể đi bộ. Triệu Quốc Đống và Cù Vận Bạch từ xe đi ra, Hứa Minh Viễn không khỏi than thở về chiếc xe. Quốc Đống, tôi vẫn không hỏi anh xe này từ đâu ra. Miền Tân Châu, anh không phải làm việc ở Ninh Lăng sao? Huyện ở Ninh Lăng chắc không dám dùng xe như vậy chứ? Mượn thôi, sao, đỏ mắt à, muốn mượn dùng thì lấy đi, tôi dùng xe của anh. Triệu Quốc Đống cười nói. Thật ư? Hứa Minh Viễn có chút tò mò nói. Ừ, dù sao tôi ở Ando 2 tháng, ít dùng xe, có xe của anh là đủ. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Desert Prince cũng không thể đi tới trường đảng mà hắn đoán vấn đề dùng xe có lẽ sẽ bị tổ công tác nhìn tới, giao cho Hứa Minh Viễn đi cũng được. Ha ha, tốt quá, để tôi oai phong vài ngày. Đi thôi,
Huy ca chắc không ngờ anh tới. Hứa Minh Viễn không từ chối, y liền đưa chìa khóa cho Triệu Quốc Đống và đoạt lại chìa khóa của Triệu Quốc Đống. Trúc Lâm Nhã Viên có vị trí đẹp, từ tầng 2 có thể nhìn thấy dòng Mai Giang, tiếng piano làm người ta thoải mái. Kiều Huy thấy Triệu Quốc Đống liền cười ha hả nói. Quốc Đống, cậu sao lại gặp Minh Viễn thế? Ở ngay Mai Giang Minh Châu thôi. Triệu Quốc Đống cười nói. Vị này là... Thấy Củ Vận Bạch đi theo Triệu Quốc Đống, Kiều Huy có chút khó hiểu. Triệu Quốc Đống vẫn không nhắc gì tới việc cá nhân, đây là lần đầu Kiều Huy thấy Củ Vận Bạch, xem ra quan hệ của hai người này không bình thường. Củ Vận Bạch, bạn của tôi. Triệu Quốc Đống giới thiệu, Củ Vận Bạch cũng cười cười, Kiều Huy biết điều không hỏi thêm. Nói một chút chuyện của cậu đi, nghe nói có vấn đề ở Ninh Lăng hả? Kiều Huy quan tâm nói. Không nói cái này, tôi lên trường đảng tỉnh học thôi. Tôi biết không chuyện gì làm khó được cậu, chẳng qua Quốc Đống, tôi thấy cậu vào chính trị không hợp lý. Bây giờ là nền kinh tế thị trường, cái gì cũng nói hiệu quả kinh tế, làm quan làm gì. Còn không phải vì tiền sao, Ninh Lăng nghèo như vậy có gì chứ, tuổi trẻ mà lãng phí ở đó sao. Không bằng về chúng ta cùng làm ăn, nếu muốn làm chuyện gì đó cho xã hội thì ngành chúng ta không phải dễ làm hơn sao. Kiều Huy chờ Triệu Quốc Đống và Củ Vận Bạch ngồi xuống liền gọi nhân viên mang cà phê lên. Anh làm ngành này sao? Triệu Quốc Đống hỏi. Ha ha, ngành gì chứ? Chẳng qua chỉ là muốn có thêm một nghề kiếm tiền mà thôi. Quốc Đống, cậu nói bây giờ về Quốc Đống làm có phải tốt hơn bao nhiêu không? Kiều Huy hỏi lại một câu. Chúng ta không nói chuyện kinh doanh, thực hiện lý tưởng của mình tốt hơn mà. Mỗi người có lý tưởng riêng, có người cho rằng kiếm tiền càng nhiều càng tốt, có người cho rằng nên tạo phúc cho xã hội, có người cho rằng mình làm việc của mình là được. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Tôi biết cậu có tham vọng, nhưng tạo phúc cho xã hội hay kiếm tiền, thực hiện lý tưởng của mình cũng là như nhau. Cậu kiếm được nhiều tiền, sau đó cậu có thể làm việc của mình, có thể tạo phúc cho xã hội cũng cần trụ cột kinh tế mà. Cậu làm việc thiện, giúp địa phương phát triển cũng cần tiền ủng hộ. Hơn nữa có tiền khiến cuộc sống của mình tăng lên. Tôi lại thấy chúng ta hợp sức với nhau sẽ làm lớn hơn nữa. Cậu có ánh mắt, nhạy bén và năng lực. Cũng có thể giúp mọi người nhanh chóng đạt được mục tiêu. Triệu Quốc Đống im lặng, trong lúc nhất thời hắn không tìm được lời thích hợp nói ra suy nghĩ và chủ trương của mình. Kinh doanh và quan trường có vẻ rất khó hòa hợp, cá và tay gấu, ai có thể chung cả đôi. Kiều Huy nói đúng, bây giờ là kinh tế thị trường, thực hiện lý tưởng cũng cần có kinh tế. Dù hắn ở Hoa Lâm cũng không phải muốn phát triển kinh tế Hoa Lâm sao? Chẳng lẽ chỉ như vậy mới chính thức chứng minh bản thân? Củ Vận Bạch ngồi bên mà lắng nghe mọi người nói chuyện với nhau. Cô có thể nhìn ra Kiều Huy này không bình thường, lời nói sắc bén, ý chí kiên định, không bị Triệu Quốc Đống đả động, hơn nữa còn đưa ra quan điểm của mình. Chỉ là trên người có vẻ gì đó làm cô thấy y như con nhím trong bóng tối, luôn có thể làm người ta bị thương. Cảm giác này khác hẳn Hứa Minh Viễn ngồi bên. Còn có gì nữa không? Triệu Quốc Đống cười hì hì mà nhìn Kiều Huy. Không còn. Tôi đang đợi cậu thuyết phục lại tôi cũng có thể đoán ra cậu muốn nói gì. Không ngoài việc Trung Quốc là xã hội quan chức, cơ cấu hành chính nắm giữ tài nguyên là điều kinh doanh không thể so sánh. Ngoài ra còn nhấn mạnh lực lượng cường đại của quan chức, bỏ qua nền kinh tế thị trường. Ồ, đúng thế, có thể nói lời này đúng là làm tôi thấy mới mẻ, mấy ngày không gặp mà đã hiểu biết nhiều như vậy. Triệu Quốc Đống cười nói. Ai nói với anh để bây giờ anh nói lại với tôi thế? Còn ai nữa, ngoài Hướng Đông thì còn là ai? Tôi đã bảo Hướng Đông đi khuyên cậu, y lại nói mấy từ này, tôi thiếu chút nữa đánh y một trận. Kiều Huy cười phá lên nói. Mỗi người có lý tưởng của mình, không thể cưỡng cầu. Nói không chừng cậu ở trong chính trị sẽ có tiền đồ lớn hơn nữa, bên này nếu cậu chỉ cần bỏ thêm chút tâm tư thì tôi thấy chúng tôi đã đủ dùng. Không khí trở nên dễ dàng hơn, Triệu Quốc Đống cũng cười, Củ Vận Bạch có thể cảm nhận được ba người này khá hòa hợp. Huy ca vậy muốn theo đuổi gì thế? Tôi không vào thương trường cũng không có nghĩa không hứng thú về kinh doanh. Tôi chỉ không đặt tâm trí chủ yếu vào đây mà thôi. Có Bồi ca, anh và Minh Viễn giúp tôi còn gì phải lo lắng gì? Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Tập đoàn Thiên Phu bây giờ không phải phát triển rất tốt sao? Tôi tin tập đoàn Thiên Phu có anh và Minh Viễn tham gia thì sẽ phát triển hơn nữa. Đừng chụp mũ ho tôi còn việc của mình. Đúng như cậu nói. Tập đoàn Thiên Phu có Bồi ca quan tâm, bất động sản có Minh Viễn lo.
tôi cứ yên tâm làm cổ đông nhận cổ tức là được rồi. Kiều Huy lắc đầu nói. Không phải cậu giới thiệu tôi vào ngành trạm xăng sao? Bây giờ vừa mới bắt đầu, đang xây dựng một trạm xăng, mua hai nơi, tôi còn đang suy nghĩ có phải nên mua thêm vài chỗ không? Trạm xăng là ngành kiếm tiền lớn, có tiền thừa có thể đưa vào thử xem. Triệu Quốc Đống nói. Càng về sau lợi nhuận của trạm xăng càng lớn, tài nguyên không thể tái sinh. Khi giá xăng dầu tăng lên, mọi người đều thắt chặt túi tiền lãi của trạm xăng càng lúc càng lớn. Cậu nói như vậy làm tôi khá động tâm. Mắt Kiều Huy sáng lên, y khá tin vào đề nghị của Triệu Quốc Đống. Chỉ là bây giờ xe hơi sử dụng xăng không nhiều, hơn nữa việc ô tô dùng xăng có lẽ còn cần thủ tục nhiều hơn nữa. Việc này còn có thể làm khó anh sao? Chủ yếu là đảm bảo an toàn và giám sát chất lượng là được. Nếu anh có cửa thì có thể bắt đầu vào bên taxi, theo thu nhập của dân chúng tăng lên, tỷ lệ xe riêng càng lúc càng tăng, giá xăng dầu cũng tăng. Đến khi đó kinh doanh trạm xăng sẽ như thế nào? Triệu Quốc Đống cười nói, đây là những kiến thức cơ bản nhất sau này, nhưng nó lại là chỉ dẫn cho Kiều Huy. Kiều Huy vui mừng như vậy làm cả Hứa Minh Viễn và Cù Vận Bạch có chút khó hiểu. Mỗi câu của Triệu Quốc Đống đều làm Kiều Huy thừa nhận, không hề lo lắng xem nó có chính xác hay không. Kiều Huy là người như thế nào thì Hứa Minh Viễn biết rõ. Mặc dù hai ngành khác nhau nhưng Kiều Huy có sức ảnh hưởng như thế nào đối với các ngành tại Ando này thì Hứa Minh Viễn hiểu rõ. Mặc dù bây giờ Kiều Huy đã chuyển trắng nhưng là nhân vật quen các cuộc đấu lớn, lại ở Duyên Hải vài năm, dù kinh nghiệm hay kiến thức thì người bình thường không thể so sánh, sao lại nghe ý kiến của Triệu Quốc Đống như vậy? Cù Vận Bạch cũng không hiểu, cô thấy Kiều Huy thật sự kính nể Triệu Quốc Đống, điều này không hề che giấu. Giữa hai người có vẻ có quan hệ người bình thường không thể có, điều này làm Cù Vận Bạch rất ngạc nhiên. Ha ha, Quốc Đống, vậy cậu nói tôi sang Duyên Hải làm trạm xăng có được không? Kiều Huy nói như vậy làm Triệu Quốc Đống biết đối phương đã động tâm. Hắn cũng muốn dựa vào quan hệ của Kiều Huy ở An Nguyên mà giúp tập đoàn Thiên Phu phát triển trong ngành bất động sản, nhất là việc lấy các khu đất. Mặc dù tập đoàn Thiên Phu có quan hệ tốt với chính quyền thành phố, nhưng đó là trên cao, bên dưới lại khác. Điều này cần người có quan hệ xã hội rộng bù đắp. Làm trạm xăng cũng cần là ngành đốt tiền đó, đương nhiên sau này sẽ khác. Tài nguyên cuồn cuộn, nhất là khu vực kinh tế càng phát triển, giao thông càng phát triển thì ngành này càng phát đạt. Chỉ sợ anh cũng hiểu không có chính quyền địa phương ủng hộ thì khó làm. Hơn nữa đây chính là việc làm ăn nghiêm chỉnh, không được dính mấy thứ khác không sẽ có vấn đề. Triệu Quốc Đống đương nhiên biết Kiều Huy ở bên Quảng Đông Phúc Kiến vài năm nên cũng có sức ảnh hưởng bên Đông Bắc. Hắn chỉ hy vọng đối phương hiểu, làm việc chính đáng thì cố gắng không dính mấy ngành kia. Ha ha, Quốc Đống, cậu yên tâm, tôi nếu hạ quyết tâm sẽ không dính vào ngành kia. Hơn nữa tôi vốn không định dùng nó mà. Nếu tôi thật sự muốn sang bên đó thì cũng sẽ kết hợp với công ty ở địa phương. Kiều Huy gật đầu nói. Đúng như cậu nói, thời này ai chơi với lửa chẳng bị bỏng, không phải là anh bản lĩnh lớn, đảng không làm gì được anh. Nếu đảng nhìn chúng anh chết cháy là sớm muộn mà thôi. Anh hiểu là tốt rồi. Triệu Quốc Đống cười nói. Ừ, Quốc Đống, Minh Viễn bây giờ phụ trách địa ốc Thiên Phu. Mai Giang Minh Châu nhiều người mua như vậy. Công trình số 2 chuẩn bị khởi công, cậu có đề xuất gì không? Là cổ đông thứ tư của tập đoàn Thiên Phu, Kiều Huy khá coi trọng công ty địa ốc Thiên Phu. Nhất là thu hoạch của Mai Giang Minh Châu lớn như vậy, y đương nhiên hy vọng Triệu Quốc Đống chỉ điểm Hứa Minh Viễn một chút. Thị trường bất động sản lúc nào phát triển mạnh thì tôi đã sớm trao đổi với Bồi Ca và Minh Viễn. Tập đoàn Thiên Phu bây giờ vẫn lấy xây dựng làm chính, bất động sản là phụ. Nhất là tập đoàn Thiên Phu muốn phát triển hơn nữa thì bây giờ không thể mất ngành xây dựng. Về phương diện khác cũng cần toàn lực tiến vào ngành bất động sản. Bồi Ca không phải đã sang Quý Châu sao? Có lẽ có không ít thu hoạch nếu không cũng không ở đó tận nửa tháng. Bên đó đang xây dựng đường cao tốc, tôi đoán 1-2 năm nữa bên tỉnh An Nguyên chúng ta cũng khởi động. Cao tốc An Kiềm, Tương An đều đang chuẩn bị lập hạng mục, phải xem tập đoàn Thiên Phu có thể nắm giữ được khối này không? Bên bất động sản thì lại khác, Minh Viễn là chuyên gia trong ngành nên biết thị trường bất động sản sẽ phát triển hơn nữa. Ăn, mặc ngủ ở là 4 yếu tố, ở chính là bên bất động sản, ăn mặc cũng liên quan đến bất động sản. Cho nên nếu muốn địa ốc Thiên Phu phát triển mạnh hơn nữa thì cần không ngừng lấy đất, hơn nữa sớm dự bị đất. Lấy đất càng nhiều, vị trí càng tốt, giá càng thấp thì tương lai của địa ốc Thiên Phu sau này càng tươi sáng, điều này cũng có nghĩa cổ tức của các cổ đông tập đoàn Thiên Phu càng cao.
Kiều Huy và Hứa Minh Viễn đều vểnh tai mà nghe Triệu Quốc Đống chỉ điểm. Thành phố Ando là thành phố trung tâm, là một nơi có vị trí tốt để phát triển. Nhưng địa ốc Thiên Phu nếu muốn làm lớn trong ngành sản xuất này, như vậy chỉ riêng Ando là không đủ. Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến xếp hạng 1. Hàng Châu, Thiên Tân, Đại Liên, Thanh Đảo xếp thứ 2. Ando, Thành Đô, Nam Kinh, Trùng Khánh, Vũ Hán chỉ xếp loại thành phố thứ 3. Cho nên muốn chiếm một vị trí nho nhỏ trong ngành bất động sản Trung Quốc thì phải nhanh chóng tiến vào thành phố cấp 1, 2. Mà nơi đó không có tài chính cực mạnh là không đủ. Triệu Quốc Đống nói làm Kiều Huy, Hứa Minh Viễn chấn động. Thành phố cấp 1, 2, 3. Ăn đô lớn như vậy mới là loại ba ư. Tương lai như vậy làm người ta phải run lên. Nhưng câu sau của Triệu Quốc Đống làm mọi người bừng tỉnh. Địa ốc Thiên Phu bây giờ còn kém cả mấy tập đoàn chuyên nghiệp như Hoa Mậu. Thương trường không tiến sẽ lùi, không tiến lên sẽ suy sụp. Nhưng bây giờ địa ốc Thiên Phu mới thành lại, cho nên muốn tỏa sáng, muốn tạo thương hiệu muốn lớn mạnh cũng không hề dễ dàng gì. Quyển 6, chương 47,48. Triệu Quốc Đống nói làm mắt Hứa Minh Viễn sáng lên, y mặc dù coi trọng vào tương lai của thị trường bất động sản nhưng lại không dám nghĩ xa như vậy. Tiến vào Bắc Kinh, Thượng Hải có dễ như vậy sao? Đó là Bắc Kinh và trung tâm kinh tế, hơn nữa bây giờ thị trường bất động sản đang đóng băng, dù là nhà ở hay biệt thự đều không thấy ánh rạng đông. Dù là Mai Giang Minh Châu bán tốt như vậy nhưng cũng không khiến các bên quá chú ý. Bây giờ nếu muốn khiến thị trường bất động sản được khuấy động thì không phải dựa vào mồm mép là được, phải dựa vào chính sách của Trung ương mới được. Mà vấn đề nằm ở chỗ bao giờ chính sách mới có thể xuất hiện. Xuất hiện thì bao lâu mới có thể phổ biến? Bây giờ tích trữ đất sớm có phải bị kéo chết không? Vay vốn tài chính mà tiến bước thêm nữa, lời này thì dễ nói. Hứa Minh Viễn biết gia đình Kiều Huy vốn xuất thân bên hệ thống tài chính, quan hệ rộng trong ngành này. Nếu không sao Kiều Huy có thể kiếm lắm tiền như vậy. Chẳng qua ngành bất động sản là ngành hại chủ. Không phải bỏ vào mấy triệu là được, trên trăm triệu cũng không thể đủ. Hơn nữa tài chính lưu động trong ngành này khá chậm, hệ thống ngân hàng dám cho anh vay nhiều như vậy không? Dù Kiều Huy có quan hệ rộng cũng khó được. Chẳng qua Triệu Quốc Đống nói làm Hứa Minh Viễn kích thích mạnh. Lý tưởng kinh doanh của y không phù hợp với lãnh đạo tập đoàn Hoa Mậu, cho nên Hứa Minh Viễn làm việc mà không có hứng thú. Bây giờ đến tập đoàn Thiên Phu là cơ hội, mặc kệ có được hay không thì y cũng phải thử một phen. Kiều Huy không nghĩ sâu như Hứa Minh Viễn, y tin vào cảm giác của mình hơn. Ánh mắt của Triệu Quốc Đống thì người bình thường không thể so sánh. Ở tình huống mọi người điên cuồng mà đoán được thị trường bất động sản Hải Nam sẽ vỡ vụn, kéo y và Trịnh Kiện từ địa ngục về, bây giờ lại can đảm nói về tương lai của thị trường bất động sản thì không phải là nói loạn. Nếu không như vậy thì y sao lại mua cổ phần và thành cổ đông lớn thứ tư của tập đoàn Thiên Phu? Quốc Đống, cậu đã nói như vậy thì tôi và Minh Viễn cũng không nói nhiều. Trạm xăng và ga thì tôi sẽ làm, đây coi như ngành phụ. Về phần tập đoàn Thiên Phu thì tôi sẽ chú ý, bên tài chính tôi cũng có chút quan hệ. Tập đoàn Thiên Phu nổi tiếng và được thành phố coi trọng như vậy, bây giờ Chủ tịch Ninh lại ưu ái kinh tế tư nhân như vậy, vẫn nói bật đèn xanh cho phát triển kinh tế tư nhân. Ha ha! Hệ thống tài chính không ủng hộ sao được. Triệu Quốc Đống hơi động tâm, xem ra Kiều Huy này cũng nhạy cảm về chính trị. Ninh Pháp làm quyền chủ tịch tỉnh chưa lâu nhưng đã tham gia hội nghị hệ thống tài chính toàn tỉnh, yêu cầu đẩy mạnh cải cách công ty nhà nước, đồng thời chú ý phát triển kinh tế tư nhân. Cần ủng hộ mạnh các công ty tư nhân có lợi cho xã hội. Lời này của Ninh Pháp làm tỉnh phải tranh luận, đây là lần đầu tiên lãnh đạo chủ yếu của tỉnh công khai tỏ thái độ của chính quyền đối với nền kinh tế tư nhân. Mặc dù có tính lựa chọn nhưng đã khác hẳn thái độ lo lắng về sự phát triển của kinh tế tư nhân so với trước đây. Trên tỉnh cũng có người có ý kiến về lời phát biểu của Ninh Pháp, cho rằng hệ thống tài chính phải hỗ trợ cải cách công ty nhà nước chứ không phải bật đèn xanh cho phát triển kinh tế tư nhân. Nghe nói bí thư tỉnh ủy Quý Thành Công không tỏ thái độ gì ở vấn đề này, chẳng qua trên tỉnh vẫn tranh luận. Nói thì như vậy nhưng cụ thể thực hiện không hề đơn giản. Thị trường bất động sản sau này sẽ thành ngành chính trong kinh tế quốc gia, quy mô của nó có thể tưởng tượng được. Nếu muốn thành thế lực lớn trong ngành sản xuất này thì nỗ lực lớn như thế nào? Tôi chỉ có thể đưa ra phương hướng, còn đâu phải do anh và Minh Viễn thực hiện. Đã làm phải làm tốt, làm lớn, làm cho chúng ta càng lúc càng lớn mạnh. Đề tài rất nhanh chuyển sang công việc của Triệu Quốc Đống ở Hoa Lâm. Triệu Quốc Đống lại rất bình tĩnh, không hề coi trọng khó khăn bây giờ, ra vẻ rất tự tin.
Kiều Huy và Hứa Minh Viễn cũng không thèm để ý, một chức chủ tịch huyện trong mắt bọn họ không đáng gì. Về biệt thự Thiền Loan, Triệu Quốc Đống phát hiện Cù Vận Bạch vẫn im lặng, điều này làm hắn có chút khó hiểu. Kiều Huy cùng Hứa Minh Viễn không hỏi về quan hệ giữa hắn và Cù Vận Bạch. Thời này có ai rảnh rỗi hỏi việc riêng người khác chứ? Quốc Đống, chị vẫn nghĩ nếu thật sự vứt hết các thứ bây giờ mà tiến vào thương trường thì có lẽ em sẽ có thành tựu lớn hơn nữa. Cù Vận Bạch thở dài nói. Ồ, thành tựu thì phải do từng người nhìn. Giáo viên dạy học cả đời mặc dù không ra nhân tài kiệt xuất nhưng cũng cống hiến cho xã hội. Vận động viên lập kỷ lục thế giới chưa chắc đã tạo ra bao giá trị kinh tế. Em đi vào thương trường dù kiếm vài tỷ, vài chục tỷ, nhưng nếu so sánh với việc em làm một nơi có thể phát triển, em thích về sau hơn. Đây là lý tưởng của từng người mà. Triệu Quốc Đống bình tĩnh nói. Mỗi người có lý tưởng của mình. Cù Vận Bạch lẩm bẩm một tiếng mà nói. Quốc Đống, em đúng là biết bỏ thứ khác. Biết bỏ thì mới có. Hơn nữa không phải em hoàn toàn cắt đứt. Trên thế giới bây giờ các thứ liên hệ rất gần nhau, càng lúc càng dễ dàng. Em cũng không giỏi việc thực hiện cụ thể. Đừng thấy em nói giỏi nhưng nếu phải làm thật thì cần người như Bồi Ca hoặc Hứa Minh Viễn mới được. Em ngồi ngoài hưởng lợi không tốt hơn sao? Ngồi ngoài hưởng lợi, em đang như vậy sao? Cù Vận Bạch cười cười đầy quyến rũ. Tri thức là lực lượng, ánh mắt quyết định tất cả, ý nghĩa quyết định đường ra, đầu quyết định túi tiền to hay nhỏ. Cù Vận Bạch nói như vậy làm Triệu Quốc Đống có cái nhìn mới. Thật không ngờ có mấy ngày không gặp mà miệng lưỡi chị đã tăng lên như vậy. Hi hi, chị sắp điều lên thành phố. Thị trưởng Khang năm nay phụ trách bên du lịch, cục trưởng Diệp muốn phong phú lực lượng của cục du lịch, chị cũng muốn lên cục du lịch thành phố thử xem. Cù Vận Bạch liếc Triệu Quốc Đống mà nói. Lên thành phố tiếp xúc càng nhiều, nhìn rộng hơn. Cục du lịch thành phố. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút, hắn biết Cù Vận Bạch bây giờ ở Giang Khẩu mặc dù dễ dàng nhưng cũng rất buồn bực. Cù Vận Bạch thậm chí còn hâm mộ Cù Vận Lam đang bận rộn. Nhưng lãnh đạo huyện ủy không coi trọng phát triển du lịch, hơn nữa còn có thành kiến với Cù Vận Bạch, mà hai người Vương Đức Hòa cùng Quách Chiêm Xuân có tác dụng không nhỏ. Ừ, em không phải nói ngành du lịch sẽ rất phát triển sao? Chị liền yên tâm đi học trong ngành này. Cù Vận Bạch cười hì hì nói. Nếu chị thật sự cảm thấy làm không thoải mái thì có thể đổi hoàn cảnh, em ủng hộ chị. Nhưng cuộc sống cơ quan ở cục du lịch có thoải mái không? Chị mới 30, còn rất trẻ, làm việc gì cũng được mà. Chị cảm thấy thế nào? Triệu Quốc Đống cẩn thận dùng từ ngữ. Cù Vận Bạch là người phụ nữ độc lập, hắn không muốn vì vài từ ngữ mà ảnh hưởng tới tình cảm đôi bên. Vén mấy sợi tóc rơi trên mặt, Cù Vận Bạch nở nụ cười mà nói. Quốc Đống, em có phải là muốn nói chị tự gây dựng sự nghiệp, em định ủng hộ chị về tài chính phải không? Nói lấp lửng như vậy có phải sợ chị hiểu lầm và giận không? Ha ha, cần gì phải nói ra chứ? Hai chúng ta là ai chứ? Triệu Quốc Đống có chút xấu hổ mà nói. Cù Vận Bạch nghe thế liền cười hì hì. Quốc Đống, em lúc rất ngây thơ đáng yêu, lời này cũng có thể nói ra sao? Triệu Quốc Đống và Cù Vận Bạch, chúng ta là quan hệ gì? Nhiều lắm là bạn quan hệ mật thiết thôi mà. Chị không thích hợp với hôn nhân, chị không thích mãi ở bên nhau, chị thích cảm giác thi thoảng gặp mặt, như vậy tình cảm mới lâu dài. Triệu Quốc Đống đúng là thua Cù Vận Bạch, tư tưởng đặc biệt này chỉ có ở Cù Vận Bạch mà thôi. Chẳng qua càng như vậy thì càng làm cô thêm quyến rũ, làm hắn không nhịn được mà bị hấp dẫn. Em nói thật đó, chị nếu muốn thay đổi cách sống thì em sẽ ủng hộ. Ừ, chị đã suy nghĩ nhưng thấy vẫn chưa đến lúc. Cho nên chị định tới cục du lịch thử một phen, nếu ở cục du lịch không tốt thì nói tiếp. Lễ khai giảng kết thúc đã là 11 giờ trưa, Phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Cửu Bình Chính thay mặt trưởng ban Phan yêu cầu mọi người nghiêm túc học tập. Chẳng qua Triệu Quốc Đống lại thấy mọi người có vẻ không tập trung. Giống như lần nhà tới An Đô là để hưởng thụ mà thôi. Trưởng ban Cửu nói xong mọi người vỗ tay rất vang dội. Không biết là vỗ tay vì trưởng ban Cửu nói đặc sắc hay là hoan hô câu nói cuối cùng của trưởng ban Cửu, tôi đã nói xong, cảm ơn mọi người. Triệu Quốc Đống đang suy nghĩ chưa ăn ở trường hay là đi mời Hàn Đông ăn. Đã lâu không gặp. Chỉ liên lạc qua điện thoại, mỗi lần gọi cho Hàn Đông, Triệu Quốc Đống lại thấy áy náy. Trưa nay nếu không có việc gì thì mời cô đi ăn coi như xin lỗi. Hàn Đông nghe thấy Triệu Quốc Đống ở An Đô 2 tháng thì rất vui mừng, lập tức đồng ý và bảo Triệu Quốc Đống đi đón cô. Sự vui mừng của cô làm Triệu Quốc Đống phải gãi đầu, hình như có gì không đúng. Hắn đang suy nghĩ thì có người gọi.
Chủ tịch Triệu, Chủ tịch Triệu. Triệu Quốc Đống quay đầu lại thì thấy là Chủ tịch huyện Khuê Dương, Lưu Như Hoài đang gọi hắn, sau lưng còn có hai người. Triệu Quốc Đống đoán là bí thư huyện ủy Phong Đình cùng Thổ Thành. Y đến không lâu nên không quen hai vị bí thư huyện ủy kia, chỉ gặp một lần mà thôi. Hôm nay khi điểm danh mới thấy quen quen, Lưu Như Hoài này thì mấy lần họp trên thị xã đã gặp và nói chuyện. Chủ tịch Lưu có bố trí gì à? Lưu Như Hoài hơn hắn 7-8 tuổi, Triệu Quốc Đống tuy không kiêu ngạo nhưng không ra vẻ sợ sệt. La Đại Hải từng nói đám bí thư, chủ tịch huyện Ninh Lăng đều là kẻ hiếp yếu, sợ mạnh. Anh nếu ra vẻ ân cần tiếp đón thì người ta lại không thèm để ý tới anh. Nếu anh ra vẻ kiêu ngạo thì có khi người ta thấy anh có can đảm, đáng quan hệ. Triệu Quốc Đống mặc dù không muốn tỏ vẻ kiêu ngạo nhưng không muốn người coi thường mình. Ha ha, bí thư Bì và bí thư Cố nói chúng ta không mấy khi tụ tập, hay là trưa nay ngồi mới nhau một chút, tối chúng ta lại ngồi. Lưu Như Hoài là người cao gầy, hai người bí thư huyện ủy kia đã gần 50. Cái này, Triệu Quốc Đống có chút khó xử, ăn tối thì không vấn đề gì, nhưng hắn vừa hẹn Hàn Đông, bây giờ lại hủy thì đúng là đáng ăn đòn. Lần trước hắn đã thoát thân một lần. Nhưng lần này hắn chủ động hẹn mà còn hủy thì còn gì để nói. Bí thư Bì, bí thư Cố, chủ tịch Lưu, trưa nay tôi có việc, tối không vấn đề gì. Tối tôi mời khách, mời ba vị lãnh đạo nể mặt. Nghe Triệu Quốc Đống từ chối buổi trưa, Bì Gia Thái xa sầm mặt lại, Cố Trường Canh ngẩn ra một chút. Thằng này giỏi, mình và lão Bì cùng mời, hắn là thằng chủ tịch huyện bị đá đi mà dám từ chối sao? Chủ tịch Triệu, bí thư Bì và bí thư Cố có lòng như vậy. Chưa chúng ta ngồi một chút cũng không có gì mà. Chúng ta bây giờ đã bỏ lại chuyện ở huyện mà. Dù bí thư La có việc gấp cũng không phân công tới anh mà, đi cùng thôi. Lưu Như Hoài thấy không khí hơi trầm xuống liền vội vàng giảng hòa. Bì Gia Thái có thể nói làm bí thư huyện ủy lâu nhất ở Ninh Lăng, tính cách rất nóng. Cố Trường Canh vốn là phó trưởng ban thư ký thị ủy đi xuống làm bí thư huyện ủy cũng đã được 2-3 năm, đều là nhân vật nhìn lên tận trời. Triệu Quốc Đống tuy khéo léo từ chối nhưng cũng là không cho bọn họ mặt mũi. Bí thư Bì, bí thư Cố, chủ tịch Lưu, trưa nay tôi có việc thật mà. Triệu Quốc Đống thấy Lưu Như Hoài có chút khẩn trương nên cũng đoán mình nói không đúng nên vui vẻ nói. Được rồi lão Liễu, người ta trẻ tuổi nhiều việc, anh phải hiểu mà. Không sao, tiểu Triệu, cậu đi làm việc của mình đi. Cố Trường Canh lạnh nhạt nói. Lão Lưu, mấy ông bạn già chúng ta ngồi thôi. Thanh niên sao có thể hòa hợp với mấy ông lão chúng ta? Triệu Quốc Đống nghe ra lời này có vấn đề, nhưng Bì Gia Thái cùng Cố Trường Canh đã xoay người rời đi. Lưu Như Hoài cũng nhíu mày nghĩ gì đó nhưng thấy hai người bọn họ rời đi nên phải thở dài một tiếng, chào Triệu Quốc Đống rồi đi theo bọn họ. Triệu Quốc Đống nhìn ba người mà cười cười một tiếng, xem ra hai vị này khác là Đại Hải, tính cách nóng nảy, có lẽ quen được bên dưới nịnh nọt rồi. Lưu Như Hoài khách khí với hai người như vậy. Không biết có phải là do quen rồi hay không. Hắn không thèm để ý tới đối phương, thấy bọn họ đi, hắn cũng xoay người rời đi. Cố Trường Canh nhìn Triệu Quốc Đống không tỏ vẻ gì đã rời đi liền cười lạnh một tiếng. Lão Bì, xem ra họ Triệu này cũng thú vị đó. Bì Gia Thái khinh thường hừ một tiếng. Hừ, miệng không dâu, làm việc không chắc chắn. Những người từ trên tỉnh xuống đều có mắt cao hơn trán, nghĩ mình không ai sánh được. Đưa tới vài công ty là nghĩ mình thành người cứu xã hội. Tôi thấy là Đại Hải Triều quen rồi. Mai Anh Hoa vậy mà còn bị thằng này chơi như vậy sao? Nếu là tôi cho hắn biết thế nào là đảng quản lý cán bộ. Ha ha, hắn mặc dù hơi kiêu căng nhưng cũng có bản lĩnh mà. Công ty Đại Hoa và Tam Điệp trước đó không phải vốn định đầu tư vào Phong Đình các anh sao? Vậy làm sao lại bị hắn kéo tới Hoa Lâm vậy? Cố Trường Canh cố khích đối phương. Ha ha. Lão Cố, đừng có trêu tôi. Trụ sở trồng cỏ bên Hoa Lâm làm quá sớm, chiếm thời cơ. Phong Đình chúng tôi mặc dù tiếp xúc với công ty Đại Hoa đầu tiên nhưng nói thật xây dựng trụ sở chậm, mà phát triển chăn nuôi gia súc sẽ không có điều kiện như Hoa Lâm. Nếu là tôi cũng chọn Hoa Lâm, điều này tôi không trách hắn. Ai chẳng nói chuyện vì huyện mình, chẳng qua thằng này không ra gì, thị ủy chọn người mà dở trò đó không phải làm mất uy tín của thị ủy sao? Bì Gia Thái thở dài một tiếng. Coi như là có người bên trên nên mới thế mà. Có người mà bị đá tới Hoa Lâm sao? Hắn đây là có thể tính toán mình chơi trò này nên thành công đó. Bì Gia Thái cười cười nhìn Cố Trường Canh. Cưỡi lừa mà nhìn về phía xa thì đi được bao nhiêu? Mới lên không lâu đã bị người ta đâm mà còn không biết sống chết, vẫn kiêu căng như vậy,
không biết vì sao hắn tới được chức này. Phải cho vài bài học mới biết trời cao đất rộng. Thấy Lưu Như Hoài chạy lên, Cố Trường Canh định nói lại thôi. Triệu Quốc Đống không biết mình vì ăn một bữa với Hàn Đông lại làm hai vị Cố Trường Canh có ấn tượng không tốt như vậy. Theo hắn thấy dù là trong lòng lãnh đạo có bực cũng chỉ là việc bình thường. Chẳng lẽ chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà có mâu thuẫn sao? Nhưng hắn không ngờ mình lại làm đối phương có ấn tượng như vậy. Buổi chiều tiết học xây dựng cách mạng xã hội chủ nghĩa làm mọi người lơ mơ buồn ngủ. Mặc dù giới thiệu là giáo viên cốt cán của trường nhưng nói chuyện với giọng khàn khàn làm người ta buồn bực. Nhìn chương trình học thấy người này có 8 tiết, điều này làm Triệu Quốc Đống đau đầu. Đây không phải đọc để mọi người ngủ sao? Mặc dù không trải qua ngọn lửa chiến tranh, nhưng có thể lên làm bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện thì có ai lạ gì cách mạng Trung Quốc. Các cuộc tập huấn này ở đâu chẳng dạy nó đầu tiên. Đây coi như là yêu cầu bắt buộc. Ngồi đến khi hết giờ, một đám người như đám phạm nhân lao ra ngoài. Chủ tịch Triệu, hút điếu. Lưu Như Hoài đi tới gần Triệu Quốc Đống rồi mời hắn thuốc. Ha ha, chủ tịch Lưu, không cần, tôi hút chỉ lãng phí thôi. Tôi đi đâu chứ? Ha ha, chủ tịch Triệu, anh làm mất lòng hai vị kia rồi. Tối bọn họ có bố trí khác, không đi. Ồ, không đến mức đó chứ. Tôi thật sự có việc mà. Triệu Quốc Đống ngẩn ra rồi cười nói. Tôi không phải còn cần nhận lỗi với bọn họ đó chứ. Vậy thì không cần, bọn họ chỉ là không quen như vậy mà thôi, vài hôm quen thuộc là được. Lưu Như Hoài có vẻ cũng không thích cách làm của hai người Cố Trường Canh. Hai chúng ta đều là tạm thời thay thế, có lẽ điều này làm bọn họ có chút ngạc nhiên. Ồ, anh cũng là tạm thời đổi sao? Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc giống như không tin. Hắn là do có việc nhưng không nghe nói Lưu Như Hoài này gặp vấn đề gì mà. Ha ha, cái này vốn là của chủ nhiệm Mai, sau đó y không biết sao không muốn đi nên tìm tới ban tổ chức cán bộ thị ủy. Trưởng ban Trương liền nói với tôi, bảo tôi thay, tôi nghĩ dù sao cũng đi cho biết nên đi. Vẻ mặt Lưu Như Hoài không thay đổi nhưng Triệu Quốc Đống nhạy cảm phát hiện trong giọng đối phương có gì đó kỳ lạ. Chủ nhiệm Mai nào cơ? Triệu Quốc Đống nói ra rồi lập tức có phản ứng. Chủ nhiệm Mai khu khai phát. Ừ, đáng lẽ lớp tập huấn này khu khai phát phải đi tiên phong. Mai Anh Hoa bây giờ đang rất thoải mái. Mới đầu năm đã có một công ty lớn đến khu khai phát, thị xã rất coi trọng. Lưu Như Hoài cười nói. Bí thư Kỳ cùng thị trưởng Mạch cũng tự mình ra mặt tiếp đón, xem ra là công ty rất lớn. Lão Mai lấy lý do tiếp đón nhà đầu tư nên không đi. Ồ, xem ra đầu tư không nhỏ. Làm gì vậy? Triệu Quốc Đống có chút tò mò mà nói, Mai Anh Hoa đây là cố ý chát vàng lên mặt mình. Nghe nói là bên Hong Kong tới, sản xuất các đồ chơi xa xỉ, đầu tư 50 triệu, thoáng cái lấy mấy trăm mẫu đất của khu khai phát, số lượng công nhân trên 3.000 người. Lưu Như Hoài rất hâm mộ mà nói, đồ chơi xa xỉ. Triệu Quốc Đống giật mình, ngành này đúng là bên Hong Kong làm là chính, nhưng bây giờ nó chỉ tập trung chính ở Quảng Đông, đầu tư vài chục triệu là bình thường. Bí thư thị ủy và thị trưởng tiếp đón cũng là bình thường. Nhưng nhà đầu tư Hong Kong chạy tới tận Ninh Lăng đầu tư nhà máy vài chục triệu làm Triệu Quốc Đống có chút khó hiểu. Ninh Lăng không có đường sắt, cao tốc, đường biển chưa thông suốt, chỉ vì chính sách và lao động rẻ mà tới sao? Đúng thế, đây là khoản đầu tư lớn nhất từ trước tới nay của Ninh Lăng chúng ta, thị ủy, ủy ban thị xã đều coi trọng, tỉnh cũng chú ý. Lãnh đạo thị xã yêu cầu các cơ quan chuyên môn phải bật đèn xanh tất cả thủ tục. Có lẽ thị xã rất nhanh sẽ tổ chức đoàn khảo sát đến Hong Kong tham quan trụ sở chính của công ty đó. Quyển 6, chương 49,50. Triệu Quốc Đống có chút khó hiểu, nhà đầu tư Hong Kong đến tỉnh An Nguyên thường chọn An Đô hơn, rất ít ở nơi ngoài An Đô. Dù sao An Đô có phương tiện tốt hơn hẳn nơi khác. Ngay cả Miên Châu cùng Kiến Dương cùng với Lam Sơn còn kém, chứ đừng nói các thị xã khác. Sao nhà đầu tư Hong Kong lại chọn đầu tư vào Ninh Lăng? Chẳng qua điều này Triệu Quốc Đống không tiện nói ra, hỏi nhiều vài câu không chừng có người nói anh ghen ghét với thành tích của người khác. Bây giờ dù sao cũng sang Hong Kong khảo sát tình hình công ty người ta, cũng biết rõ tình hình. Hai tiết buổi chiều kết thúc, các hành vi rời đi, gần như không ai ở lại ký túc. Bí thư, chủ tịch huyện chỉ cần biết lái xe đều tự đi xe lên đây, nếu không cũng không có biện pháp. Dù sao cũng không thể đưa lái xe lên tỉnh 2 tháng chứ. Sáng hôm sau dạy kinh nghiệm thu hút đầu tư, điều này làm không ít học viên chú ý. Một giáo sư đến từ Học viện Ngoại thương An Đô giảng bài, làm thế nào có mục tiêu, làm thế nào nâng cao hiệu suất thu hút đầu tư.